Hổ Tế, Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết. Tập 16. Không ngờ, Dương Tiêu không chỉ leo từ tầng 1 lên tầng 17 trong 3 phút, mà còn xuất hiện trong văn phòng của Bạch Du Tĩnh. Tại sao tôi không thể xuất hiện ở đây? Trong mắt cô, tôi có thể là tầng lớp hạ lưu, nhưng trong mắt cô Bạch thì không phải. Dương Tiêu lắc đầu chế giễu. Bạch Du Tĩnh cau mày khi nghe thấy những lời này, tầng lớp hạ lưu. Chuyện này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện là như thế này, Dương Tiêu trực tiếp nói. Đối với người phụ trang điểm lộng lẫy trước mặt này, trong lòng Dương Tiêu không có chút thiện cảm nào. Nhìn thấy Dương Tiêu giống như sắp xới tung mọi chuyện, trong lòng Hàn Vũ Tinh lo lắng, cô ta trừng mắt nhìn Dương Tiêu, anh là đồ khốn. Anh câm miệng cho tôi. Câm miệng, còn sợ người khác nói ra chuyện mình đã làm sao? Dương Tiêu cười lạnh. Bạch Du Tĩnh cau mày nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hàn Vũ Tinh nhìn chằm chằm Dương Tiêu sửng sốt một chút, nhưng không ngờ Dương Tiêu lại không chịu dáng vẻ này của cô ta. Tầng lớp hạ lưu, không xứng đi chung, nghe xong, sắc mặt Bạch Du Tĩnh đột nhiên sụp đỏ. Cô thật sự không ngờ Hàn Vũ Tinh này lại kiêu ngạo đến mức không để Dương Tiêu vào mắt. Phải biết rằng, nếu không có chiếc nhẫn đen của Dương Tiêu, e rằng toàn bộ tập đoàn trang sức Bạch Thức đã lâm vào khủng hoảng phá sản rồi. Hàn Vũ Tinh hoảng sợ nói, cô Bạch, đừng nghe tên này ngậm máu phun người. Không, chuyện này không phải như vậy. Bạch Du Tĩnh ở vị trí cao đã lâu, chỉ cần nhìn thoáng qua cô cũng có thể biết được rằng Dương Tiêu không hề nói dối, mọi chuyện xảy ra vừa rồi đều là sự thật. Từ lâu cô đã nghe nói Hàn Vũ Tinh là người không có chừng mực, không chỉ bướng bỉnh mà còn không coi ai ra gì. Bây giờ có vẻ như những tin đồn không phải là sai. Cô Hàn, ngại ghê chuyện hợp tác giữa cô và tôi đến đây. Là kết thúc, cô có thể đi rồi. Bạch Du Tĩnh nói khẽ. Cái gì? Chuyện hợp tác đến đây là kết thúc. 2.000 vạn phí đại ngôn mà cô ta sắp nhận được vừa mất đi. Trong phút chốc, Hàn Vũ Tinh như hứng chịu một tiếng sét giữa trời xanh, hai mắt dần trở nên đờ đẫn. Trong lòng Hàn Vũ Tinh nổi lên sóng gió, hoàn toàn không thể chấp nhận được tình cảnh này, cô ta nhìn Bạch Du Tĩnh với vẻ mặt không tin, cô Bạch, cô không đùa tôi chứ? Cô cảm thấy tôi rất nhàn rỗi sao? Bạch Du Tĩnh trực tiếp xử tử Hàn Vũ Tinh. Lời nói của Bạch Du Tĩnh không khác gì đẩy thẳng cô ta xuống vực sâu, Hàn Vũ Tinh sững sờ. Cô ta biết tất cả những chuyện này đều là do đồ nhà quê trước mặt này gây ra, trong hốc mắt hiện lên một tia máu, cô ta không cam lòng nói. Bạch Tổng, là do tên này sao? Rốt cuộc anh ta là ai? Bạch Du Tĩnh nhìn Dương Tiêu, nghĩ về việc Dương Tiêu cứu tập đoàn trang sức Bạch Thức trong lúc khủng hoảng, trong lòng Bạch Du Tĩnh dường như đã có một quyết định lớn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Bạch Du Tĩnh nghiêm nghị nhìn Dương Tiêu và nói, anh ấy là ý trung nhân của tôi. Ý trung nhân, đôi mắt Hàn Vũ Tinh thoáng chốc đờ, đẫn. Bạch Du Tĩnh hướng Hàn Vũ Tinh nói, đúng vậy. Dương Tiêu là ý trung nhân của tôi. Nghe thấy giọng điệu bình tĩnh của Bạch Du Tĩnh, Hàn Vũ Tĩnh cảm thấy như có 5 tiếng sét đánh vào mình, cả người đột nhiên rơi vào trạng thái suy sụp sâu sắc. Mình đã xúc phạm ý trung nhân của Bạch Du Tĩnh. Điều này không chỉ có nghĩa là đại ngôn của mình trực tiếp bị phá. Sao lại trở nên như thế này? Sao chuyện này lại có thể trở nên như thế này? Giờ phút này, Hàn Vũ Tĩnh thực sự hối hận đến nứt ruột. Nếu có thể, đánh chết cô ta cũng sẽ không xem thường Dương Tiêu, nhưng thật đáng tiếc trên đời này không có thuốc hồi hận. Trong mắt cô ta, Dương Tiêu là một tấm lụa treo trong veo, cô ta thực sự không hiểu tại sao nữ doanh nhân huyền thoại như Bạch Du Tĩnh lại thích Dương Tiêu. Phải chăng gu thẩm mỹ của nữ doanh nhân huyền thoại đều là độc nhất? Hay là anh chàng này vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu của Bạch Du Tĩnh dù là tấm lụa? Dương Tiêu cũng sững sờ, thân phận thật sự của anh đã bị vạch trần rồi sao? Không lẽ Bạch Du Tĩnh đã phát hiện ra mình là anh hùng thầm lặng đã cứu mọi người khỏi đám cháy ở thành phố cổ cách đây một thời gian sao? Không thể nào, mình đã làm rất tốt việc bảo mật, những bức ảnh đã không được truyền ra ngoài, làm thế nào mà Bạch Du Tĩnh nhận ra? Bạch Tổng, tôi là do Chu Tổng giới thiệu, cô không thể làm như vậy. Hàn Vũ Tinh cố nặn ra một nụ cười. Hiện tại trong giới giải trí cô ta đã từ hạng nhất xuống hạng hai, không còn phim truyền hình nào để đóng phim. Thỉnh thoảng vẫn có thể duy trì cuộc sống của mình trước. Những buổi biểu diễn thương mại. Để giành được đại ngôn của tập đoàn trang sức Bạch Thức lần này, Hàn Vũ Tinh đã phục vụ Chu Tổng rất nhiều lần. Nếu Bạch Du Tĩnh thực sự muốn hủy hợp tác vào lúc này,
cô ta không nhận được khoản phí đại ngôn 2.000 vạn, đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào Hàn Vũ Tinh. Bạch Xu Tĩnh lạnh lùng nói, bót dùng Chu Tổng tới chèn ép tôi. Sở dĩ tôi đồng ý thuê cô làm đại ngôn cho công ty của tôi thật ra là vì thể diện của Chu Tổng, nhưng cô phải hiểu rằng tôi giúp Chu Tổng là tình cảm, chứ không giúp Chu Tổng là bổn phận. Phụ nữ hợm hĩnh như cô, làm đại ngôn cho công ty của chúng tôi sẽ chỉ làm mất uy tín của công ty chúng tôi, cô đi đi. Bạch Tổng, Hàn Vũ Tinh hoàn toàn hoảng sợ, giọng điệu cầu xin. Bạch Xu Tĩnh nói dứt khoát, cô Hàn, nếu cô không rời đi, tôi sẽ gọi bảo vệ đến đuổi người. Nghe vậy, sắc mặt Hàn Vũ Tinh trở nên cứng ngắc, cô ta thật sự không ngờ Bạch Xu Tĩnh không cho mình mặt mũi. Phí đại ngôn 2.000 vạn vừa tuột mắt, sao Hàn Vũ Tinh có thể cam lòng như vậy chứ? Cô ta liếc nhìn Dương Tiêu đang nhìn máy tính, trong mắt Hàn Vũ Tinh hiện lên một tia oán hận, Bạch Tổng, không phải tôi gây chuyện trước, là anh ta, tất cả là do anh ta. Anh ta nói tôi có bệnh rồi tôi mới nói anh ta là tầng lớp hạ lưu, đúng vậy, là anh ta nhục mạ tôi trước. Ồ, thật có chuyện như vậy, Bạch Xu Tĩnh nghi ngờ nhìn Dương Tiêu. Nếu Dương Tiêu nhục mạ Hàn Vũ Tinh có bệnh, thì điều đó thực sự rất bất lịch sự. Dương Tiêu đặt máy tính xuống, giễu cợt, tôi gây chuyện trước. Thật nực cười, hiện tại, bỏ qua chuyện ai gây sự trước, chúng ta hãy nói về bệnh tình của cô trước, tôi không hề nói dối. Thật sao, vậy anh nói cho tôi biết tôi bị bệnh ở đâu? Trong mắt Hàn Vũ Tinh tràn đầy oán hận. Nếu không phải có Dương Tiêu, hiện tại cô ta đã ký hợp đồng đại ngôn, xoay người rời đi với 2.000 vạn phí đại ngôn. Hơn nữa, Dương Tiêu mở miệng nói rằng cô ta bị bệnh, đây không phải là cố ý gây chuyện sao? Cô ta và Dương Tiêu gặp nhau lần đầu tiên, Dương Tiêu đã nói rằng cô ta bị bệnh, ngay cả bác sĩ chuyên nghiệp cũng không dám dễ dàng đưa ra kết luận như vậy. Bạch Xu Tĩnh nhìn Dương Tiêu nhíu mày, anh nói như vậy là có ý gì? Dương Tiêu cười nhìn Hàn Vũ Tinh hỏi, cô Hàn, tôi hỏi cô, 6 tháng qua cô có thường xuyên bị rối loạn cảm xúc, cáu kỉnh, rồi loạn giấc ngủ và đau căng cơ không? Vừa nói ra lời này, sắc mặt của Hàn Vũ Tinh thay đổi lớn. Anh, làm sao anh biết? Hàn Vũ Tinh không thể bình tĩnh được chút nào. Dương Tiêu nói tiếp, suy nhược thần kinh là bệnh thần kinh rồi loạn. Có thể nói não của cô có bệnh. Bị Dương Tiêu nói mình bị bệnh não, không tránh khỏi là đang mắng người, Hàn Vũ Tinh tuy rằng mở miệng nhưng không thể phản bác. Đúng vậy, cô ta bị suy nhược thần kinh. 6 tháng trở lại đây, sự nghiệp của Hàn Vũ Tinh xuống dốc không phanh, cô ta phải chịu rất nhiều áp lực, các đạo diễn trước kia chơi Hàn Vũ Tinh chán, bọn họ không cho Hàn Vũ Tinh tài nguyên. Cô ta không thể kiếm tiền. Hàn Vũ Tinh đi chợ đêm không được ngủ, cách đây không lâu đã được bác sĩ chẩn đoán là suy nhược thần kinh. Gương mặt ngọc thanh tú của Bạch Xu Tĩnh lộ ra vẻ kinh ngạc, có thể thấy Dương Tiêu không phải đang nói đùa, phản ứng của Hàn Vũ Tinh đủ để chứng minh rằng Dương Tiêu nói đúng. Anh chàng này còn là bác sĩ sao? Điều này hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của cô về Dương Tiêu. Cô Hàn, có phải cô bị đau nhói ở bụng trên bên phải đúng không? Thỉnh thoảng có kèm theo các triệu chứng như tức ngực và buồn nôn. Đây là sỏi mật, chắc chắn sỏi mật cũng không nhỏ, cần thiết phải xử lý. Dương Tiêu nghiêm túc nói. Nghe vậy, Hàn Vũ Tinh nhìn Dương Tiêu như thể nhìn thấy ma, anh thật sự biết tôi bị sỏi mật. Đúng là Hàn Vũ Tinh bị mất ngủ kéo dài và suy nhược thần kinh, gây ra sỏi mật, vì buổi sáng cô ta không thể dậy và không thể ăn sáng. Hàn Vũ Tinh biết mình bị sỏi mật được một thời gian nhưng không coi trọng nó. Mấy ngày nay triệu chứng ngày càng nặng hơn, Hàn Vũ Tinh định lấy khoản phí đại ngôn 2.000 vạn rồi đi phẫu thuật, nhưng cô ta không ngờ Dương Tiêu vừa nhìn thoáng qua đã nhìn ra các triệu chứng của cô ta. Chứng kiến mọi chuyện trước mắt, Bạch Xu Tĩnh nhìn Dương Tiêu ánh mắt càng ngày càng kinh ngạc, cô thật sự cảm thấy có chút không hiểu Dương Tiêu. Anh chàng này và Hàn Vũ Tinh mới gặp nhau một lần đúng không? Anh thực sự có thể thấy những triệu chứng này, ngay cả những nhà y học câu chuyện huyền thoại trong nước cũng không được như thế. Dương Tiêu nói tiếp, cô Hàn, cô thường xuyên ngứa ngáy khó chịu ở vùng kín. Mùi hôi thật kinh tởm, bệnh sinh dục này ít nhất cũng đã 3 năm rồi phải không? Cái gì? Điều này cũng có thể nhìn ra. Hàn Vũ Tinh thực sự bị bệnh tình dục, trước đây cô ta đã ngủ với rất nhiều đạo diễn và ông trùm thương mại nên không có gì ngạc nhiên khi cô ta không thể mắc bệnh tình dục. Hơn nữa, cô ta có thân phận đặc biệt nên không dám công khai đến bệnh viện, chỉ có thể mua chút thuốc về uống. Bệnh tình dục, Bạch Xu Tĩnh nhìn vào mắt Hàn Vũ Tinh với vẻ ghê tởm. Bạch Xu Tĩnh biết rất rõ rằng 99% bệnh tình dục là do đời sống riêng tư không cẩn thận, chỉ 1% là do lây nhiễm đơn giản của con người.
Dương Tiêu lắc đầu, thực ra đây không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là cô Hàn đã bị nhiễm HIV, hơn nữa còn sắp bùng phát. Trừ khi cô đến bệnh viện tốt nhất thế giới, nếu không sợ rằng cô sẽ không có cách nào xoay chuyển. Audio điện tử Võ Tấn Bền. HIV, đây không phải là bệnh AIDS sao? Hàn Vũ Tinh nổi giận tại chỗ, vớ vẩn, anh mới bị nhiễm HIV, vợ anh bị nhiễm HIV, tất cả phụ nữ trong gia đình anh mới bị nhiễm HIV. Hàn Vũ Tinh nhận ba loại bệnh đầu tiên, nhưng có đánh chết cô ta cũng không nhận loại bệnh cuối cùng. Dung Dung. Đúng lúc này, điện thoại của Hàn Vũ Tinh đổ chuông, là của chủ nhiệm Vương Vương Trạch của Bệnh viện Quý tộc số 1 ở Trung Nguyên. Nhìn thấy người gọi là Vương Trạch, Hàn Vũ Tinh nhìn Dương Tiêu, trên gương mặt cô ta hiện lên một sự phẫn uất mạnh mẽ. Anh dám nói tôi bị nhiễm HIV, nói chắc chắn như vậy, không lẽ anh không sợ bị vả mặt sao? Tôi nói cho cô biết, bây giờ chủ nhiệm Vương Vương Trạch của Bệnh viện Quý tộc số 1 ở Trung Nguyên gọi điện thoại riêng cho tôi. Anh nghe cho kỹ đi. Anh mới bị nhiễm HIV, tất cả những người phụ nữ trong gia đình anh mới bị nhiễm HIV. Vương Trạch, Dương Tiêu hơi ngạc nhiên hỏi. Nói đến Vương Trạch, Dương Tiêu không nhịn được cười, Vương Trạch này là đệ tử của bác sĩ thiên tài Liễu Giang Hà, nhưng anh ta cứ chống lại mình, không chịu khuất phục mình. Thấy Dương Tiêu biết Vương Trạch, Hàn Vũ Tinh càng đắc ý nói, sợ à? Tôi nói cho anh biết, sáng sớm nay tôi đã nhờ chủ nhiệm Vương Vương Trạch xét nghiệm máu cho tôi. Anh đã nhục mạ tôi bị nhiễm HIV, thật ghê tởm. Bây giờ tôi sẽ sử dụng sự thật để chống lại anh. Hàn Vũ Tinh thường sống ở Đề Đô có rất nhiều tay săn ảnh, Hàn Vũ Tinh không dám đi khám ở bệnh viện Đề Đô. Thành phố Trung Nguyên là thành phố mới cấp 1, ở đây Hàn Vũ Tinh bớt lo lắng hơn rất nhiều, hơn nữa Hàn Vũ Tinh mới biết Vương Trạch thường xuyên nhận việc cá nhân. Sáng nay Hàn Vũ Tinh đưa cho Vương Trạch 20 vạn bảo anh ta xét nghiệm máu cho mình. Vậy thì tôi thật sự rất mong đợi. Dương Tiêu cười nói. Hàn Vũ Tỉnh lạnh lùng nói, hừ, nghe rõ. Nói xong, Hàn Vũ Tỉnh trả lời điện thoại, cô ta cố tình bật loa ngoài. Cô Hàn, điện thoại được kết nối thì giọng của Vương Trạch vang lên. Ánh mắt Hàn Vũ Tỉnh hung ác nói, chủ nhiệm Vương, có kết quả xét nghiệm máu chưa? Có phải là tôi rất bình thường không? Lúc này trên mặt Hàn Vũ Tỉnh lộ ra vẻ tự mãn. Mặc dù cô ta mắc bệnh tình dục nhưng vấn đề không quá nghiêm trọng, còn HIV thì chuyện này đơn giản là vớ vẩn. Trước đó cô ta cũng thường kiểm tra sức khỏe, chưa ai nói với cô ta rằng cô ta bị nhiễm HIV. Theo cái nhìn của Hàn Vũ Tinh, Dương Tiêu chỉ đang chơi trò bí ẩn. Yêu cô Hàn, rất tiếc phải nói với cô rằng cô bị nhiễm HIV, mà còn là một dạng biến thể của HIV. Nếu tôi đoán không nhầm thì hẳn là trước đó cô đã quan hệ thân mật với người nhiễm HIV. Điều này sẽ dẫn đến bị nhiễm HIV biến thể, giống loại HIV biến thể này thì tỷ lệ tử vong trên thế giới là 99%. Cô Hàn, cô mau cầm tiền đến bệnh viện tốt nhất thế giới điều trị có lẽ sẽ còn kịp. Vương Trạch nói với Hàn Vũ Tinh tất cả kết quả báo cáo trong một hơi thở. Hàn Vũ Tinh nghe xong cảm thấy mình như bị một tiếng sét từ trời xanh giáng xuống, lập tức choáng váng. Mình bị nhiễm HIV, hơn nữa còn là HIV biến thể. Làm sao có thể, chuyện này sao có thể? Anh chàng trước mặt này đã nói đúng toàn bộ. Anh ta thực sự nhìn thấy tất cả các triệu chứng trên cơ thể mình chỉ trong nháy mắt. Vương Trạch tiếp tục hỏi, cô Hàn, không còn chuyện gì nữa chứ? Nếu không có chuyện gì, thì tôi sẽ cúp máy. Chủ nhiệm Vương vất vả rồi, anh có thể cúp máy. Dương Tiêu cân nhắc nói. Nghe thấy giọng nói này, Vương Trạch ở đầu dây bên kia sững sờ. Tại sao giọng nói này lại quen thuộc đến vậy? Hình như là tên khốn kiếp Dương Tiêu kia. Đúng vậy, là tên khốn kiếp Dương Tiêu đó. Từ giọng nói của Dương Tiêu, Vương Trạch có thể nghe ra giọng điệu cười trên nỗi đau của người khác, không lẽ mình lại vô hình chung giúp tên khốn kiếp này? Nghĩ đến đây, Vương Trạch suýt nôn ra một ngụm máu giả đầy buồn bực. Mẹ nó, chết tiệt! Hàn Vũ Tinh hoàn toàn ngây ngốc, hai mắt choáng váng, cả người như bị rút hết sức lực ngã ngồi trên mặt sàn. Mình đã bị nhiễm HIV biến thể, tỷ lệ tử vong là 99%. Đến bệnh viện tốt nhất thế giới mới có hy vọng điều trị. Trong 2 năm qua cô ta không kiếm ra tiền, lấy gì mà đến bệnh viện tốt nhất thế giới. Hàn Vũ Tinh thực sự chết lặng, cô ta biết rằng mình đã xong đời, cuộc đời của cô ta đã hoàn toàn kết thúc, e rằng cô ta sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Nhìn vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh của Dương Tiêu, trong lòng Bạch Du Tĩnh dâng lên từng đợt sóng gió.
Cô thật sự không ngờ Dương Tiêu đã đạt đến y thuật thông thiên, không chỉ trong nháy mắt có thể biết được Hàn Vũ Tinh đang bị bệnh, lại còn có thể nói chính xác cho Hàn Vũ Tinh biết đó là loại bệnh gì. Điều này đơn giản là kinh khủng. Nhìn toàn bộ thiên phủ chi quốc, e rằng chỉ có Long Lân đệ nhát thần y mới đủ tư cách đọ sức với Dương Tiêu. Nhìn Hàn Vũ Tinh ngu ngốc, Dương Tiêu không hề bận tâm, đối với một người phụ nữ hợm hĩnh như vậy cũng không có cách nào chữa khỏi. Bạch Xu Tĩnh tỉnh táo lại, nhìn đồng hồ thấp giọng nói, Dương Tiêu, không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi. Được, Dương Tiêu cất máy tính, dự định trên đường đi sẽ nghiên cứu chiến thuật cờ vây của Cát Hưu. Trước khi đi, Dương Tiêu liếc nhìn Hàn Vũ Tinh thấp giọng nói, tôi có lòng tốt nhắc nhở cô, tôi làm ơn mắc oán, cô còn nhục mạ người nhà tôi, nể hề tình cô bị bệnh nặng tôi không so đo với cô. Nhưng, trước khi rời đi tôi vẫn phải nói, cô Hàn, sao cô có thể ăn mặc quần áo trò chơi tình dục? Xì, khi nghe những lời của Dương Tiêu, Bạch Du Tĩnh đang đi phía trước không thể không cười. Sao cô có thể ăn mặc quần áo trò chơi tình là một câu phổ biết trên Internet trong năm nay, ám chỉ cô ta rồi loạn. Thực ra, dáng vẻ Hàn Vũ Tĩnh nhục mạ người nhà Dương Tiêu bị nhiễm HIV rất khiến người khác tức giận. Nói xong, Dương Tiêu xoay người rời đi. Anh không phải là người tốt, cũng không phải là người xấu, nhục mạ người nhà của anh thì không được. Lúc lên xe, mặt Bạch Du Tĩnh rất đỏ, không dám nhìn thẳng vào mắt Dương Tiêu, cố ý ho khan một tiếng, vừa rồi tôi chỉ góp vui lấy lệ thôi, anh đừng cho là thật. Góp vui lấy lệ, vậy thì quá tốt rồi. Dương Tiêu như chút được gánh nặng. Nếu Bạch Du Tĩnh biết mình là anh hùng thầm lặng cứu người thoát khỏi biển lửa cách đây không lâu, cảm mến bản thân, điều này sẽ khiến đầu óc Dương Tiêu quay cuồng. Sau tất cả, anh luôn trung thành với gia đình của mình, Bạch Du Tĩnh và Đường Mộc Tuyết vẫn luôn xảy ra mâu thuẫn. Nếu Đường Mộc Tuyết biết Bạch Du Tĩnh thích mình, thì sân sau thật sự là một đống lửa, không biết Đường Mộc Tuyết sẽ quở trách mình như thế nào. Nhìn thấy Dương Tiêu thở phào nhẹ nhõm, gương mặt xinh đẹp của Bạch Du Tĩnh đanh lại, cô thật sự tức giận, không lẽ trong mắt anh tôi quá quất như vậy sao? Vốn Bạch Du Tĩnh định nhờ Dương Tiêu xem cho mình bệnh khó nói, nhưng không ngờ anh chàng này lại tránh mình như tránh con hổ cái, điều này thực sự khiến thiện cảm của Bạch Du Tĩnh dành cho Dương Tiêu tan thành mây khói. Thật sự coi mình là bảo bối chắc, thật nực cười, so với anh hùng cứu thế của tôi, anh chẳng là gì cả. Bạch Du Tĩnh lạnh giọng nói. Bị Bạch Du Tĩnh đột nhiên oán một câu, Dương Tiêu dở khóc dở cười. Anh sờ mũi, tự hỏi mình lại đắc tội bà cô này ở đâu. Hiệp hội cờ vây ở Trung Nguyên là một hội trường rộng lớn, rất đông người đam mê cờ vây đã đến tham dự, nhìn xung quanh có ít nhất 1.000 người đang theo dõi trận đấu. Xảy ra chuyện gì? Sắp 10 giờ đến nơi rồi, sao anh chàng Dương Tiêu kia còn chưa tới? Không biết, không lẽ là ngủ quên? Cung Linh Nhi không thể bình tĩnh, cô ấy hỏi, ông nội Bạch, sao Dương Tiêu còn chưa tới? Đợi tí nữa, mồ hôi trên trán Bạch Nguyên Kiệt cũng sắp chảy xuông. Ngay lập tức, Bạch Nguyên Kiệt và Cung Thiên Tề nhìn nhau cười khổ, họ thực sự không biết sao Dương Tiêu vẫn chưa vào địa điểm. Cát Hưu đứng lên, vênh váo tự đắc khinh thường nói, Bạch Nguyên Kiệt. Đệ tử thân truyền mà ông đắc ý sao còn chưa tới, không lẽ đã bỏ chạy? Đúng vậy, ông Bạch, chẳng lẽ Dương Tiêu đã bỏ chạy? Đệ tử thân truyền của Cát Hưu là Vương Hạo Nhiên chế nhạo. Lần trước Vương Hạo Nhiên đã thua Dương Tiêu một ván cờ, điều này khiến Vương Hạo Nhiên căm ghét Dương Tiêu đến cực điểm. Lần này, sư phụ Cát Hưu của anh ta đích thân đấu cờ với thánh cỏ Bạch Nguyên Kiệt, không ngờ Bạch Nguyên Kiệt lại tránh giao tranh, để Dương Tiêu chơi một ván với sư. Phụ mình, điều này khiến Vương Hạo Nhiên suýt nữa thì vẹo mũi. Trong mắt Vương Hạo Nhiên, Dương Tiêu này còn không bằng cả cái rắm, sở dĩ lần trước anh ta thua Dương Tiêu là bởi vì anh ta chưa từng chơi một ván cờ nào với cao thủ chơi lối thiên nguyên. Nếu không, dựa vào kỹ năng đánh cờ siêu cao của bản thân, cũng đủ để đánh bại tên khốn kiếp Dương Tiêu này. Nét mặt Bạch Nguyên Kiệt có chút không nén được giận, thời gian còn chưa tới, vội cái gì? Ông ấy và Cát Hưu đã đối đầu với nhau nhiều năm. Nếu lúc này Dương Tiêu không đến kịp, thì e rằng danh tiếng của ông ấy sẽ tụt dốc và trở thành trò cười trong giới cờ vây. Lần này Bạch Nguyên Kiệt cử Dương Tiêu đến đấu với Cát Hưu, mà bản thân ông đã phải chịu rất nhiều áp lực. Bây giờ cả giới cờ vây trong nước đang chú ý đến vấn đề này, rất nhiều phương tiện truyền thông đã đưa tin rằng ông đã giả và yêu, cố ý nói ông không muôn chiên đâu, kỹ năng không bằng người ta. Nếu Dương Tiêu thắng ván cờ hôm nay, đủ để chứng minh Cát Hưu và ông ấy không cùng đẳng cấp. Hơn nữa sẽ trực tiếp chặn miệng giới truyền thông. Nếu Dương Tiêu thua, thì danh tiếng thánh cờ của ông ấy sẽ bị hủy hoại trong chốc lát.
Cung Thiên Tề và Cung Linh Nhi cũng vô cùng căng thẳng, họ thực sự không biết tại sao Dương Tiêu vẫn chưa đến hiện trường. Hừ, cử một thằng nhóc miệng còn hôi sữa đến chơi với tôi, Bạch Nguyên Kiệt ông thực sự ngày càng lụi tàn. Cát Hưu cười nhạo. Bị Cát Hưu cười nhạo, Bạch Nguyên Kiệt tức giận nói, lão Cát, ông đừng có quá đáng. Tôi quá đáng, tôi có thể quá đáng như ông sao? Năm đó nếu không phải ông, Tố Tố có thể chết sao? Hốc mắt Cát Hưu hiện lên một vệt đỏ ngầu. Tố Tố là vợ của Bạch Nguyên Kiệt, là người tình trong mộng của Cát Hưu. Năm đó, Bạch Nguyên Kiệt và Cát Hưu đã đấu cờ, thỏa thuận rằng ai đoạt được danh hiệu thánh cờ sẽ kết hôn với Tố Tố. Cả Bạch Nguyên Kiệt và Cát Hưu đều là những cao thủ chơi cờ, cả hai đều loại tất cả các thí sinh, cuối cùng Bạch Nguyên Kiệt đã đánh bại Cát Hưu với kỹ năng tốt hơn. Cát Hưu gượng cười, chỉ có thể lựa chọn chúc phúc, đồng thời cảnh cáo Bạch Nguyên Kiệt hãy bảo vệ Tế Tố trong kiếp này. Ai có thể ngờ rằng một buổi tối nọ trên đường đi về nhà ông đã gặp phải tên xã hội đen, lúc đó Bạch Nguyên Kiệt còn trẻ và có tính cách ngang tàng, tên xã hội đen đã rút dao găm ra đâm Bạch Nguyên Kiệt, vì để bảo vệ Bạch Nguyên Kiệt, Tố Tố không may gặp nạn. Tại thời điểm này, Cát Hưu và Bạch Nguyên Kiệt đã hoàn toàn trở mặt, hai người đã hận thù trong nhiều thập kỷ. Hôm nay, Cát Hưu sẽ kết thúc với Bạch Nguyên Kiệt, ông ta muốn làm mất uy tín của Bạch Nguyên Kiệt, ông ta muốn làm cho Bạch Nguyên Kiệt không yên trong những năm tháng sau này. Biết Bạch Nguyên Kiệt tránh không đấu, cử Dương Tiêu đến chơi với mình, Cát Hưu đã vô cùng tức giận. Tuy nhiên, đối với Cát Hưu mà nói chỉ cần Bạch Nguyên Kiệt nghênh chiến, cho dù Bạch Nguyên Kiệt cử ai đến đi chăng nữa, thì cuối cùng ông ta cũng thắng, kết cục sẽ giống nhau. Nói đến Tố Tố, trên mặt Bạch Nguyên Kiệt cũng âm trầm như nước, Cát Hưu, tôi biết ông đối với tôi rất oán hận. Sau nhiều năm như vậy, tôi đã rất ít tham gia các cuộc thi cờ vây trong nước. Rốt cuộc ông muốn thế nào? Không lẽ ông thực sự muốn cá chết lưới rách? Đối với người vợ đã mát, Bạch Nguyên Kiệt áy náy trong nhiều thập kỷ. Trong mấy chục năm qua, Cát Hưu đã nhiều lần gây áp lực cho ông. Năm đó Tố Tố không may bị giết, Bạch Nguyên Kiệt từ bỏ tất cả danh tiếng của mình trở về thành phó Trung Nguyên chăm sóc đứa con mới sinh của mình. Nhiều năm qua, Bạch Nguyên Kiệt không đi bước nữa mà chỉ yêu người đã khoát. Đến nay, Bạch Nguyên Kiệt là hội trưởng danh dự của Hiệp hội Cờ Vây ở Trung Nguyên, mà Cát Hưu đang giữ chức hội trưởng Hiệp hội Cờ Vây. Mà hội trưởng danh dự của Hiệp hội Cờ Vây của Bạch Nguyên Kiệt là suốt đời, còn Cát Hưu thì là tạm thời, điều này khiến Cát Hưu rất không phục. Trong lòng Cát Hưu, Bạch Nguyên Kiệt là người vô học, một người vô học hại mình hại người khác. Ông ta vì yêu mà điên cuồng, trong đời ông ta chỉ yêu một người là Tố Tố, vì Tố Tố, Cát Hưu chưa từng kết hôn. Hôm nay, ông ta phải bước qua tất cả tôn nghiêm của Bạch Nguyên Kiệt, tỏ lòng thành kính với người đã khoát. Đúng vậy, tôi đúng là muốn cá chết lưới rách với ông. Giữa tôi và ông, chỉ có thể có một người, Cát Hưu hung ác nói. Ông, Bạch Nguyên Kiệt tức giận. Cung Thiên Tê vội kéo Bạch Nguyên Kiệt, lão Bạch, vừa phải thôi. Còn có 3 phút, vội cái gì? Khi Dương Tiêu tới, sẽ trực tiếp đánh ông ta thất bại thảm hại. Cung Linh Nhi tức giận nói. Cát Hưu cưỡng ép lại sự tức giận trong lòng, nhìn Cung Linh Nhi nói. Cô bé, cô quá tự tin, đợi thằng nhóc đó tới, tôi sẽ cho cô hiểu cái gì gọi là rãnh trời, không thể vượt cua. Cát, Cung Linh Nhi trợn mắt trắng. Nhìn thấy Cát Hưu hung hăng với Bạch Nguyên Kiệt, Cung Linh Nhi thực sự không có ấn tượng tốt với Cát Hưu. 3 phút, đảo mắt đã trôi qua. Làm sao vậy, đứa nhỏ tên Dương Tiêu này không tới sao? Thật sự bỏ chạy. Ha, còn cần phải nói sao? Chắc chắn đã chạy rồi. Cát Hưu là ai? Đó là cây thường xanh hạng nhất hạng nhì trong giới cờ vây ở trong nước. Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa có thể đấu lại sao? Đây là sự thật, tôi cảm thấy đứa trẻ này cũng biết sợ. Nhưng, nếu đứa trẻ này bỏ chạy, thì đợi lát nữa có lẽ thánh cờ sẽ tự mình ra tay, nhưng mấy chục năm qua thánh cờ không có động thái nào, cũng không biết kỹ năng đánh ra sao rồi. Trong chốc lát, hàng nghìn người xì xào bàn tán, bọn họ đều cho rằng Dương Tiêu đã chạy trốn, hoàn toàn không có can đảm chiến đấu với Cát Hưu. Nhìn giờ, Cát Hưu chế nhạo nói, Bạch Nguyên Kiệt, sắp đến giờ rồi, nếu người không đến thì ông đánh đi. Tại hội nghị cờ vây năm đó, Cát Hưu chỉ thua Bạch Nguyên Kiệt một nước cờ. Về chuyện này mà Cát Hưu đã canh cánh trong lòng nhiều năm, hôm nay ông ta nhất định phải đánh bại Bạch Nguyên Kiệt, khiến mặt mũi Bạch Nguyên Kiệt bị quét sạch. Chuyện, vẻ mặt Bạch Nguyên Kiệt khó coi. Lúc này Dương Tiêu còn chưa đến thì hơn phân nửa là gặp phải rắc rối gì đó. Trong những năm qua, Cát Hưu thường thi đấu cho đất nước, đại diện cờ vây Thiên Phủ Chi Quốc đầu lại các bậc cao thủ cờ vây từ khắp nơi trên thế giới.
Thành thật mà nói, đối mặt với Cát Hưu, trong lòng Bạch Nguyên Kiệt không có chút sức lực nào, ông ấy biết Cát Hưu không hiền lành gì. Vương Hạo Nhiên thách thức nhìn Bạch Nguyên Kiệt, tuổi già sức yếu, còn có thể đánh nổi không? Điều này là đương nhiên, sư phụ của tôi là thánh cờ, sức mạnh của thánh cờ không thể khinh thường. Ngay khi Bạch Nguyên Kiệt đang định trả lời, một giọng nói bất hòa đột ngột vang lên. Chỉ thấy Dương Tiêu và Bạch Du Tĩnh đang nhanh chóng đến hiện trường, trên mặt Dương Tiêu hiện lên vẻ xin lỗi các vị, trên đường kẹt xe nên đến trễ một chút. Trong trận chiến này, Dương Tiêu chỉ có thể lấy thân phận là đệ tử thân truyền của Bạch Nguyên Kiệt ra đấu, nếu không anh sẽ không thể đại diện cho Bạch Nguyên Kiệt được. Ôi, đây không phải là Dương Tiêu nổi tiếng ăn bám vợ ở thành phố Trung Nguyên sao? Tôi còn tưởng là Dương Tiêu nào, hóa ra là phế vật này. Bạch Nguyên Kiệt cử phế vật ra đầu, chẳng phải là lòe thiên hạ sao? Phế vật Dương Tiêu, là phế vật chồng của người đẹp số một Đường Mộc Tuyết. Không phải chứ? Đúng, chính là cậu ta. Để một tên phế vật đấu với cây thường xanh trong giới cờ vây trong nước. Đây là chọc cười à? Trong tích tắc, rất nhiều người đã nhận ra thân phận của Dương Tiêu, họ đều nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt khinh thường, như thể nói trước mặt Cát Hưu, Dương Tiêu còn không bằng cả cái rắm. Tôi còn tưởng là thân thánh phương nào, hóa ra lại là phế vật khét tiếng này. Nhiều người chế nhạo Dương Tiêu. Nhiều tài năng trẻ trong giới cờ vây có mặt tại hiện trường là những người ái mộ Đường Mộc Tuyết, vì vậy họ khá ấn tượng sâu về Dương Tiêu. Dương Tiêu quá nổi tiếng ở thành phố Trung Nguyên, chưa kể ăn bám vợ lại còn cưới được Đường Mộc Tuyết người đẹp số một ở thành phố Trung Nguyên, vừa khiến người khác ghen tị vừa căm ghét. Cát Hưu nhìn Dương Tiêu với ánh mắt khinh bỉ sâu sắc, cậu nhóc, theo tôi biết thì cậu hoàn toàn không phải là đệ tử thân truyền của Bạch Nguyên Kiệt, tôi khuyên cậu không nên vì ông ta mà đứng ra bênh vực. Tiền bối Cát nói đùa rồi, mấy năm qua tôi vẫn luôn quan sát ông cụ Cung và ông Bạch chơi cờ, tôi đã học hỏi được tinh hoa của hai ông ấy. Vì vậy ông Bạch thực sự là sư phụ của tôi, Dương Tiêu khiêm tốn nói. Nghe vậy, ánh mắt Bạch Nguyên Kiệt nhìn Dương Tiêu càng tán thưởng hơn. Không tự ti cũng không kiêu ngạo, biết lễ nghĩa, nếu không phải Dương Tiêu đã kết hôn, thì ông thực sự muốn gả cháu gái Bạch Du Tĩnh cho Dương Tiêu. Thấy Dương Tiêu không biết điều như vậy, Cát Hưu hừ lạnh một tiếng, được rồi. Chàng trai trẻ, tiếp theo tôi sẽ không nhường cậu một nước cờ nào. Tiền bối vui lòng chỉ bảo, Dương Tiêu cười nhẹ. Có lên, Cung Linh Nhi cổ vũ Dương Tiêu. Dương Tiêu cười khẽ, nhìn về phía Cung Thiên Tề, Cung Linh Nhi, Bạch Nguyên Kiệt, Bạch Du Tĩnh, anh gật đầu cùng Cát Hưu đi tới bàn cờ. Dương Tiêu cầm quân đen, Cát Hưu cầm quân trắng, quân đen đi trước. Dương Tiêu nhặt một quân đen đặt xuống chỗ Thiên Nguyên, nghiêm mặt nói, tiền bối Cát. Vãn bối muốn dốc toàn lực cho ván cờ này. Cho dù là thả ngựa, tôi cũng muốn xem tên nhóc cậu sẽ giữ được lửa nóng trong mấy phút, được Bạch Nguyên Kiệt coi trọng như vậy. Cát Hưu lạnh giọng nói. Đối với Dương Tiêu thì Cát Hưu không hề quan tâm. Ông ta đã kiểm tra tất cả thông tin của Dương Tiêu, con rể nhà họ Đường, cậu ta hoàn toàn là phế vật, bị vô số người ở thành phố Trung Nguyên cười nhạo, thậm chí còn là sự sỉ nhục của đàn ông. Một nhân vật như vậy, Cát Hưu muốn đánh giá quá cao cũng không thể đánh giá được. Tuy nhiên, Cát Hưu hiểu rất rõ Bạch Nguyên Kiệt làm gì cũng luôn thận trọng, nếu Dương Tiêu không học hành tài giỏi, thì sẽ khó được Bạch Nguyên Kiệt coi trọng. Lối chơi Thiên Nguyên, nhìn thấy nước đi đầu tiên của Dương Tiêu đặt xuống trung tâm bàn cờ, một đám người ở có mặt đều ngắn ra. Ôi địch, rốt cuộc tên phế vật này biết chơi cờ không? Bình thường thì bắt đầu đặt từ xung quanh bàn cờ. Bước đầu tiên của nước cờ mà tên phế vật này đã chơi Thiên Nguyên, tiếp theo anh ta sẽ chơi như thế nào? Tôi nghĩ Dương Tiêu đến đây để lòe thiên hạ, chuyện gì đã xảy ra với thánh cờ vậy? Sao ông ấy lại có thể nhìn chúng Dương Tiêu? Ai mà biết được, nhưng xét theo tình hình hiện tại, phế vật này chắc chắn sẽ thua. Trong mắt mọi người, Dương Tiêu không có cơ hội chiến thắng Cát Hưu. Xét cho cùng. Cát Hưu là cây thường xanh trong giới cờ vây trong nước và là người dẫn đầu trong giới cờ vây khắp châu Á. Đánh giá trong nước, thì chỉ có một số ít người chơi có thể chơi được với Cát Hưu, có thể nói Cát Hưu về cơ bản đại diện cho một trong những sức mạnh chiến đấu mạnh nhất trong giới cờ vây tại Thiên Phủ Chi Quốc. Mà Dương Tiêu là ai? Là phế vật nổi tiếng ăn bám vợ. Để phế vật đối mặt với Cát Hưu, đây đơn giản là một loại không tôn trọng Cát Hưu. Vương Hạo Nhiên khinh thường nói, giả thần giả quỷ. Lần trước tôi chơi thua là vận may của anh, bây giờ anh đối mặt với sư phụ của tôi mà còn dám chơi Thiên Nguyên, còn không phải là tìm chết. Nhìn bàn cờ Dương Tiêu chơi Thiên Nguyên, Bạch Nguyên Kiệt và Cung Thiên Tề nhìn nhau, cả hai đều chăm chú gật đầu.
Người khác không biết, nhưng hai người họ biết rất rõ kỹ năng chơi cờ của Dương Tiêu đã đạt đến trình độ khủng khiếp nào. Trong trận quyết đấu trước đó ở nhà họ Cung, Bạch Nguyên Kiệt đã thua Dương Tiêu, khả năng đánh cờ của Dương Tiêu là điều không thể nghi ngờ. Hừ, Ace ngồi đáy giếng, sao đom đóm có thể giành ánh sáng với trăng sáng? Nhìn thấy thái độ ngạo mạn của Vương Hạo Nhiên, Cung Linh Nhi công kích nói. Tuy Bạch Du Tính không nói nhưng trong lòng cô đã không thèm quan tâm đến Vương Hạo Nhiên. Thánh cờ Bạch Nguyên Kiệt là ông nội ruột của cô, Bạch Du Tính đã thích chơi cờ từ khi còn nhỏ, kỹ năng cờ vây của cô mạnh hơn chứ không yếu hơn Vương Hạo Nhiên. Vương Hạo Nhiên chế nhạo nói, sao đom đóm có thể giành ánh sáng với trăng sáng? Điều này là đúng, một thằng phế vật đứng trước mặt sư phụ tôi chẳng là cái thá gì, các người đợi thua khóc vẹo mũi đi. Vẻ mặt của Vương Hạo Nhiên cương quyết, như thể Dương Tiêu sẽ thực sự thua Cát Hưu. Yên lặng, Cát Hưu nhặt một quân cờ màu trắng đặt xuống mép bàn cờ. Khi lời nói của Cát Hưu rơi xuống, toàn bộ hiện trường đột nhiên im lặng. Xem cờ vây không nói là quân tử, tất cả những người yêu thích cờ vây có mặt ở đây đều biết đạo lý đơn giản này. Chỉ là cứ để một thằng phế vật đấu với Cát Hưu, một nhóm người thực sự không thể chịu đựng được, họ cho rằng đây là một sự sỉ nhục đối với Cát Hưu. Lêu lêu lêu, Cung Linh Nhi lè lưỡi nhìn Vương Hạo Nhiên. Vương Hạo Nhiên cười khẩy một tiếng, từ tận đáy lòng không quá coi trọng Dương Tiêu. Tốc độ đặt quân cờ của hai người cực kỳ nhanh, tất cả mọi người đang xem đều bị lóa mắt. Nếu không phải không được phép nói, e rằng có không ít người trong hiện trường lớn đã bắt đầu xì xào rồi. Họ nhìn thấy Dương Tiêu chơi cờ mà không nghĩ ngợi gì, anh chơi không có quy tắc, đã liên tục bị Cát Hưu ăn nhiều quân đen. Kỳ lạ là Dương Tiêu không quan tâm chút nào, tiếp tục cầm quân đen đặt lên bàn cờ. Không lâu sau, toàn bộ bàn cờ tràn ngập quân cờ dày đặc, phần lớn là quân trắng. Từ đầu đến cuối, Dương Tiêu chưa ăn quân cờ trắng nào của Cát Hưu, điều này khiến nét mặt của Bạch Nguyên Kiệt càng ngày càng khó coi. Theo cái nhìn của ông ấy, nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn Dương Tiêu sẽ thua. Xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy chuyện gì? Này, vẻ mặt Cung Thiên Tề khó coi. Giờ phút này, Dương Tiêu ngồi ở trên bàn cờ, giống như là một người khác, không có cuồng nhiệt cuồng bạo như trước kia. Để không quấy rầy đến ván đấu giữa hai người, Bạch Nguyên Kiệt nói, mọi người hãy ra quan sát màn hình lớn ở ngoài sảnh. Toàn bộ cảnh tượng chơi cờ giữa hai người được chiếu lên màn hình trong sảnh lớn, Bạch Nguyên Kiệt lên tiếng, không ai dám làm trái. Cậu nhóc, cậu chắc chắn thua rồi. Khi nhìn thấy hết quân cờ đen này đến quân cờ đen khác bị mình ăn, Cát Hưu lộ ra vẻ đắc ý. Dương Tiêu cười nhẹ, tiền bối Cát, không thể không thừa nhận rằng kỹ năng chơi cờ vây của ông quả thực rất đỉnh, nhưng ông không biết bản chất trong lối chơi thiên nguyên. Thật sao, Cát Hưu cười khinh thường, ông ta nhặt một quân màu trắng lên rồi lại nuốt mất hai quân đen của Dương Tiêu. Bạch Nguyên Kiệt ở trong sảnh lớn lau mồ hôi lạnh trên trán, kinh ngạc nói, hôm nay tên nhóc Dương Tiêu này làm sao vậy? Hình như không trong trạng thái. Anh chàng này chơi cái gì vậy? Xem ra là cháu đã đánh giá anh ta quá cao. Gương mặt ngọc bích của Bạch Du Tĩnh lạnh lùng. Nhìn thấy quân đen liên tục bị quân trắng ăn, Bạch Du Tĩnh không còn bình tĩnh được nữa, trò chơi xuyên thế kỷ này nói về danh dự cả đời của ông nội cô. Dương Tiêu, cố lên, Cung Linh Nhi căng thẳng không thôi. Cung Thiên Tề động viên nói, lão Bạch, bình tĩnh đừng vội, có lẽ lúc này thằng nhóc Dương Tiêu đang ủ một chiêu lớn. Ủ một chiêu lớn, ông cụ Cung, ngài đừng nói nhảm, hãy mở to mắt ra mà nhìn. Tên này thua là cái chắc rồi. Vương Hạo Nhiên nói đùa. Đúng vậy, ông Cung, tôi cá rằng phế vật này sẽ chỉ kéo dài nhiều nhất là một phút nữa thôi. Nhiều người chế nhạo. Cùng lúc đó, Cát Hưu lại tiếp tục đặt quân trắng, ba quân đen của Dương bị ăn ngay tại chỗ. Nhìn thấy ba quân đen lại bị ăn hết, gương mặt già nua của Bạch Nguyên Kiệt càng ngưng trọng, trong lòng dấy lên một dự cảm bất định. Dương Tiêu sẽ thực sự thua ván cờ này sao? Chẳng lẽ danh tiếng cả đời của mình lại bị đánh tan như thế này sao? Tí tách, bát giác mồ hôi trên trán Dương Tiêu tuôn ra như mưa. Không thể không thừa nhận kỹ năng chơi cờ của Cát Hưu thực sự đáng kinh ngạc, ông ta không cho Dương Tiêu bất kỳ cơ hội nào cả. Cả đời Cát Hưu không kết hôn, chuyên tâm nghiên cứu cờ vây, chỉ để chống lại Bạch Nguyên Kiệt trong trận chiến xuyên thế kỷ, từ đó hung hăng đánh bại Bạch Nguyên Kiệt. Vì vậy, kỹ năng chơi cờ hiện tại của Cát Hưu không hề yếu hơn Bạch Nguyên Kiệt, thậm chí nếu hai người đấu với nhau, tỷ lệ thắng của Cát Hưu còn lớn hơn. Xét cho cùng, những năm gần đây Cát Hưu vẫn luôn tham gia các giải cờ vây lớn trong nước, ông ta biết rất rõ về trò chơi cờ vây mới trong nước.
Bạch Nguyên Kiệt có kỹ năng chơi cờ tuyệt vời, nhưng hiếm khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không còn có thể theo kịp xu thế hiện tại của thời đại. Đương nhiên, kỹ năng chơi cờ tỉnh hoa của Bạch Nguyên Kiệt là không thể phủ nhận, đánh giá trong nước, cũng là một trong những tồn tại hạng nhất hạng hai. Quân đen và quân trắng lần lượt rơi xuống, một phút sau, Cát Hưu lại ăn thêm 5 quân đen của Dương Tiêu. Nhìn thấy trên trán Dương Tiêu đổ đầy mồ hôi, Cát Hưu giễu cợt, cậu nhóc, thất bại đã định, cậu còn muốn tiếp tục đánh sao? Xong rồi, xong rồi. Dương Tiêu thua rồi, mặt Cung Linh Nhi tái lại khi nhìn vào màn hình lớn. Dù Cung Linh Nhi chỉ là kỳ thủ cờ vây hạng 2 nhưng có thể thấy tình hình không mấy lạc quan. Bạch Du Tĩnh tức giận nói, biết ngay là tên này không đáng tin mà, có lẽ danh tiếng cả đời của ông nội sẽ bị hủy. Hoại trong tay tên này. Bạch Nguyên Kiệt và Cung Thiên Tề nhìn nhau, bọn họ đều nở một nụ cười gượng gạo. Đánh giá về cách triển khai quân cờ của cả hai bên, quả thực Dương Tiêu sẽ thua. Ha 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 ha, vừa nãy ai mới nói sao đom đóm có thể dành ánh sáng với trăng sáng nhỉ? Nhìn thấy chưa, trước mặt sư phụ tôi Dương Tiêu còn không thể đánh được một cúi. Vương Hạo Nhiên cười lớn. Giống như người chơi cờ không phải Cát Hưu mà là Vương Hạo Nhiên, là anh ta Vương Hạo Nhiên giết Dương Tiêu thất bại thảm hại, là anh ta Vương Hạo Nhiên giết Dương Tiêu không còn manh giáp. Không biết tiền bối Bạch nghĩ gì mà lại cử tên phế vật này. Ra đấu, đây không phải là chọc cười sao? Tuổi già sức yếu, còn có thể đánh. Tôi thấy đã không đánh được từ lâu rồi. Bạch Nguyên Kiệt giống như báo chí đưa tin, đã sớm không thể đánh nữa rồi. Đúng vậy, trong những năm qua Bạch Nguyên chưa bao giờ tham gia các cuộc thi lớn tầm cỡ thế giới. Mà ngược lại, tiền bối Cát Hưu đã đưa các tài năng trẻ của chúng ta đi đánh khắp thế giới. Bạch Nguyên Kiệt này chỉ biết nhắm mắt làm liều. Nhắm mắt làm liều thì có thể học. Được gì chứ, tôi thấy thánh cờ chỉ là một trò đùa thôi. Có không ít người lần lượt cười nhạo Bạch Nguyên Kiệt, từ đáy lòng họ rất coi thường Bạch Nguyên Kiệt. Người ta thách thức ông không đấu, ngược lại cử phế vật ra nghênh chiến. Đây không phải là một trò đùa thì là cái gì? Vương Hạo Nhiên nhìn Bạch Nguyên Kiệt, chậc chậc. Già là phế vật, nhỏ lại càng là phế vật, một lớn một nhỏ tất cả đều là phế vật, ha 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 han. Sao anh có thể nói chuyện với ông nội tôi như vậy? Bạch Du Tĩnh khẽ nắm chặt tay. Cung Linh Nhi tức giận nói, Vương Hạo Nhiên, tôi cảnh cáo anh, đừng quá tự cao, cẩn thận kẻo tôi khiến anh ăn không hết sách mang đi. Hừ, dọa ai vậy, tôi là người đứng đầu thế hệ trẻ cờ vây của Thiên Phủ Chi Quốc. Mặc dù tập đoàn trang sức Bạch Thức rất mạnh, gia tộc họ Cung cũng là gia tộc số một Trung Nguyên, vậy thì làm sao? Không lẽ các người dám trở thành kẻ thù của toàn bộ giới cờ vây? Vương Hạo Nhiên cao ngạo nói. Trong Thiên Phủ Chi Quốc này anh ta biết rất nhiều nhân vật lớn, thậm chí có nhà còn không kém hơn gia tộc họ Cung, hơn nữa cả giới cờ vây đều ủng hộ anh ta, tự nhiên Vương Hạo Nhiên không kiêng nể gì cả. Bạch Nguyên Kiệt thở dài dày đặc, cả người như già đi hàng chục tuổi. Thua rồi, Bạch Nguyên Kiệt cực kỳ không cam lòng nói. Cung Thiên Tề vỗ vai Bạch Nguyên Kiệt, Cát Hưu thực sự quá mạnh, thằng nhóc Dương Tiêu không quen thuộc cách chơi Thiên Nguyên. Cộng thêm Cát Hưu biết thằng nhóc Dương Tiêu chủ yếu chơi Thiên Nguyên, thua cũng là bình thường. Đúng vậy, Cát Hưu có chuẩn bị mà đến, sợ rằng cho dù lần này tôi đối mặt với ông ta, tôi cũng không có cơ hội thắng 3 điểm. Bạch Nguyên Kiệt thừa nhận. Chiến thuật của Cát Hưu là một sự đổi mới trong lối chơi truyền thống, pha trộn với lối chơi mới bây giờ, rất khó đối phó. Trong mắt mọi người, từ đầu đến cuối Dương Tiêu đều bị Cát Hưu đè ép, không hề có chút sức lực đánh trả. Trong sảnh đấu, trên mặt Cát Hưu hiện lên vẻ kiêu ngạo, cậu nhóc, không thể phủ nhận năng lực của cậu rất mạnh, có thể cạnh tranh với tôi đến mức như vậy, thế hệ trẻ trong nước không tìm được mấy người, dò thì tôi hơi hiểu vì sao Bạch Nguyên Kiệt lại coi trọng cậu như vậy. Dù chiếm thế thượng phong nhưng Cát Hưu cũng nhận ra thực lực của Dương Tiêu. Xét về tốc độ di chuyển của Dương Tiêu đặt vị trí trên bàn cờ, là cao thủ trong cao thủ. Tiếc là gừng càng già càng cay, còn Dương Tiêu thì chẳng có chút nền tảng chuyên sâu nào. Cát Hưu thừa nhận, đồ đệ Vương Hạo Nhiên của mình thua Dương Tiêu không hề bị oan chút nào. Tiền bối, ông chắc chắn là tôi thua. Dương Tiêu cười nói. Sau khi lau mồ hôi trên trán, trên mặt Dương Tiêu lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Vừa nãy trên đường tới đây, Dương Tiêu đã cố gắng nghiên cứu chiến thuật của Cát Hưu. Là một thế hệ đi trước mạnh mẽ, Cát Hưu hiểu rõ các lối chơi có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Lối chơi Cát Hưu giỏi nhất là chơi góc, với các góc là cốt lõi. Ông ta dần di chuyển đến gần trung tâm hơn, từ đó thực hiện một tia lửa duy nhất có thể bắt đầu đám cháy hoàn thành mục đích. Bây giờ, Cát Hưu đã thực hiện một lối chơi góc mới,
khiến Dương Tiêu giống như rơi vào nạn lớn. Tuy nhiên, Dương Tiêu đã sử dụng lợi thế của lối chơi thiên nguyên của mình đánh lừa Cát Hưu thành công, để Cát Hưu liên tục ăn các quân đen, sở dĩ làm điều này là đang mở rộng lợi thế của mình. Trên thực tế, lối chơi thiên nguyên có hai điểm cốt lõi. Loại chơi cốt lõi đầu tiên là ngồi thẳng thiên nguyên, tranh giành bốn phía, đối đầu chính diện đánh cờ. Loại cốt lõi thứ hai là bốn lạng đẩy ngàn cân, lấy thiên nguyên làm cốt lõi tạo ra ảo giác, khiến sân sau của đối phương bốc cháy và có tác dụng cuối cùng là giết rồng. Cát Hưu là một lão tướng rong ruồi trên ghế sofa, nếu lựa chọn lối chơi đầu tiên là đấu đối đầu, e rằng đây là một trận đấu bề tắc, trận này có thể diễn ra trong 3 ngày 3 đêm. Đối mặt với lão tướng, Dương Tiêu đã mạo hiểm, chọn theo lối chơi thứ hai bốn lạng đẩy ngàn cân. Nói cách khác, vừa rồi tất cả chỉ là ảo giác, chỉ cần Dương Tiêu xuất chiêu khác, tất cả quân trắng của Cát Hưu sẽ bị đánh bại. Cát Hưu lạnh lùng cười khẩy, sao? Cậu nghĩ mình vẫn có thể lật ngược tình thế? Lối chơi thiên nguyên đúng là một kiểu chơi mới, một sự đổi mới của cờ vây, nhưng nhiều người đã thử nghiệm kiểu đổi mới này, kết quả là kết thúc trong thất bại, lối chơi thiên nguyên của cậu có vẻ là chủ động, nhưng không phải tất cả đều bị động sao. Trong ván đầu này, Dương Tiêu đã thực sự mang đến cho Cát Hưu một bất ngờ lớn. Bởi vì lối chơi thiên nguyên mà ông ta nhìn thấy nằm trong tay của Dương Tiêu rất thuần thục, nếu thay thế bởi một người chơi cờ hạng nhất khác, có lẽ sẽ không thể vượt qua được chiêu nào. Nhưng Cát Hưu thì khác. Ông ta đại diện cho giới cờ vây ở Thiên Phủ Chi Quốc trong nhiều năm, loại trận cờ vây nào mà chưa từng thấy qua. Mặc dù Dương Tiêu đã mang đến cho ông ta một bất ngờ rất lớn, nhưng cũng không hơn gì cả. Tiền bối Cát, ông nhìn lại xem. Dương Tiêu cười nhẹ nhặt một quân đen đáp xuống bàn cờ. Cát Hưu diễu còn nói, nhìn lại lần nữa thì như thế nào? Chẳng phải là cậu vẫn thua một trận? Sao có thể, còn chưa nói xong. Cát Hưu nhìn trên bàn cờ đột nhiên thay đổi vẻ mặt. Nhìn kỹ hơn, nhìn theo quân đen rơi xuống, sân sau của Cát Hưu đã bốc cháy, một số lượng lớn quân trắng đã bị quân đen nuốt chửng ngay tại chỗ. Đồng tử Cát Hưu co rút lại, ông ta run rẩy, tôi bị rồng lớn nuốt chửng. Giọng điệu của ông ta xen lẫn kinh ngạc, nghi ngờ và không thể tưởng tượng nổi. Hừ, trước mặt sự phụ tôi tên phế vật này chẳng đánh được một cú. Vương Hạo Nhiên cười khinh thường. Lớn nhỏ hai phế vật, buồn cười chết mắt. Một nhóm người cười phá lên, như thể hai người Dương Tiêu và Bạch Nguyên Kiệt là những trò đùa điển hình. Mọi người đều không biết rằng kết quả của trò chơi này đã được định đoạt. Cậu bố trí xong từ lúc nào? Gương mặt hông hào của Cát Hưu nhanh chóng tái nhợt. Ông ta biết, thất bại của mình đã định, chỉ cần tiếp tục chơi, ông ta nhất định sẽ thua. Sau khi bị rồng lớn giết chết, ít nhất có 4/5 quân cờ trắng của ông ta sẽ bị quân đen nuốt chửng và 1/5 số quân còn lại sẽ khó cứu được ngay cả khi Đại La Thần Tiên đến. Dương Tiêu cười nhẹ, lúc tiền bối Cát liên tục tấn công và nuốt chửng quân đen của tôi, trong lúc vô tình tôi đã bó trí. Nhìn như tôi đang chơi trực diện, nhưng thật ra vãn bối đã bí mật vượt biên. Cho nên, vừa nãy tiền bối Cát cười là còn quá sớm. Phải nói rằng vừa rồi Dương Tiêu thực sự chịu áp lực rất lớn, phải tính đến chiến trường trực diện. Bí mật tàn sát con rồng của Cát Hưu. Mỗi nước cờ đều vô cùng khó khăn, sợ Cát Hưu có thể nhìn ra manh mối của ván cờ. May mắn, Cát Hưu tấn công liên tục nên đã không nhận thấy những thay đổi tinh vi trong bàn cờ. Bí mật vượt biên, bốn lạng đẩy ngàn cân, lối chơi thiên nguyên, thực sự là trò giỏi hơn thầy. Mặc dù không cam lòng, nhưng Cát Hưu vẫn thở dài thừa nhận sự thật rằng kỹ năng ông ta không bằng người. Giờ phút này, sắc mặt Cát Hưu xám xịt như chết. Vẻ mặt kinh ngạc hồi lâu cũng không có biến mất. Chiêu thức bí mật vượt biên này lật đổ toàn bộ bàn cờ, gây ra một tác động mạnh mẽ đến thế giới nội tâm của Cát Hưu, khiến ông ta mất cảnh giác. Trận chiến xuyên thế kỷ này không kém phần quan trọng đối với ông ta, nó liên quan đến danh tiếng cả đời của ông ta. Không ngờ tới cuối cùng Cát Hưu lại thua dưới tay một chàng trai trẻ tuổi. Bạch Xu Tĩnh tức giận dậm chân, thật là đáng ghét, cháu biết tên này không đáng tin mà. Nếu biết sớm sẽ như thế này thì nên để cháu lên. Cho dù Dương Tiêu đã giúp cô, nhưng chuyện này liên quan đến danh dự cả đời của ông nội cô, không cho phép có bất cứ sai lầm nào. Dương Tiêu thật sự thua rồi sao? Cung Linh Nhi lắm bẩm một mình. Vương Hạo Nhiên chế nhạo, Dương Tiêu chỉ là phế vật, cho dù có chút thủ đoạn, chẳng lẽ vẫn có thể thắng được sư phụ của tôi? Thật nực cười. Mặt mày Bạch Nguyên Kiệt tang thương. Ông ấy biết một khi Dương Tiêu thua thì ông ấy sẽ không thể lăn lộn trong giới cờ vây, ông ấy không chỉ đập vỡ tấm bảng vàng của mình mà còn bị gán cho cái tên ông già phế vật.
dù sao Bạch Nguyên Kiệt cũng đã già rồi, ông ấy rất quý trọng lông vũ của mình, ông ấy không muốn thừa nhận điều đó. Lão Bạch, ông xem nước cờ mà thằng nhóc Dương Tiêu này đi rất kỳ lạ. Cung Thiên Tề thấp giọng nói. Nghe vậy, Bạch Nguyên Kiệt vô thức nhìn về phía màn hình lớn, nhìn rõ nước cờ Dương Tiêu mới đi, sắc mặt Bạch Nguyên Kiệt đột nhiên chấn động, cái gì? Đây là bí mật vượt biên, bốn lạng đẩy ngàn cân. Là một cao thủ cầm quân trắng, vừa mới nhìn Bạch Nguyên Kiệt đã có thể biết ngay Cát Hưu đã bị bí mật giết chết con rồng lớn. Toàn bộ bàn cờ, biến đổi trong nháy mắt, cần phải bày mưu nghĩ kế mới có thể quyết định thắng bại sau cùng ở ngoài ngàn dặm. Thằng nhóc Dương Tiêu thắng rồi. Vẻ mặt tái nhợt của Bạch Nguyên Kiệt đột nhiên trở nên hồng hào. Thắng rồi. Khi nghe những lời của Bạch Nguyên Kiệt, một nhóm những người đam mê cờ vây tại hiện trường đã vô cùng kinh ngạc. Thắng, làm sao có khả năng thắng? Bàn cờ này rõ ràng là quân trắng nhiều hơn, sao Dương Tiêu có thể thắng được? Không nhầm chứ, thắng, lừa quỷ à, tôi thấy là Bạch Nguyên Kiệt bị kích thích, già nên lơ mơ. Đúng vậy, dù gì thì trước kia người ta cũng là thánh cờ. Nhưng bây giờ lại trở thành phế vật già, tinh thần không có vấn đề mới lạ. Một nhóm người nhìn Bạch Nguyên Kiệt hầu như là ánh mắt đáng thương. Đường đường là thế hệ thánh cờ, giờ lại rơi vào hoàn cảnh như vậy, đáng buồn, đáng tiếc. Vương Hạo Nhiên tức giận cười, ông già đang nằm mơ à? Thắng, ông đang lừa ai? Một nhóm những người đam mê cờ vây có mặt tại hiện trường nào có thể nhìn ra bốn lạng đẩy ngàn cân của Dương Tiêu đã mang lại kết quả? Một cao thủ cờ vây thực thụ có thể cảm nhận được sự thay đổi của hàng chục, thậm chí hàng trăm nước đi tiếp theo chỉ bằng một quân cờ duy nhất. Bây giờ, nếu Dương Tiêu thực sự muốn dọn sạch số lượng lớn quân trắng của Cát Hưu thì ít nhất cũng phải cần đến mười mấy chiêu. Tuy nhiên, điều này không còn cần thiết nữa. Cát Hưu là một cao thủ thực sự, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết rằng ông ta đã bị giết con rồng lớn. Ông nội, Dương Tiêu thật sự thắng sao? Bạch Du Tĩnh kinh ngạc hỏi. Ánh mắt Bạch Nguyên Kiệt phức tạp, thở dài nói, đúng vậy, thằng nhóc Dương Tiêu đã thắng. Thắng, cha cha, cháu biết ngay là anh chàng này sẽ không làm mọi người thất vọng mà. Cung Linh Nhi vui vẻ nhảy cẳng lên đến chỗ của Cung Thiên Tề. Cung Thiên Tề dở khóc dở cười, Tiểu Linh Nhi mau xuống dưới cho ông, cháu chê xương già này của ông không tan thành từng mảnh à. Dương Tiêu lật ngược tình thế, hoàn toàn khiến đám người Bạch Nguyên Kiệt bị sốc. Không ai ngờ rằng Dương Tiêu sẽ thắng. Cũng không ai nhìn ra nhìn như Dương Tiêu đấu trực diện nhưng thực chất là bí mật vượt biên. Đi, đến sảnh thi đấu. Bạch Nguyên Kiệt vui vẻ nói. Vẻ mặt Vương Hạo Nhiên nghi ngờ, tên phế vật Dương Tiêu này thật sự thắng. Sao có thể như thế được? Nhưng mà, nhìn về phía màn hình lớn, hiển nhiên sắc mặt sư phụ Cát Hưu của mình không còn an phận nữa, chẳng lẽ bên trong đã xảy ra chuyện? Vương Hạo Nhiên vừa nghỉ ngờ vừa đi vào sảnh thi đấu. Nhìn thấy sư phụ Cát Hưu của mình đang ngồi trên bàn cờ, với khuôn mặt không còn chút máu. Cung Linh Nhi kêu lên, Âu Dương Tiêu, anh cũng quá tuyệt rồi. Tình thế đã lớn như vậy mà còn xoay chuyển được, nhưng vừa rồi chúng tôi đều căng thẳng muốn chết, đều đổ mồ hôi lạnh thay cho anh. Đều là chiến thuật, Dương Tiêu cười đứng lên. Mặc dù đã giết con rồng lớn của Cát Hưu, giành chiến thắng trong ván cờ, nhưng trong lòng Dương Tiêu không hề dâng lên sóng gió. Anh biết nếu lần sau chơi với Cát Hưu, muốn thắng được Cát Hưu thì không có khả năng. Cát Hưu rất mạnh, ông ta đại diện cho sức mạnh chiến đấu đỉnh cao trong giới cờ vây ở Thiên Phủ Chi Quốc. Ông ta mạnh khủng khiếp, không thể sử dụng cùng một chiến thuật đến hai lần. Bạch Du Tĩnh nhìn Dương Tiêu với ánh mắt vô cùng phức tạp. Thắng, cứ thắng như vậy. Thành thật mà nói, Bạch Du Tĩnh hoàn toàn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trên bàn cờ. Dương Tiêu chỉ hạ một nước cờ. Cứ thắng như vậy sao? Vương Hạo Nhiên bước tới không thể tin được, sư phụ, chuyện này. Thằng này thật sự thắng sao? Tôi thua, đối mặt với nghi ngờ của Vương Hạo Nhiên, Cát Hưu dường như mất hết sức lực, bất lực nói. Giờ phút này, sắc mặt Cát Hưu tái nhợt, trong lòng tràn đầy không cam lòng mạnh mẽ. Đối với trận chiến này, ông ta đã chuẩn bị hàng chục năm. Nhưng không ngờ rằng ông ta sẽ thua, hơn nữa còn thua một cách triệt để như vậy. Cái gì? Thua, sư phụ của mình tự mình thừa nhận rằng ông ấy đã thua. Vương Hạo Nhiên lập tức mở to mắt, sư phụ, ngài không đùa chứ? Ngài là cây thường xanh trong thế cờ vây ở Thiên Phủ Chi Quốc, ngài là chiến thần xuất chiến đã nhiều lần dẫn cao thủ cờ vây ở Thiên Phủ Chi Quốc đấu với nước khác, sao có thể thua? Hạo Nhiên, vi sư thực sự đã thua, không thể chối cãi. Cát Hưu lại nói, sư phụ,
vẻ mặt của Vương Hạo Nhiên đột nhiên trở nên xấu xí. Vừa rồi anh ta tin rằng Dương Tiêu chết chắc, điều mà anh ta không ngờ là cuối cùng sư phụ của mình lại thua, điều này khiến Vương Hạo Thiên như hứng chịu 10.000 điểm sát thương, anh ta không thể chấp nhận được điều này. Bạch Nguyên Kiệt nhìn Dương Tiêu, chân thành nói, nhóc Dương, cháu thật sự không làm tôi thất vọng. Ông Bạch, không phụ sự mong đợi, Dương Tiêu cười nhẹ. Trong một lúc, Cung Thiên Tề, Cung Linh Nhi và những người khác nhìn Dương Tiêu với vẻ ngưỡng mộ. Cát Hưu cô đơn đứng lên nói, chúng ta đi thôi. Sao có thể, Vương Hạo Nhiên vẫn không tin. Dương Tiêu nhìn chằm chằm bóng dáng cô đơn của Cát Hưu, anh biết rằng Cát Hưu không chỉ thua trận chiến này, mà còn tất cả tôn nghiêm và tất cả chấp niệm với người trong lòng. Gạt bỏ những khúc mắc giữa Cát Hưu và Bạch Nguyên Kiệt sang một bên, Cát Hưu thực sự là một nhân vật phi thường trong giới cờ vây của Thiên Phủ Chi Quốc, trong nhiều năm qua ông ta đã đem lại vinh quang cho đất nước. Tiền bối Cát Hưu, chờ chút. Ngay khi Cát Hưu chuẩn bị rời đi, Dương Tiêu đã chủ động nói. Nghe thấy giọng nói của Dương Tiêu, Cát Hưu quay đầu, vẻ mặt tràn đầy tang thương nói, cậu nhóc, còn có chuyện gì sao? Chẳng lẽ cậu muốn thay Bạch Nguyên Kiệt của ở trách tôi? Đừng quá đáng, nói cho anh biết, trước mặt sư phụ của tôi, anh còn không bằng cả cái rắm, vừa nãy sư phụ tôi thấy anh còn trẻ nên mới nhường anh. Vương Hạo Nhiên sắc bén nói. Dường như trong mắt anh ta, Dương Tiêu và sư phụ Cát Hưu của mình không cùng đẳng cấp, lý do Dương Tiêu có thể giành chiến thắng là hoàn toàn do Cát Hưu nhường. Dương Tiêu cười nhẹ, đúng vậy, vừa rồi tiền bối Cát thực sự nhường tôi đã không thể chơi tiếp ván cờ này, nếu tiền bối Cát không để ý, thì ván cờ này sẽ kết thúc với tỷ số hòa. Cái gì, kết thúc với tỷ số hòa? Khi những lời này nói ra, cả Cát Hưu, Bạch Nguyên Kiệt và những người khác đều bị sốc. Dương Tiêu, anh biết mình đang làm gì không? Bạch Du Tĩnh lạnh lùng nói. Cát Hưu liên tục nhắm vào ông nội của cô, điều này khiến Bạch Du Tĩnh căm ghét Cát Hưu đến cực điểm. Bây giờ Dương Tiêu đã thắng nhưng lại nói là một kết quả hòa, đây không phải là có ý làm xấu mặt ông nội của cô sao? Chuyện này, Cung Thiên Tề và Bạch Nguyên Kiệt nhìn nhau, hai người đều nhìn thấy trong mắt nhau một màu sắc khó hiểu. Cung Linh Nhi bước tới sờ trán Dương Tiêu, hử, không sốt mài, anh nói vớ vẫn gì đó. Dương Tiêu anh không biết ông già này rất xấu, mấy năm nay đều chèn ép ông nội Bạch. Tôi muốn nhìn nó ở một góc độ khác, tiền bối Cát không xấu như tôi tưởng tượng. Sở dĩ tiền bối Cát đối chọi gay gắt với ông Bạch nhiều năm như vậy chẳng qua là có một nút thắt trong lòng. Dương Tiêu cười nhẹ. Nghe vậy, Cát Hưu hừ lạnh, cậu nhóc, tôi thấy cậu đang định làm hòa, nhưng tôi nói rõ cho cậu biết, kiếp này tôi và Bạch Nguyên Kiệt mãi mãi không đội trời chung. Mặc dù hôm nay tôi bại dưới tay cậu, không còn mặt mũi, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ từ bỏ khiêu chiến với Bạch Nguyên Kiệt. Chỉ cần xương già của tôi này còn sống, tôi sẽ chiến đấu với ông ta đến cùng. Khi lời nói đó rơi xuống, Cát Hưu không ngần ngại xoay người rời đi. Tiền bối Cát, trong đời Dương Tiêu tôi chỉ ngưỡng mộ hai loại người về mặt tình cảm. Loại thứ nhất là người phụ nữ ở bên cạnh người đàn ông trong cuộc sống khó khăn khi còn trẻ, người đàn ông ở bên người phụ nữ sống tốt khi đời giàu sang. Có hai hạng người rất đáng trân trọng. Người yêu của nhau giúp nhau lúc hoạn nạn, khó khăn, bạn bè đối xử chân thành với nhau. Tôi đã nghe nói về chuyện khúc mắc giữa ông và ông Bạch. Ông Bạch chưa từng đi bước nữa, mà trong đời ông cũng chưa từng kết hôn. Như vậy cũng thể hiện đủ tình cảm của hai người đối với người đã khuất. Nếu bà ấy còn sống, e rằng cũng không muốn nhìn thấy hai người đánh nhau đến mức thừa sống thiếu chết. Dương Tiêu nói liên tục. Cung Linh Nhi có thể nghe được ý của Dương Tiêu, cô ấy không thể tin được, Dương Tiêu đang muốn khuyên giải sao. Linh Nhi, Cung Thiên Tề thấp giọng nói, ra hiệu cho Cung Linh Nhi không được nói. Cung Thiên Tề cũng không hiểu nổi ân oán giữa Cát Hưu và Bạch Nguyên Kiệt, vì một người phụ nữ, chiến đấu hàng chục năm, khiến cho người khác thổn thức không thôi. Trong mắt Cung Thiên Tề, hai người có thể tháo gỡ nút thắt là một chuyện. Phải biết rằng, khi họ còn trẻ, Cát Hưu và Bạch Nguyên Kiệt là những người bạn tương thân tương ái, nhưng họ lại vì một người phụ nữ mà trở mặt. Sắc mặt Bạch Du Tĩnh càng lúc càng lạnh, cô không muốn nhìn thấy Cát Hưu, Dương Tiêu khuyên giải ông ta làm hòa. Điều này khiến Bạch Du Tĩnh chán ghét Dương Tiêu từ tận đáy lòng. Ngay khi Bạch Du Tĩnh chuẩn bị nói, Bạch Nguyên Kiệt đã đưa tay ra ngăn Bạch Du Tĩnh lại. Ông ấy đã chiến đấu với Cát Hưu cả đời, mà mỗi khi gặp rắc rối ông ấy luôn là người bị động. Cái chết năm đó của vợ thân yêu đã khiến Bạch Nguyên Kiệt cảm thấy áy náy cả đời, bất cứ khi nào Cát Hưu đến để khiêu khích ông ấy luôn ở thế bị động. Đã từng, Cát Hưu là bạn thân nhất của ông ấy,
Bạch Nguyên Kiệt thực sự hy vọng đời này không còn tiếp tục chiến đấu như thế này. Nghe được lời nói của Dương Tiêu, thân thể Cát Hưu run lên, bước chân dừng lại. Dương Tiêu thấy có hiệu quả, anh vội nói tiếp, bạn bè đáng kết bạn, uống mãnh liệt đáng uống, theo đuổi con gái đáng theo. Đuổi, đây là một loại thái độ, là một loại theo. Đuổi, là một loại trạng thái, là thanh xuân cùng tình cảm. Tiền bối Cát, ông và ông Bạch từng là bạn tốt nói đủ mọi chuyện, không cần có tình trạng như hôm nay. Hai người kết bạn vì cờ vây, lại vì cờ vây mà sinh hận. Không cần phải như thế này, bây giờ hai người cũng đã có tuổi, tôi hy vọng lúc này hai người nên cố gắng phá bỏ giới hạn của chính mình, ghi tên mình vào lịch sử. Nghe vậy, Cát Hưu và Bạch Nguyên Kiệt đều cảm thấy sảng khoái. Như mọi người đã biết, người phụ nữ họ đồng thời thích cũng là một cao thủ cờ vây. Đúng vậy, họ kết nối với nhau vì cờ vây, nhưng cũng kết thúc vì cờ vây. Dương Tiêu nhìn vẻ mặt nhịn không được của Bạch Nguyên Kiệt. Biết rằng cuối cùng Bạch Nguyên Kiệt đã không muốn chiến đấu với Cát Hưu nữa. Dù gì thì họ đã từng là bạn thân của nhau. Dù gì thì họ cũng đã từng là anh em. Tôi kính nhân sinh 8 ly rượu, 5 tháng nói với tôi đừng quay đầu. Chàng trai trẻ, lòng tốt của cậu tôi xin lĩnh tấm lòng. Cát Hưu lạnh lùng nói. Nhìn thấy chấp niệm của Cát Hưu quá sâu, Dương Tiêu nhanh chóng nói, tiền bối Cát, có ngày nghĩ đến có ngày không, đừng đợi đến lúc không có mới nhớ tới. Dương Tiêu biết nếu anh bỏ lỡ ngày hôm nay, anh không biết khi nào Bạch Nguyên Kiệt và Cát Hưu mới gỡ bỏ được những mâu thuẫn lúc trước. Bạch Nguyên Kiệt áy náy cả đời, mà Cát Hưu đối chọi gay gắt với Bạch Nguyên Kiệt cả đời, tất cả là vì tưởng niệm người đã khuất. Hơn nữa, cả hai đều là những cây thường xanh trong giới cờ vây ở Thiên Phủ Chi Quốc, lại là trụ cột của các cấp nhân vật. Nếu cả hai có thể bắt tay làm hòa, chắc chắn sẽ có thể tạo nên một làn sóng cờ vây và dẫn dắt những tài năng trẻ của Thiên Phủ Chi Quốc càn quét các đối thủ trên thế giới. Cậu nhóc, không cần lãng phí lời nói, cả đời này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta. Cát Hưu lạnh lùng nói. Ông ta nhịn đau miễn cưỡng đặt bàn tay của người mình yêu vào tay Bạch Nguyên Kiệt, nhưng vì sự ngông cuồng và nông nổi của Bạch Nguyên Kiệt đã hủy hoại cuộc đời của người ông ta yêu, làm sao Cát Hưu có thể tha thứ. Bạch Nguyên Kiệt thở dài, A Hưu. 40 năm trước, tôi và ông cùng nhau rời Trung Nguyên. Với ước mơ và theo đuổi, chúng ta đến Đế Đô tham gia giải đấu cờ, cho nên đã quen biết Tố Tố mắt tôi rất tiếc nuối. Nếu có thể thật sự được lựa chọn, tôi thà rằng người chết năm đó là tôi. Năm đó, nếu không phải vì nuôi con trưởng thành, có lẽ tôi đã chọn tìm vùng đất không người kết thúc cuộc đời mình. Đối với ông Tố Tố rất quan, mà đối với tôi còn quan trọng hơn. Xin lỗi, tôi đã không chăm sóc tốt cho Tố Tố. Một câu A Hưu đơn giản, một câu xin lỗi đơn giản, điều này khiến vẻ mặt của Cát Hưu lộ ra vẻ cảm động. Năm đó Bạch Nguyên Kiệt đã gọi ông ta như, vậy, trong nháy mắt ông ta lại được nghe lại, nhưng ông ta đã hơn 60 tuổi, tuổi xế chiều. Đặc biệt câu nói xin lỗi đó đã gây ra sóng lớn trong lòng Cát Hưu. Ông ta chờ đợi lời xin lỗi của Bạch Nguyên Kiệt hàng chục năm trời. Khi câu nói này thốt ra khỏi miệng Bạch Nguyên, Cát Hưu không nhận ra rằng trong lòng mình đang rất nồng nhiệt. Nhưng lại trồng trải và cô đơn đến thế. Dương Tiêu như chút được gánh nặng, anh biết trong lòng Cát Hưu đã rung động, tiền bối Cát, ông là cây thường xanh trong giới cờ vây ở Thiên Phủ Chỉ Quốc. Hạnh phúc lớn nhất của một người là phát hiện ra không gì bằng nửa đời mình, tuổi trẻ đầy sức sáng tạo, khám phá ra sứ mệnh của mình trong cuộc đời này. Nhưng mà, tôi đã già, Cát Hưu sâu đậm nói, vẻ mặt tràn đầy tang thương. Dương Tiêu cười nhẹ, không dối gạt ông Bạch. Cháu đã từng là quân nhân, việc nước khó khăn, kêu gọi phải chiến đấu. Đối với hai người mà nói, chỉ cần có tinh thần học tập, sẽ luôn ở trong thời kỳ tuổi trẻ của cuộc đời, đời này mãi mãi ở hoa hạ, kiếp sau vẫn sẽ là thợ trồng hoa. Đời này mãi mãi ở hoa hạ, kiếp sau vẫn sẽ là thợ trồng hoa. Cát Hưu và Bạch Nguyên Kiệt lắm bẩm một mình, cả hai đều nhìn thấy ánh sáng trước mặt, dường như họ đã đồng thời tìm ra sứ mệnh của phần đời còn lại. Cát Hưu rời đi. Ông ta không để lại lời nào, nhưng Dương Tiêu có thể thấy lần này Cát Hưu không rời đi với những bước chân nặng nề. Nhìn bóng lưng của Cát Hưu, Dương Tiêu biết rằng từ nay, Cát Hưu sẽ không làm khó Bạch Nguyên Kiệt nữa. Tuy nhiên, có lẽ phải mất một thời gian nữa hai người mới giải tỏa hoàn toàn những mâu thuẫn trước đây. Dù gì hai người cũng đã đấu tranh nhiều năm như vậy, muốn hòa giải triệt để như trước thì phải có khoảng thời gian hòa hoãn. Nhóc Dương, cảm ơn cháu nhiều. Bạch Nguyên Kiệt nở một nụ cười ấm áp nói. Lần này, Dương Tiêu không chỉ thắng Cát Hưu trong đấu cờ, mà còn giữ được danh tiếng của ông ấy,
xoa dịu mối quan hệ cứng nhắc giữa ông ấy và Cát Hưu, điều này làm Bạch Nguyên Kiệt rất biết ơn Dương Tiêu. Cung Thiên Tề cười nhã nhặn, nhóc Dương, ông biết cháu sẽ không để chúng ta thất vọng, không tồi, không tồi. Vào lúc này, ánh mắt của Bạch Nguyên Kiệt và Cung Thiên Tề nhìn Dương Tiêu tràn đầy tán thưởng, trong khi ánh mắt của Cung Linh Nhi lóe lên, cô ấy thực sự cảm thấy rằng Dương Tiêu càng ngày càng trở nên thần bí. Đặc biệt những lời Dương Tiêu nói mình đã từng là quân nhân, việc nước khó khăn, kêu gọi phải chiến đấu, tâm hồn thiếu nữ của Cung Linh Nhi lay động sâu sắc. Trước khi đi, Bạch Du Tĩnh đi ngang qua Dương Tiêu nói, chó bắt chuột, xen vào chuyện của người khác. Cảm nhận được thái độ băng giá của Bạch Du Tĩnh đối với mình, Dương Tiêu sờ mũi dở khóc dở cười. Khó khăn lắm anh mới xoa dịu được mối quan hệ với Bạch Du Tĩnh, nhưng anh không ngờ mối quan hệ giữa hai người lại trở nên cứng nhắc vì sự việc này. Điều này làm cho Dương Tiêu nhìn không được thở dài, lòng dạ phụ nữ như mò kim đáy bể, người xưa không lừa người. Cái gì, tiền bối Cát Hưu thua? Làm sao có thể? Đúng vậy, sao tiền bối Cát Hưu sẽ thua phế vật? Trò đùa quốc tế gì thế? Đúng thế, tiền bối Cát Hưu thua Dương Tiêu, trò đùa này quá lạnh, ở trước mặt tiền bối Cát Hưu, Dương Tiêu là cái thá gì? Cát Hưu thua, ngay cả khi Dương Tiêu nói hòa. Nhưng khi tuyên bố với thế giới bên ngoài Cát Hưu đã nói rõ rằng ông ta thực sự đã thua. Ngoài việc nhắm vào Bạch Nguyên Kiệt trong kiếp này, Cát Hưu là người quang minh lỗi lạc. Thua thì chính là thua, ông ta thừa nhận kỹ năng không bằng người khác, Dương Tiêu nói hòa là để bảo vệ danh tiết của ông ta. Cát Hưu luôn kiêu ngạo, không muốn mang ơn Dương Tiêu. Cát Hưu thua trận đã gây chấn động toàn bộ thành phố Trung Nguyên. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, cả giới cờ vây ở Thiên Phủ Chi Quốc đã rung chuyển. Vô số người đam mê cờ vây đều tỏ ra bối rối và khó tin. Tiền bối Cát Hưu đã thua. Đã vậy lại còn thua hậu bối. Điều này là không có khả năng chứ. Xét cho cùng, Cát Hưu là cây thường xanh trong giới cờ, vây ở Thiên Phủ Chi Quốc, nhiều tài năng cờ vây đã được Cát Hưu có vấn, không ai có thể tin rằng một tiền bối bậc cao như vậy lại thực sự thua cuộc. Dương Tiêu lại hoàn toàn không biết, trong lúc vô tình danh tiếng của anh đã tăng lên rất nhiều. Cùng lúc đó, một giọng nói kinh ngạc vang lên trong biệt thự của bà cụ Đường. Cái gì, còn có chuyện như vậy? Bà cụ Đường nghe máy, khuôn mặt già nua tràn đầy kinh ngạc và tức giận. Cuộc gọi đến là từ người nhà họ Đường ở Tây Song Bản Nạp, một người nhà họ Đường nhanh chóng nói, đúng vậy. Đường Hạo và Đường Dĩnh đã mất tích mấy ngày nay. Chúng tôi đã ở khách sạn mấy ngày mà như rồng không đầu, hai người Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết đã về trước. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trên trán bà cụ Đường toát ra mồ hôi lạnh. Đường Hạo và Đường Dĩnh là cháu trai cháu gái ruột của bà ta, nếu Đường Hạo và Đường Dĩnh chết ở Tây Song Bản Nạp, thì bộ xương già của bà sẽ sống như thế nào? Trong nhà riêng lớn của nhà họ Đường, chỉ có Đường Hạo và Đường Dĩnh là bà ta quan tâm, Đường Hạo còn là người thừa kế duy nhất mà bà ta chỉ định, nếu Đường Hạo chết thì đối với bà cụ Đường cũng chẳng khác nào trời sập. Người kia chua chát nói, không biết, cứ biến mất kỳ lạ như vậy. Gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời. Chúng tôi sắp báo cảnh sát. Nghe vậy, vẻ mặt bà cụ Đường căng thẳng, tim đập thình thịch, không ngừng cầu nguyện trong lòng cho Đường Hạo và Đường Dĩnh bình an vô sự. Giữa chuyện du lịch tập thể này đã xảy ra chuyện gì? Có phải là do hai đứa chết tiệt Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết làm không? Bà cụ Đường lập tức liên tưởng đến Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết. Trong mắt bà cụ Đường, Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết là kẻ vô dụng. So với cháu trai cháu gái của bà ta thì chẳng là gì cả. Chắc chắn là vì Đường Mộc Tuyết muốn tranh giành vị trí gia chủ tương lai của nhà họ Đường nên đã đặc biệt ra tay sát hại Đường Hạo và Đường Dĩnh. Người kia do dự, chuyện này. Bớt nói nhảm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bà cụ Đường lo lắng không thôi. Nếu Đường Hạo và Đường Dĩnh thật sự đã chết, thì bà ta sống không cần lo lắng, cả thế giới sẽ chìm vào bóng tối. Dòng chính của nhà họ Đường này thật sự không dám giấu giếm chuyện gì, ngay lập tức nói rõ cho bà cụ Đường biết hết chuyện Đường Hạo, Đường Dĩnh ám sát Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết. Sau đó, Dương Tiêu quen biết Trần Khải cùng với chuyện Dương Tiêu mua một biển hoa lớn nhất ở Tây Song Bản Nạp và tặng Đường Mộc Tuyết chiếc nhẫn kim cương hồng đế quốc ngôi sao Đông Phương cho bà cụ Đường nghe. Nghe xong, bà cụ Đường như bị hứng chịu một tiếng sét giữa trời quang, bà ta chết lặng. Hồ đồ, Hạo Hạo và Dĩnh Dĩnh hồ đồ hết rồi. Bà cụ Đường cúp điện thoại mà lòng như dao cắt. Dương Tiêu quen biết cậu chủ nhà họ Trần của gia tộc số 1 ở Tây Song Bản Nạp, hai anh bọn họ dám xuống tay độc ác với Dương Tiêu, đây không phải là có ý tìm chết sao? Lúc này, bà cụ Đường hoàn toàn hiểu rằng,
chắc chắn là Đường Hạo và Đường Dĩnh muốn giết Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết nhưng không thành, bị Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết giết ngược lại. Nghĩ đến cháu trai cháu gái ruột của mình đã chết, mắt bà cụ Đường tối sầm lại, bà ta ngã ngồi bệt xuống suýt ngất xỉu. Bà chủ, khi những người hầu trong biệt thự nhìn thấy bà cụ Đường ngồi dưới sàn, bọn họ đều hoảng sợ bước nhanh tới giúp đỡ. Hận, một lòng căm thù mãnh liệt toát ra từ người bà cụ Đường. Vẻ mặt bà cụ Đường hung tợn nói, chắc chắn là hai cái thứ rác rưởi Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết này làm. Chắc chắn là bọn họ, mau, chuẩn bị xe, đến biệt thự bên Hồ Nhạn Minh. Vâng, làm gì có chuyện người hầu dám do dự, ngay lập tức lái xe đưa bà cụ Đường đến biệt thự bên Hồ Nhạn Minh. Đường Mộc Tuyết rất bất ngờ khi nhận được cuộc gọi của bà cụ Đường, cô không biết tại sao bà cụ Đường lại tìm mình vào lúc này. Bà cụ Đường nhất quyết muốn gặp Đường Mộc Tuyết, dù sao bà cụ Đường là bà nội của Đường Mộc Tuyết, mặc dù không phải bà nội ruột, nhưng cũng là bà nội của cô. Đường Mộc Tuyết là một đứa con hiếu thảo, bà cụ Đường chỉ đích danh muốn gặp cô. Đường Mộc Tuyết nhanh chóng thu dọn phòng khách, rửa hoa quả, bảo bảo vệ ở cửa cho bà cụ vào. Lạch cạch. Ngay sau đó, một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước biệt thự ở trung tâm hồ, bóng dáng nổi giận đùng đùng của bà cụ Đường bước xuống. Vẻ mặt bà cụ Đường lạnh cóng, bà ta đẩy cửa biệt thự ra, đến trước mặt Đường Mộc Tuyết. Nhìn thấy bà cụ Đường đến, trên mặt Đường Mộc Tuyết tràn đầy nụ cười, bà nội, có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì mà bà tức giận như vậy? Bà mau uống một chén trà hạ hỏa. Sau đó, Đường Mộc Tuyết rót một chén dương mao vừa mới pha đưa cho bà cụ Đường. Đường Mộc Tuyết, tôi hỏi cô, có phải cô đã hại chết Đường Hạo và Đường Dĩnh không? Vẻ mặt bà cụ Đường đen như đít nồi. Đường Mộc Tuyết kinh ngạc, cái gì? Bà nội, bà đang nói cái gì vậy? Sao cháu có thể hại hai người bọn họ được? Chát! Trong giây tiếp theo, bà cụ Đường hung hăng tát vào gương mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết một cái. Đường Mộc Tuyết không kịp cảnh giác bị ăn một cái tát vào mặt, thân thể mềm mại suýt chút nữa ngã xuống, chén trà trong tay rơi ngay tại chỗ. Bà cụ Đường tức giận nói, Đường Mộc Tuyết, tôi hỏi lại cô lần nữa, có phải cô đã hại chết Đường Hạo và Đường Dĩnh không? Lúc này, hai mắt bà cụ Đường tràn đầy tơ máu, bà ta tức điên lên, chỉ muốn lập tức nghiền nát Đường Mộc Tuyết thành tro. Nếu Đường Hạo và Đường Dĩnh thật sự đã chết, dù bà ta có chém Đường Mộc Tuyết 1000 thanh kiếm cũng khó nguôi ngoai được nỗi hận của bà ta. Cháu không có, nước mắt ám ức của Đường Mộc Tuyết suýt nữa rơi xuống. Cô không hề biết Đường Hạo và Đường Dĩnh đã gặp nạn hay không, cô chỉ biết ở Tây Song Bản Nạp, cô và Dương Tiêu suýt nữa đã bị Đường Hạo và Đường Dĩnh giết. Bây giờ, cô không tìm Đường Hạo và Đường Dĩnh gây phiền phức, ngược lại, bà nội mà cô luôn kính trọng và yêu quý lại tìm đến cửa và giáng cho cô một cái tát. Hai mí mắt của bà cụ Đường như muốn tách ra, điên cuồng nói, hay cho Đường Mộc Tuyết cô, lòng dạ cô hiểm ác, lại dám mưu mô sát hại Hạo Hạo và Dĩnh Dĩnh, cô ăn gan hùm mật gấu hả? Nghĩ đến cháu trai cháu gái ruột của mình chết bi thảm, bà cụ Đường thực sự chỉ muốn lập tức chặt Đường Mộc Tuyết ra thành tám khúc. Bà nội, bà đang nói cái gì vậy? Cháu không hiểu gì cả. Mặc dù Đường Hạo và Đường Dĩnh vẫn luôn gây khó dễ cho cháu, nhưng Đường Mộc Tuyết cháu sao có thể sát hại đồng tộc của mình. Bà nội, bà không biết, lần này cháu và Dương Tiêu suýt chút nữa đã bị bọn họ giết chết. Hai mắt Đường Mộc Tuyết đỏ hoe nói. Bà cụ Đường hoàn toàn không nghe lời này, ra như vậy đi. Tôi hiểu rõ mọi chuyện, chắc chắn là Hạo Hạo và Dĩnh Dĩnh không giết được các người, nên các người đã đặc biệt tìm cậu chủ nhà họ Trần sát hại Hạo Hạo và Dĩnh Dĩnh. Đường Mộc Tuyết à Đường Mộc Tuyết, sao cô có thể tâm cơ, độc ác như vậy? Trong lòng Đường Mộc Tuyết ám ức đến cực điểm, cô thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ biết rằng cô và Dương Tiêu gặp nạn lớn không chết, vì cô đến tháng, nên cô và Dương Tiêu rời khỏi Tây. Song Bản Nạp sớm. Đường Mộc Tuyết luôn tốt bụng, cô sẽ không làm những việc như ra tay giết hại đồng tộc của mình. Dương Tiêu biết Đường Mộc Tuyết quá tốt bụng, cho nên không nói rõ cho Đường Mộc Tuyết biết. Sợ Đường Mộc Tuyết sẽ không chịu được nội tâm chấn động như vậy. Cháu không có, cháu thật sự không có, bà nội, tại sao bà lại không tin cháu? Tâm Đường Mộc Tuyết lạnh lùng nói. Từ thái độ hung hăng của bà cụ Đường, Đường Mộc Tuyết hiểu rằng cho dù cô và Dương Tiêu có chết, bà cụ Đường cũng sẽ không hề trách Đường Hạo và Đường Dĩnh. Thậm chí khi cô và Dương Tiêu chết, bà cụ Đường sẽ còn tổ chức tiệc ăn mừng. Tuy nhiên, câu nói sau của bà cụ Đường đã hoàn toàn xác nhận suy nghĩ của Đường Mộc Tuyết. Bà cụ Đường nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Đường Mộc Tuyết, tôi nói cho đồ đĩ cô biết, trong mắt tôi cô và Dương Tiêu chẳng là cái thá gì.
không bằng cả một sợi tóc của Hạo Hạo và Dĩnh Dĩnh. Các người chết thì chết, giống như con chó hoang chết không ảnh hưởng gì cả, nhưng sao cháu trai cháu gái ruột của tôi lại có thể chết? Bọn họ còn phải thừa kế gia nghiệp của nhà họ Đường. Bà nội, không lẽ cháu không phải là cháu gái của bà sao? Đường Mộc Tuyết đau lòng nhức nhối nói. Đường Hạo và Đường Dĩnh sát hại cô và Dương Tiêu, bà cụ Đường không những không trách Đường Hạo và Đường Dĩnh mà còn gây phiền phức cho cô, chẳng lẽ trong mắt bà cụ Đường mình lại vô dụng như vậy sao? Bà cụ Đường chế nhạo, cô là cháu gái tôi. Thật nực cười, cô gọi tôi một tiếng bà nội, là sự xấu hổ của cả đời tôi. Đường Mộc Tuyết, bớt nói lời vô nghĩa, thi thể của Hạo Hạo và Dĩnh Dĩnh ở đâu? Nếu Đường Hạo và Đường Dĩnh thực sự bị giết, bà cụ Đường cũng phải tìm thi thể của họ, để Đường Mộc Tuyết và Dương Tiêu đều bị đưa ra trước pháp luật. Tôi không biết, tôi thật sự không biết. Đường Mộc Tuyết vô cùng thất vọng về bà cụ Đường. Bà cụ Đường trực tiếp nắm lấy cổ áo Đường Mộc Tuyết, bà ta giơ tay, như thể Đường Mộc Tuyết còn không nói thì bà ta sẽ tát Đường Mộc Tuyết lần nữa. Lúc này, Đường Kiến Quốc bị Triệu Cầm kéo đi đánh bài, trong nhà chỉ có một mình Đường Mộc Tuyết, đối mặt với bà cụ Đường hung bạo, Đường Mộc Tuyết thật sự bó tay. Không biết làm gì. Bà nội, tôi thật sự không biết. Một hàng nước mắt như pha lê từ khóe mắt Đường Mộc Tuyết chảy xuống má. Giờ phút này, Đường Mộc Tuyết hoàn toàn thất vọng chưa từng có đối với toàn bộ người nhà họ Đường. Nếu không phải nhà họ Đường là nơi sinh ra cô, nếu không phải cô hứa với ông nội sẽ dẫn dắt nhà Đường lên hàng đầu, có lẽ Đường Mộc Tuyết đã rời khỏi nhà họ Đường từ lâu rồi. Một nơi lạnh lẽo và trơ trọi như vậy thực sự khiến Đường Mộc Tuyết lạnh sống lưng. Con đĩ, cô tìm chết. Bà cụ Đường cắn răng căm hận, bà ta lại vung tay tát vào mặt Đường Mộc Tuyết một cách hung dữ. Đường Mộc Tuyết chịu ấm ức nhắm mắt lại, bà cụ Đường là bà nội của cô tôn trọng trưởng bối nên không hề phản kháng lại. Dừng lại, ngay khi cái tát sắp rơi xuống, đột nhiên vang lên một giọng nói như sấm. Nhìn kỹ thì thấy bóng dáng Dương Tiêu đang đứng ở cổng biệt thự. Nhìn thấy cái tát in trên mặt Đường Mộc Tuyết, trên trán Dương Tiêu nổi gân xanh, nếu không phải bà cụ Đường là trưởng bối, thì anh thật sự muốn đánh bà cụ Đường một trận cho ra trò. Nhìn thấy Dương Tiêu, bà cụ Đường lập tức buông Đường Mộc Tuyết ra, sau đó nghiêm mặt trừng mắt nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu, đồ phế vật, tôi thật không ngờ cậu lại quen biết cậu chủ nhà họ Trần ở Tây Song Bản Nạp, Hạo Hạo và Dĩnh Dĩnh là do cậu mưu sát đúng không? Dương Tiêu trực tiếp bỏ qua bà cụ Đường đi đến trước mặt Đường Mộc Tuyết quan tâm nói, Mộc Tuyết, em ổn không? Không sao, em thực sự không sao. Đường Mộc Tuyết không muốn Dương Tiêu quá lo lắng. Giờ phút này, trong lòng của Dương Tiêu như tan nát, anh đã hứa với Đường Mộc Tuyết sẽ không để cô phải chịu ấm ức, nhưng không ngờ bà cụ Đường lại đột nhiên nổi giận với Đường Mộc Tuyết. Bà cụ Đường vẫn luôn cho chến, Dương Tiêu biết rất rõ điều đó, Dương Tiêu không chút do dự mà bám một cuộc điện thoại, nhân viên bảo vệ bên Hồ Nhạn Minh nhanh chóng đến bên trong biệt thự. Đội trưởng đội bảo vệ cung kính nói, anh Dương, anh có gì cần giúp đỡ sao? Đưa bà lão đây ra ngoài cho tôi, nếu bà lão này cậy già lên mặt thì không cần khách sáo, trực tiếp ném ra ngoài cho tôi. Dương Tiêu tức giận nói. Vâng, đội trưởng đội bảo vệ gật đầu. Bà cụ Đường tức giận sắp nổ tung, đồ khốn nạn, Dương Tiêu, đồ phê vật nhà mày dám vô lễ với tôi, mày không sợ sấm sét đánh sao? Vậy à, mọi người mau ném bà lão này ra ngoài cho tôi. Nhìn thấy dáng vẻ không biết xấu hổ của bà cụ Đường, Dương Tiêu cau mày phát tay. Thấy Dương Tiêu tức giận, các nhân viên bảo vệ đã trực tiếp đưa bà cụ Đường ra ngoài. Bọn họ cũng không sợ bà cụ Đường giả vờ bị đụng, dù sao ông chủ ở bên Hồ Nhạn Minh có quyền lực, có lai lịch thâm sâu là chỗ dựa cho bọn họ. Hai mắt bà cụ Đường tràn đầy tơ máu, tức giận hét lên, Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết, cái loại giết người như chúng mày sẽ không được chết tử tế, chúng mày chờ đấy. Nhất định chúng mày sẽ nhận được quả báo, chúng mày sẽ chết không có chỗ chôn thân. Mộc Tuyết, đau không? Sau khi bà cụ Đường ồn ào rời đi, Dương Tiêu đau lòng nhìn Đường Mộc Tuyết. Đường Mộc Tuyết gượng cười, em không sao, anh không cần lo lắng cho em. Nhìn thấy nụ cười gượng của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu càng cảm thấy khó chịu. Anh đi ra ngoài đến rìa đảo nhỏ, lấy điện thoại di động ra gọi cho Long Ngũ. Long Ngũ đại ca, tôi sẽ cho anh thêm 2 tỷ tệ nữa. Tôi muốn tập đoàn dược phẩm Đường Nhân phá sản trong vòng 1 tháng, tôi muốn tất cả mọi người trong nhà họ Đường như chó nhà có tang. Rồng có vảy ngược, chạm vào sẽ tức giận. Đường Mộc Tuyết bị đánh, Dương Tiêu hoàn toàn tức giận. Thêm 2 tỷ tệ nữa. Long Ngũ ngắn người. Dương Tiêu trầm giọng nói, nếu không đủ, tôi sẽ tiếp tục cho thêm,
nhiều nhất là một tháng, tôi muốn nhà họ Đường phá sản. Anh nhẫn nhịn nhiều lần, nhưng đổi lại là bà cụ Đường ngày càng táo tợn hơn. Trước kia Đường Mộc Tuyết bị thương về thể xác, Dương Tiêu đã nhẫn nhịn. Lần này, Dương Tiêu không nhịn nổi, không thèm nhịn nữa. Trong vòng một tháng, Dương Tiêu muốn nhìn thấy nhà họ Đường phá sản, anh phải khiến bà cụ Đường phải hồi hận sâu sắc về hành vi ngu ngốc của mình. Bằng này chắc chắn là đủ rồi, Long Ngũ kinh ngạc nói. Toàn bộ tài sản của nhà họ Đường tính đâu ra đấy mới gần 100 triệu tệ, vốn Dương Tiêu đầu tư 1 tỷ tệ để thành lập tập đoàn dược phẩm, điều này vô hình đã mang lại áp lực rất lớn cho nhà họ Đường. Bây giờ, Dương Tiêu lại bỏ ra thêm 2 tỷ tệ nữa, đầu tư đầy đủ 3 tỷ tệ, đừng nói là một tháng, e rằng nửa tháng nữa nhà họ Đường sẽ xong đời. Dương Tiêu lạnh lùng nói, không cần lo về chuyện tiền bạc, chỉ cần hoàn thành mục tiêu. Được, tôi hiểu rồi, Long Ngũ nghiêm nghị nói. Sau khi cúp điện thoại, Dương Tiêu rời khỏi khu biệt thự bên Hồ Nhạn Minh đến ngân hàng, lần nữa chuyển khoản 2 tỷ tệ vào tài khoản của Long Ngũ. Anh vừa từ ngân hàng trở về, thì thấy Triệu Cầm đang trả lời một cuộc gọi, sau đó cúp máy, Triệu Cầm như bị sét đánh, hai mắt đờ đẫn. Nhìn thấy cảnh này, Đường Mộc Tuyết vội tiến lên hỏi, mẹ, có chuyện gì vậy? Mộc Tuyết, bà ngoại của con bị bệnh nặng, hiện đang nằm viện. Nghe nói tình hình không khả quan. Chúng ta phải nhanh chóng về thăm bà ngoại con. Triệu Cầm nghẹn ngào nói. Đường Mộc Tuyết sửng sốt nói, cái gì? Bà ngoại bệnh nặng. Mặc dù Đường Mộc Tuyết không có chút tình cảm nào với người nhà họ Triệu, nhưng dù sao bà cụ Triệu cũng là bà ngoại của cô, là mẹ ruột của Triệu Cầm. Đúng vậy, chúng ta mau chóng thu dọn đồ đạc rồi trở về. Triệu Cầm lo lắng không thôi. Tuy ham mê hư vinh, tiêu chuẩn yêu cầu bản thân thì cao mà năng lực thực tế thì thấp, nhưng khi mẹ ruột mình bị bệnh nặng, Triệu Cầm nào có thể trơ mắt đứng nhìn. Đường Kiến Quốc mặt đen nói, về, lấy cái gì mà về. Tiền trong nhà bị bà tiêu hết rồi, về thì chắc chắn phải tiêu đến tiền. Bây giờ trong nhà còn không có tiền trả phí tài sản, về thế nào. Khi nghe thấy những lời này, cả Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết đều sửng sốt lần nữa. Trong ấn tượng của Dương Tiêu, tiền thưởng cuối năm trước của Đường Mộc Tuyết cộng với 20 vạn tiền bồi thường từ Lafitte tại cuộc họp thường niên của nhà họ Đường. Tổng là 40 vạn. Hơn nữa, toàn bộ số tiền đều bị Triệu Cầm giữ, trong lòng Dương Tiêu biết rõ. Trước kia một nhà Triệu Cầm đến ăn ở khách sạn, một bữa ăn tiêu hết 15 vạn, vậy phải còn thừa lại 25 vạn. 25 vạn chẵn, sao lại nói không còn tiền nữa? Mẹ, tiền thừa lúc trước đâu? Đường Mộc Tuyết nhíu mày hỏi. Đường Kiến Quốc tức giận nói, tiền thừa lúc trước bị mẹ con mang đi chơi bài hết rồi. Chơi bài hết, mẹ. Số tiền đó tổng cộng là 25 vạn. Sao mẹ lại có thể thua hết? Đường Mộc Tuyết vô cùng suy sụp. Mới chỉ vài ngày nay thôi, vậy mà chơi bài mất hết 25 vạn, không thể tưởng tượng được. Dương Tiêu cũng cực kỳ không nói nên lời đối với Triệu Cầm, anh biết Triệu Cầm có nhiều tiền như vậy thì chắc chắn dám tiêu nhiều, không thể giữ tiền trong tay. Vì vậy, Dương Tiêu sẽ không nói cho Triệu Cầm biết mình có tiền, nếu không nhất định Triệu Cầm sẽ tìm cách lấy tiền của mình. Đường Kiến Quốc tức giận nói, Mộc Tuyết, con còn không biết đức hạnh này của mẹ con sao? Tiền lương thừa trước đó của con đã bị mẹ con mang đi chơi bài hết. Ông bà ngoại của con đều là những kẻ hợm hĩnh, chúng ta về thì chắc chắn bọn họ sẽ như sư tử mở miệng hỏi tiền, chúng ta làm gì có tiền đưa cho bà ngoại con đi khám bệnh. Ôi, mẹ, sao mẹ có thể như thế này? Vẻ mặt Đường Mộc Tuyết tràn đầy thất vọng. Bà ngoại bệnh nặng, chắc chắn chi phí sẽ không nhỏ. Hầu hết người trong nhà đều là họ hàng nghèo, nếu không có tiền chắc chắn sẽ bị chê cười. Thậm chí, bọn họ sẽ bắt nhà cô phải trả toàn bộ số tiền chữa bệnh của bà ngoại. Đường Kiến Quốc tức giận nói, cho dù bà Triệu bị bệnh chết, chúng ta cũng không thể quay về. Đường Kiến Quốc không có ấn tượng tốt với những người họ hàng hợm hĩnh của nhà họ Triệu, mấy năm trước mỗi lần về ông ta đều bị chế giễu. Vì mấy năm trước xảy ra tai nạn xe, Đường Kiến Quốc không những không có địa vị trong nhà họ Đường, mà thậm chí là ở trước mặt nhà mẹ đẻ của Triệu Cầm còn bị chế giễu không đáng một đồng. Cái gì, không về, ôi, sao số tôi lại khổ như vậy? Trời đất ơi là trời đất ơi, sao số tôi lại khổ như vậy? Triệu Cầm nghe xong lập tức ngồi lăn lê dưới sàn, nước mắt nước mũi tèm lem. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khóe miệng Dương Tiêu co giật dữ dội, Triệu Cầm lại bắt đầu khóc lóc om sòm. Đường Mộc Tuyết căng ra đầu nói, mẹ đứng lên trước đi. Đừng kéo mẹ, để cho mẹ chết cùng bà ngoại con đi. Triệu Cầm càng lăn lộn trên sàn dữ dội hơn.
Đối mặt với Triệu Cầm khóc lóc om sòm, Đường Kiến Quốc như muốn nổ tung. Mỗi khi gặp khó khăn Triệu Cầm luôn làm như vậy, ông ta thực sự bó tay bắt lực. Đường Mộc Tuyết thở dài lẹ, mẹ đứng dậy đi, không có tiền, con sẽ tìm cách. Về, nhất định sẽ về, bà ngoại bệnh nặng sao chúng ta lại không về chứ? Về, tốt quá rồi, bây giờ mẹ đi thu dọn đồ đạc ngay. Nghe xong lời này, Triệu Cầm lau nước mắt, lập tức đứng dậy. Nửa giờ sau, Triệu Cầm trang điểm, mặc quần áo hàng hiệu, trang điểm lộng lẫy, cầm túi Chanel hét lớn, ba người các người còn đứng được ra đó làm gì? Đi thôi. Nhìn thấy dáng vẻ ăn mặc như quý bà của Triệu Cầm, khóe miệng Dương Tiêu co giật dữ dội. Đây là về quê thăm mẹ ruột hay là để khoe khoang? Đường Kiến Quốc và Đường Mộc Tuyết loạn đến cực điểm, nhưng bọn họ cũng không biết nói gì, chỉ có thể đứng dậy lên xe. Quê hương của Triệu Cầm nằm ở ranh giới một quận nhỏ tỉnh Hà Nam, tên là huyện Thiên Sơn. Thông thường từ đường cao tốc thành phố Trung Nguyên đến huyện Thiên Sơn phải mất 4 tiếng. Trên đường đi Dương Tiêu không hề nghỉ ngơi, sau 3 tiếng đã đến huyện Thiên Sơn. Sau khi ra khỏi đường cao tốc, Dương Tiêu lái xe đến Bệnh viện Nhân dân số 1 ở huyện Thiên Sơn với tốc độ nhanh nhát. Vừa đến nơi, một người đàn ông lớn tuổi đứng ở cửa phòng cấp cứu, ba người nhà Triệu Liên, Tôn Phú Quý và Tôn Bằng, còn có một số người tất cả đều là con cháu của nhà họ Triệu. Bó, tình hình của mẹ như thế nào rồi? Triệu Cầm bước nhanh lên phía trước hỏi ông ta. Ông lão chính là Triệu Thiết Căn, cha ruột của Triệu Liên. Nhìn về phía Triệu Cầm, Triệu Thiết Căn hừ một tiếng, sao Liên Liên không gọi được cho cô? Cô muốn lật trời hả? Bó, con, Triệu Cầm ngắn người. Từ sau sự việc lần trước, Triệu Cầm trực tiếp cho nhà em gái Triệu Liên vào danh sách đen, sao bọn họ có thể liên lạc được? Triệu Liên giành nói, bó, bây giờ chỉ cả giàu có, đã không để người nghèo như chúng ta vào mắt. Đúng vậy, con thấy chị cả bành trướng, hoàn toàn không để một nhà chúng ta vào mắt. Tôn Phú Quý vội phụ họa. Tôn Bằng mở miệng muốn chế giễu, nhưng khi nhìn thấy Dương Tiêu cậu ta sợ hãi rụt cổ lại. Lần trước ở trong phòng giam Dương Tiêu đánh cậu ta một trận cho ra trò, trong lòng Tôn Bằng vẫn còn ám ảnh. Triệu Thiết Căn trực tiếp lấy ra một tờ hóa đơn ném cho Triệu Cầm, đây là chi phí cho cuộc phẫu thuật tiếp theo, đi thanh toán. Hả, thanh toán? Triệu Cầm sững sờ nhìn hóa đơn. Nhìn kỹ hơn thì thấy cuộc phẫu thuật tiếp theo tiêu tốn hẳn 2 vạn chẵn, lại còn trong trường hợp an sinh xã hội. Tiền bị bà ta mang đi chơi bài hết, bây giờ bà ta lấy đâu ra tiền để chữa bệnh. Triệu Liên nhìn Triệu Cầm đang sững sờ, chế nhạo, chị cả, chị còn đứng được ra đó làm gì? Chẳng lẽ là chị không có tiền? Tất cả những chuyện trước đây đều là chị giả vò. Đúng vậy, Tôn Phú Quý che nhạo. Đột nhiên, một đám người nhìn về phía người nhà Triệu Cầm, ánh mắt đều lộ ra vẻ khinh thường mãnh liệt, tựa như tất cả mọi chuyện lúc trước mà gia đình Đường Mộc Tuyết làm là có làm ra vẻ, thực ra cũng là con quỷ nghèo. Triệu Thiết Căn trợn mắt nhìn Triệu Cầm, sao? 2 vạn mà cô cũng không trả nổi. Không phải nhà các cô có tiền sao? Đường Kiến Quốc, Đường Mộc Tuyết, hai người các người giải thích rõ ràng cho tôi. Bị Triệu Thiết Căn chất vấn, Đường Kiến Quốc và Đường Mộc Tuyết đều đau cả đầu, thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu. Đường Mộc Tuyết biết rất rõ nguyên nhân mà bọn họ có thể sống trong biệt thự lớn là do công của Dương Tiêu. Nhà bọn họ thực sự không có tiền, đều do cha mẹ cô ham hư vinh, suốt ngày chỉ biết khoe khoang. Lần này thì hay rồi, không có tiền, lần này chắc chắn sẽ rất xấu hổ. Bó, tiền của bọn con đều gửi vào ngân hàng, bây giờ không thể rút ra được. Triệu Cầm nhắm mắt làm liều nói. Lời của Triệu Cầm vừa rơi xuống, một người đàn ông khoảng 30 tuổi mặc đồ Adidas đứng dậy. Chế nhạo nói, chị Cầm, chị đang đùa mọi người à? Dù chị có gửi tiết kiệm theo định kỳ thì cũng có thể rút ra được. Giờ bác gái cả đang ốm nặng, không lẽ chị định trơ mắt nhìn bác gái cả nhắm mắt, không quan tâm không chăm sóc sao? Người đàn ông này tên là Triệu Văn Chiết, là con trai út của gia đình bác hai của Triệu Cầm. Làm ăn ở huyện Thiên Sơn, làm ăn cũng không tệ, rất nở mày nở mặt trước mặt người nhà họ Triệu. Khi Triệu Văn Chiết nói, một nhóm người có mặt ở đây đã bật cười. Văn Chiết nói đúng, gửi định kỳ cũng có thể rút ra. Chị sẽ không lừa mọi người đâu chứ? Triệu Liên hỏi. Đúng vậy, gửi định kỳ cũng có thể rút ra được. Chị Cầm, suốt ngày nhìn thấy chị đang lên vòng bạn bè đủ loại cao lớn, sống trong biệt thự sang trọng, đi xe sang, mặc đồ hiệu nổi tiếng, sao chỉ có 2 vạn mà chị lại không lấy ra ha? Bây giờ việc khoe khoang giàu có bằng cách giả dối rất phổ biến. Tôi thấy một nhà bọn họ ra vẻ đạo mạo,
mọi người xem chị ta còn xách một chiếc túi Chanel này sẽ không phải là giả chứ. Đám người nhà họ Triệu chế nhạo Triệu Cầm, đồng thời bọn họ nhìn Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết và Đường Kiến Quốc bằng ánh mắt khinh thường. Đường Kiến Quốc vừa xấu hổ vừa tức giận, rất muốn mắng chửi Triệu Cầm, nếu Triệu Cầm không tiêu hết sạch 20 năm vạn thì bọn họ đã có thể lấy ra được 2 vạn rồi từ lâu rồi. Gương mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết cứng nhắc, cô biết mọi người trong nhà họ Triệu đều không tốt, nhưng cô không ngờ rằng mỗi người trong số họ đều nói lời khó nghe hơn cô nghĩ. Tôi, Triệu Cầm thực sự bối rối. Bà ta thực sự không biết tiền gửi theo kỳ cũng có thể rút ra được. Triệu Văn Chiết chế nhạo nói, sao? Chị Cầm, chị đang định để tôi trả tiền chữa bệnh sao? Tôi nói cho chị biết, toàn bộ số tiền chữa bệnh trước kia của bác gái cả đều là do tôi trả. Tôi không cần các người trả lại số tiền này, nhưng tiền cho cuộc phẫu thuật tiếp theo của bác gái cả, các người không thể không lấy ra chứ. Đúng vậy, nhìn Văn Chiết xem, rồi lại nhìn các người xem, chị cả, chị không thấy xấu hổ à? Triệu Liên khinh thường nói. Tôn Phú Quý mỉa mai nói, nếu không phải nhà chúng tôi không có tiền thì chúng tôi đã trả từ lâu rồi. Có tiền nhưng không muốn trả, đợi mẹ mất, một nhà các người sẽ không cắn dứt lương tâm à. Trong số tất cả những người có mặt ở đây, Triệu Liên và Tôn Phú Quý làm ầm ĩ dữ dội nhát. Kể từ lần trước sau khi đến thành phố Trung Nguyên, Triệu Liên và Tôn Phú Quý đã châm biếm người gia đình Triệu Cầm không đáng một đồng. Trong mắt bọn họ, lần trước Dương Tiêu đã đưa cho bọn họ 100 vạn, bọn họ đến bộ phận kinh doanh nhưng không lấy được tiền, đều là chuyện tốt của gia đình Triệu Cầm làm. Không có 100 vạn, thậm chí số tiền tiết kiệm chưa đến 10 vạn của bọn họ cũng mất sạch, ba người nhà Triệu Liên lập tức gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát nói với họ rằng họ đã gặp phải một vụ lừa đảo trực tuyến, những kẻ lừa đảo trên mạng đã đánh cắp số tiền đó, cho đến nay số tiền này vẫn chưa được lấy lại. Triệu Liên cho rằng số tiền này là bị gia đình Dương Tiêu cướp, trong thời gian này bà ta đã nói xấu gia đình Dương Tiêu trước mặt những họ hàng. Triệu Cầm sững sờ, đối mặt với Triệu Liên hùng hùng hổ hổ, Triệu Cầm hối hận vì đã trở về, sự việc nghiêm trọng hơn bà ta nghĩ. Lý do bà ta quay lại quả thực là để khoe khoang trước mặt người thân, khiến những người coi thường họ đều phải sửng sốt. Bà ta cho rằng khi mình đến, mọi thủ tục đã hoàn thành xong. Ai có thể ngờ rằng bà Triệu vẫn phải tiếp tục phẫu thuật. Sao, chị Cầm, không lẽ chị đi một chiếc xe hơi sang trọng, sống trong biệt thự cũng là giả à? Triệu Văn Chiết châm chọc. Nhìn thấy Triệu Cầm khoe khoang trong vòng bạn bè cả ngày, người khó chịu nhất chính là Triệu Văn Chiết. Như đã biết, bây giờ Triệu Văn Chiết đang làm thủy sản ở huyện Thiên Sơn, chưa kể, việc kiếm 3-40 vạn trong một năm hoàn toàn không là gì. Tích lũy nhiều năm. Giá trị trên người Triệu Văn Chiết bây giờ là 200-300 vạn, trong mắt đám người nhà họ Triệu, điều này thực sự có triển vọng. Xét cho cùng, ở một thành phố nhỏ tuyến 18 như huyện Thiên Sơn, giá trị từ 200-300 vạn thực sự rất giỏi. Triệu Liên nói, Văn Chiết chắc chắn là cậu nói đúng, bọn họ giả vờ, nhà thuê, xe cũng thuê, chắc chắn là như vậy. Bọn họ không nhìn thấy giấy chứng nhận bất động sản, vì vậy họ không tin gia đình Triệu Cầm thực sự mua được biệt thự lớn. Nhìn thấy dáng vẻ không biết xấu hổ của Triệu Liên, Dương Tiêu không nhịn được cảm khái, không phải người một nhà không vào cùng một cửa. Trước mắt Triệu Cầm xấu hổ đến cực điểm, Dương Tiêu cũng không có ý định xen vào. Trước kia mỗi một dịp Tết, cả ba thành viên trong gia đình Triệu Cầm đều sẽ về, chỉ có một mình anh là bị ở nhà, đây là lần đầu tiên Dương Tiêu nhìn thấy con cháu nhà họ Triệu. Bởi vì Triệu Cầm, mà bây giờ anh bị người khác khinh thường, Dương Tiêu thật sự không nói nên lời. Thì ra là như thế này, tôi còn tưởng bây giờ nhà bọn họ thật sự phát đạt, nhưng bây giờ xem ra, cũng chỉ như, vậy. Hư vinh một chút là chuyện bình thường, nhưng đây là giả vờ quá mức, đúng không? Đám người nhà họ Triệu đều châm chọc, coi gia đình bốn người Triệu Cầm và Dương Tiêu là một trò đùa lớn. Chậc chậc chậc, Triệu Văn Chiết cười khẩy không ngừng. Anh ta là người giỏi nhất trong nhà họ Triệu, được người khác ngưỡng mộ, một thời gian trước, đột nhiên Triệu Cầm sống trong một biệt thự. Địa vị của bà ta trong nhà họ Triệu không ngừng tăng cao khiến Triệu Văn Chiết ghen tị. Anh ta ước gì cả nhà Triệu Cầm sống không bằng chó, dùng chuyện này làm bàn đạp cho mình. Đường Mộc Tuyết nào có thể trơ mắt nhìn mẹ mình bị sỉ nhục, cô khẩn cầu nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu thật sự không có cách nào, tiến lên nói, mẹ, là thế này, tiền lúc trước mẹ cho con mua đồ ăn vẫn còn có nhiều, hay để con đi thanh toán tiền thuốc men trước. Đúng đúng đúng. Một tháng nhà chúng tôi bỏ ra hơn 100 vạn mua đồ ăn, còn thiếu chút tiền nhỏ này sao? Dương Tiêu,
mau đi thanh toán tiền thuốc men đi. Triệu Cầm ném hóa đơn thanh toán tiền thuốc men cho anh như ném một củ khoai lang nóng. Dương Tiêu Cầm lấy tờ hóa đơn, cười khẽ, mẹ, con đi giải quyết chuyện thuốc men ngay. Nói xong, Dương Tiêu Cầm lấy hóa đơn, không do dự đi về phía cửa sổ thanh toán. Đây là ai? Triệu Văn Chiết kinh ngạc hỏi. Triệu Liên khinh thường nói, còn có thể là ai? Tên này chính là phế vật Dương Tiếu chồng của Đường Mộc Tuế hóa ra đây là phế vật. Nghe vậy, trong mắt Triệu Văn Chiết tràn đầy vẻ khinh thường. Không ngờ lần này Triệu Cầm lại cho cả phế vật đến. Một đám người nhà họ Triệu khinh thường nhìn chằm chằm bóng lưng của Dương Tiêu, bọn họ đã nghe nói Dương Tiêu là phế vật ăn bám vợ từ lâu. Tôn Phú Quý giễu cợt nói, mọi người chờ xem, nếu phế vật này có tiền thì sẽ xuất hiện ác quỷ. Chậc chậc, đám người nhà họ Triệu cười khẩy không thôi, như thể Dương Tiêu không có tiền thanh toán hóa đơn, sắp trở thành một trò cười. Đường Mộc Tuyết lập tức đi theo, người khó chịu nhất lúc này không ai là Đường Mộc Tuyết. Mẹ cô ở ngoài khoe khoang trắng trợn. Nhưng cuối cùng quả báo lại là hai người họ phải thanh toán, điều này khiến Đường Mộc Tuyết rất tự trách. Xin lỗi, lại là người nhà em liên lụy đến anh. Gương mặt ngọc xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết tràn đầy áy náy. Dương Tiêu cười nói, Mộc Tuyết, em đang nói ngốc cái gì vậy? Cái gì mà người nhà em? Không lẽ người nhà em không phải là người nhà anh à? Mặc dù có đôi chỗ mẹ không tốt, nhưng cũng không phải là vô dụng. Ít nhất bà ấy lo lắng cho bà ngoại. Về chuyện này rất đáng quý. Dương Tiêu không hề khó chịu, từ khi yêu Đường Mộc Tuyết, đương nhiên anh sẽ chấp nhận mọi thứ xung quanh Đường Mộc Tuyết. Cho dù Triệu Cầm có xấu như thế nào đi chăng nữa, thì đó cũng là mẹ ruột của Đường Mộc Tuyết, mẹ vợ của mình. Nếu hôm nay Triệu Cầm mất mặt, không chỉ một mình Triệu Cầm mất mặt, mà là cả nhà bọn họ mất mặt. Dương Tiêu không sao cả, nhưng anh không thể để Đường Mộc Tuyết bị người nhà họ Triệu coi thường. Má ấy năm nay, bởi vì Đường Mộc Tuyết gả cho mình, trước đó Đường Kiến Quốc bị tai nạn xe, trong mắt đám người nhà họ Triệu gia đình Đường Mộc Tuyết không có địa vị gì cả. Bây giờ Dương Tiêu đã trở lại, đương nhiên anh sẽ làm cho tất cả những người coi thường Đường Mộc Tuyết kinh ngạc. Cảm ơn, trong lòng Đường Mộc Tuyết dâng lên cảm giác ấm áp. Lúc này, Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu bằng ánh mắt sâu thẳm và dịu dàng, như thể chỉ cần có người đàn ông trước mặt, mọi khó khăn đều sẽ giải quyết dễ dàng. Dương Tiêu thanh toán hóa đơn 2 vạn tiền thuốc men, sau đó anh cầm biên lai đi về phía phòng cấp cứu. Triệu Văn Chiết châm chọc, chị Cầm, anh rẻ, tôi nghe nói trong khoảng thời gian này hai người làm ăn phát đạt, không biết hai người làm ăn phát tài gì. Trúng số à, theo như tôi biết thì biệt thự hai người ở là biệt thự bậc nhất trong thành phố Trung Nguyên, ít nhất cũng phải vài trăm triệu tệ. Chúng tôi. Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc đều sững sờ, bọn họ thật sự không biết nên giải thích như thế nào. Xét cho cùng, không phải trúng số là có thể dễ dàng mua một căn biệt thự trị giá hàng trăm triệu tệ được. Sao, không nói nên lời, Triệu Văn Chiết nói đùa. Triệu Liên nói, chắc chắn là thuê. Sao bọn họ có thể mua được một căn biệt thự sang trọng chứ? Đám người nhà họ Triệu cũng không thèm đoái hoài đến, họ không tin gia đình Triệu Cầm lại có thể mua được một căn biệt thự lớn trị giá hàng trăm triệu tệ. Đó là một căn biệt thự lớn trị giá hàng trăm triệu tệ, thậm chí họ còn không dám mơ tới. Thật là làm tôi thất vọng, tôi còn tưởng các người khá lên. Triệu Thiết Căn tức giận nói. Làm gì có chuyện Triệu Cầm có thể chịu tủi nhục như vậy, bà ta kiêu ngạo ai nói biệt thự này không phải của chúng tôi. Bố, biệt thự này thật sự là của bọn con, bố không tin thì nhìn xem. Sau đó, Triệu Cầm lấy điện thoại ra mở tệp ảnh chụp sổ đỏ biệt thự, đám người nhà họ Triệu vội ngó đầu qua xem. Nhìn thấy trên đó thực sự viết tên của Đường Mộc Tuyết, đám người nhà họ Triệu đều sững sờ. Thật hay giả, một người nghi ngờ nói. Triệu Văn Chiết khinh thường nói, mọi người tin thật sao? Bây giờ công nghệ Photoshop tiên tiến như vậy, nhà còn có thể làm giả, huống chỉ là một tấm ảnh. Hóa ra là Photoshop, đám người nhà họ Triệu càng khinh thường hơn. Như thể Triệu Cầm là chú hề không ra hồn, cả nhà đều ham hư vinh, giả vờ làm đầu to. Nhìn thấy ánh mắt khinh thường của bọn họ, Triệu Cầm hoảng hốt nói, tôi không, bồ. Bố phải tin con. Câm miệng cho tôi, cái đồ mắt mặt xấu hỏi. Triệu Thiết Căn tức giận nói. Đám người nhà họ Triệu cười khẩy không ngừng, như thể những gì Triệu Cầm nói không có một câu nào là thật. Triệu Văn Chiết cười đùa nói, đợi lát nữa phế vật Dương Tiêu không đủ khả năng chỉ trả phí phẫu thuật, sẽ rất vui lắm đây. Đúng vậy, chắc chắn bọn họ không đủ khả năng chỉ trả phí phẫu thuật. Đám người nhà họ Triệu khinh thường nói.
Bọn họ không tin gia đình Triệu Cầm có thể chi hơn 100 vạn cho mỗi tháng để mua đồ ăn, bọn họ cũng không tin một phế vật có thể lấy ra 2 vạn tệ. Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc đều căng thẳng, nếu Dương Tiêu thực sự không thể lấy ra được, bọn họ sẽ thực sự xấu hổ. Không lâu sau, Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết đi tới. Triệu Văn Chiết chế nhạo, đã trả tiền phẫu thuật chưa? Có cần tôi giúp các người một tay không? Không cần chú nhọc lòng, đây là biên lai. Dương Tiêu đưa biên lai cho Triệu Cầm. Triệu Cầm cầm lấy tờ biên lai, vui mừng khôn xiết nói, đây. Nhìn thấy chưa, đối với tôi 2 vạn là một chuyện nhỏ, chẳng phải tiền bạc gì cả. Bây giờ tôi chỉ đi ra ngoài ăn một bữa cơm đã mất mấy vạn, 2 vạn chẳng là gì cả. Mặc dù không biết Dương Tiêu lấy tiền ở đâu, nhưng Triệu Cầm cảm thấy vô cùng thoải mái khi nhìn thấy nét mặt xấu xí của đám người nhà họ Triệu. Đường Mộc Tuyết nhìn dáng vẻ vô sỉ của mẹ, cô vô cùng thất vọng. Rõ ràng đó là công lao của Dương Tiêu, bà ta còn đắc ý làm như đó là do bà ta trả không bằng. Hơn nữa, mọi chuyện còn chưa kết thúc, ăn nói tự mãn như vậy, không biết tiếp theo đám người này sẽ làm ra chuyện gì. Thật sự thanh toán xong, không phải chứ? Nhìn thấy tờ biên lai trong tay Triệu Cầm, đám người nhà họ Triệu đều ngắn ra. Vừa nãy bọn họ nhận định Dương Tiêu là phế vật, Triệu Cầm đang giả vò, nhưng không ngờ cuối cùng Dương Tiêu lại thực sự thanh toán xong. Phải biết, huyện Thiên Sơn là một huyện nhỏ ở thành phố tuyến 18. Đối với người dân nông thôn mà nói, 2 vạn đã là một con số rất lớn. Mẹ kiếp, Triệu Văn Chiết nhìn chằm chằm vào tờ biên lai như vừa ăn phải ruồi. Ông lão Triệu Thiết Căn cũng vô cùng sửng sốt, chuyện Dương Tiêu có thể thanh toán hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ông ta. Cảm thấy ánh mắt của người nhà họ Triệu nhìn gia đình Triệu Cầm đã thay đổi, nào có chuyện Triệu Văn Chiết có thể buông tha được. Anh ta mới là tồn tại mạnh nhất trong nhà họ Triệu, làm sao ánh đèn sân khấu của anh ta lại có thể bị 4 người nhà Triệu Cầm cướp mất? Triệu Văn Chiết cười khẩy nói, vừa nãy Mộc Tuyết đi theo, là Mộc Tuyết mượn tiền đúng không? Trong mắt Triệu Văn Chiết, gia đình của Đường Mộc Tuyết đều nghèo, Triệu Cầm là một con bạc, Đường Kiến Quốc không có tài năng gì, mặc dù Đường Mộc Tuyết có công việc nhưng không có nhiều tiền, còn phải tính đến chi tiêu của gia đình, cho nên không tiết kiệm được nhiều tiền như vậy. Vì vậy, tiền thuốc men vừa rồi hẳn là do Đường Mộc Tuyết mượn, trong lòng Triệu Văn Chiết vô cùng tin tưởng. Chú nghĩ nhiều rồi, Đường Mộc Tuyết lạnh nhạt nói. Cô không có thiện cảm gì với Triệu Văn Chiết, không muốn nói chuyện với Triệu Văn Chiết nhiều như vậy. Mỗi dịp Tết, chính Triệu Văn Chiết là người dẫn đầu mọi người châm chọc nhà bọn họ, Đường Mộc Tuyết rất không thích Triệu Văn Chiết. Làm gì có chuyện Triệu Văn Chiết cam lòng để bị cướp mắt ánh đèn sân khấu như thế này, anh ta nói đùa, bác cả, mọi người. Theo cái nhìn của tôi, tình trạng của bác gái cả rất nghiêm trọng, e rằng ngay cả bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện cũng không giúp được gì. Hay chúng ta mời thần y Liễu Giang Hà tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố Trung Nguyên đi. Liễu Giang Hà, thần y Liễu, tất cả người nhà họ Triệu đều vô cùng sửng sốt. Triệu Văn Chiết nói chắc như đinh đóng cột, đúng vậy, tôi biết Phương Trạch, đại đệ tử của thần y Liễu, chỉ cần tôi mở miệng, nhất định có thể mời được thần y Liễu. Quá tốt, không hổ danh là Văn Chiết. Có thể mời được thần y Liễu tiếng tăm lừng lẫy. Triệu Thiết Căn vui mừng nói. Ông ta biết nếu Liễu Giang Hà đích thân ra tay, tình trạng của vợ ông ta chắc chắn sẽ ổn định. Văn Chiết là trụ cột của nhà họ Triệu tôi, tăng thể diện cho nhà chúng ta, không giống như một số người loè loẹt. Nghe vậy, đám người nhà họ Triệu nhìn Triệu Văn Chiết với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Chú có thể mời được thần y Liễu. Ngay lúc này, Dương Tiêu đột nhiên nói. Nghe thấy lời nói của Dương Tiêu, sắc mặt Triệu Văn Chiết trở nên lạnh lẽo, anh ta không vui nhìn Dương Tiêu, Dương Tiêu đúng không? Cậu đang cười cái gì? Chẳng lẽ cậu không tin tôi có thể mời được thần y Liễu? Theo tôi biết, từ trước đến nay thần y Liễu luôn có đạo đức cao, không có chuyện thiên vị tình cảm. Thành phố Trung Nguyên cách huyện Thiên Sơn xa như vậy, chú cho rằng ông ấy sẽ đến. Dương Tiêu không nóng không lạnh nói. Với sự hiểu biết của Dương Tiêu về Liễu Giang Hà, cho dù Triệu Văn Chiết biết Phương Trạch, cũng không thể mời được Liễu Giang Hà. Dù gì thì vị trí của Liễu Giang Hà trong giới y học nằm ở vị trí kia, hơn nữa trên thế giới có rất nhiều bệnh nhân, tuổi tác của Liễu Giang Hà lớn như vậy làm sao có thể chăm sóc từng người một được. Nói đến Liễu Giang Hà, Triệu Cầm như cả kinh phán chấn nói, đúng đúng đúng, nếu cậu có thể mời được thần y Liễu thì sẽ sinh ra ác mèo. Lần trước để chữa trị cho chân của Đường Kiến Quốc, bọn họ đã xếp hàng mấy tiếng đồng hồ, đến giữa trưa mới đến lượt bọn họ. Nhưng Liễu Giang Hà lại không tiếp nhận bệnh nhân nữa. Nếu như không phải Dương Tiêu quen biết Liễu Giang Hà,
e rằng trong chốc lát chân của Đường Kiến chắc chắn sẽ không khá hơn. Chị Cầm, sao chị lại đứng về phe thằng phế vật này? Chẳng lẽ tôi không mời được, các người sẽ mời được? Thằng phế vật này có thể mời được, Triệu Văn Chiết chế nhạo. Đúng vậy, Triệu Cầm, từ lúc nào mà chị lại bảo vệ thằng phế vật này? Tôi thấy chị càng ngày càng thụt lùi. Đúng vậy, Văn Chiết không mời được thì chẳng lẽ nhà các người có thể mời được thần Y Liễu? Đừng nói nữa, Văn Chiết là người có triển vọng nhất trong nhà họ Triệu nhà chúng ta. Ai mà không biết, tôi thấy là nhà bọn họ đang ghen tị ý. Bây giờ trong toàn bộ nhà họ Triệu, hầu như đều do Triệu Văn Chiết đứng đầu. Đám người nhà họ Triệu vô cùng thực tế, ai có tiền thì nói giúp người đó, bọn người nhà họ Triệu không được lợi gì từ gia đình Triệu Cầm thì tự nhiên sẽ xu nịnh Triệu Văn Chiết. Sau khi bị một nhóm người thân nhắm tới, Triệu Cầm tức giận phản bác, khoan nói đã, chúng tôi có thể mời được thần Y Liễu, không ngại nói cho các người biết, chân của Đường Kiến Quốc là do thần Y Liễu tự mình chữa trị, Dương Tiêu tình cờ quen biết thần Y Liễu. Cái gì? Chân của Đường Kiến Quốc là do thần Y Liễu Giang Hà chữa? Dương Tiêu một thằng phế vật ăn bám vợ lại quen biết thần Y Liễu tiếng tăm lừng lẫy. Vừa nói ra những lời đó, hầu hết tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Lúc này tất cả mọi người mới nhận ra Đường Kiến Quốc không phải là người què, lẽ nào phế vật Dương Tiêu này thật sự quen biết thần Y Liễu. Dương Tiêu cười khổ, anh thật sự không ngờ Triệu Cầm lại đẩy anh ra như vậy. Cứ như vậy, e rằng lát nữa anh không ra tay thì không được. Triệu Văn Chiết khinh thường nói, chị Cầm, chị nói đùa à? Thằng phế vật này quen biết thần Y Liễu, chị đùa chuyện quốc tế gì vậy? Buồn cười chết mát. Thằng phế vật này có thể mời được thần Y Liễu Giang Hà. Triệu Liên chế nhạo. Tôi nghĩ chủ yếu là thằng phế vật này quen biết thần Y Liễu, mà thần Y Liễu người ta lại không biết cậu ta. Ha 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 hai. Ngay sau đó đám người nhà họ Triệu đều cười vang lên, như thể Dương Tiêu quen biết thần Y Liễu Giang Hà là chuyện không có căn cứ. Vẻ mặt Triệu Cầm trắng xanh, bà ta nhìn Dương Tiêu, mau, còn không mau chóng liên lạc với thần Y Liễu. Con không thể đảm bảo mình sẽ mời được, chỉ có thể thử xem sao. Dương Tiêu gật đầu. Rốt cuộc thì bà ngoại của Đường Mộc Tuyết đang nằm trong phòng cấp cứu, Dương Tiêu làm sao có thể ngồi nhìn không quan tâm. Vốn Dương Tiêu đã định tự mình ra tay, nhưng xét theo thái độ của người nhà họ Triệu, nếu mình nói mình biết chữa bệnh, e là sẽ bị đám người này nói xa xả. Trước kia mình muốn chữa trị chân cho Đường Kiến Quốc, cứ như vậy đã bị Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc mắng cho một trận máu chó. Hôm nay, Dương Tiêu đã có kinh nghiệm, không phải đến lúc cuối cùng, anh sẽ không dễ dàng ra tay, nếu không sẽ bị nhóm người này làm nhục, không kém gì việc đập một chiếc răng nuốt nó vào bụng. Dương Tiêu rời khỏi hiện trường, cầm theo điện thoại di động đến bên ngoài bệnh viện. Triệu Văn Chiết cười khinh thường, cứ bốc phét đi, các người bốc phét mạnh nữa đi, mọi người, chờ một chút, tôi sẽ liên lạc với Vương Trạch ngay. Chỉ cần tôi ra tay, chuyện gì cũng không thành vấn đề. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi, Văn Chiết làm phiền cậu. Ông cụ Triệu Triệu Thiết Căn vui vẻ yên tâm nói. Nhìn thấy thái độ của bố mình đối với Triệu Văn Chiết, mũi Triệu Cầm gần như bốc khói. Chẳng lẽ không tin tưởng Dương Tiêu như vậy? Triệu Văn Chiết này suôn sẻ ở huyện Thiên Sơn, nhưng ở thành phố Trung Nguyên thì chẳng là gì cả. Cùng lúc đó, Dương Tiêu đã gọi cho Liễu Giang Hà. Liễu Giang Hà cười thoải mái nói, Dương Tài Ba, sao cậu lại rảnh liên lạc với ông già này thế? Nhận được điện thoại của Dương Tiêu, Liễu Giang Hà cảm thấy rất vui vẻ, trong mắt ông ấy, y thuật của Dương Tiêu tuyệt đối vượt xa ông ấy. Vì vậy, Liễu Giang Hà kính trọng gọi Dương Tiêu là Dương Tài Ba, có nghĩa là Tài Ba trong giới y học, để bày tỏ lòng kính phục của mình đối với Dương Tiêu. Tuy ông ấy lớn hơn Dương Tiêu mấy chục tuổi, nhưng trong y học chuyên môn phẫu thuật của Dương Tiêu giỏi hơn ông ấy nhất định phải kính trọng Dương Tiêu. Ông Liễu, bây giờ tôi đang ở huyện Thiên Sơn. Bà ngoại của Mộc Tuyết bị bệnh rất nặng, ông cũng biết tôi không tiện ra mặt, tôi muốn nhờ ông tới đây một chuyến, không biết ông Liễu rảnh không? Dương Tiêu nói thẳng. Nghe vậy, Liễu Giang Hà cười nói, Dương Tài Ba khách sáo quá rồi, Dương Tài Ba có thể nhớ đến một người nhỏ nhoi như ông già này là vinh dự của ông già này. Bây giờ tôi chuẩn bị lên đường đến Thiên Sơn huyện ngay. Ông Liễu phiền cho ông rồi. Dương Tiêu rất cảm kích. Liễu Giang Hà cười to nói, Dương Tài Ba, đừng khách sáo với tôi. Có việc gì thì cứ nói. Như đã biết, từ khi học hồi mệnh tam châm, vị trí của Liễu Giang Hà trong giới y học ở Thiên Phủ Chi Quốc đã tăng lên rất nhiều, điều này khiến cho Liễu Giang Hà cảm kích Dương Tiêu không thôi.
Ông ấy rất muốn gặp Dương Tiêu, muốn học thêm những kỹ năng y học tinh hoa từ Dương Tiêu. Lúc này, Triệu Văn Chiết gọi cho Vương Trạch. Chủ nhiệm Vương, tôi là Triệu Văn Trạch ở huyện Thiên Sơn, bác gái cả nhà tôi bị bệnh nặng muốn mời thần y Liễu giúp, anh xem có thể mời giúp tôi được không? Để chứng tỏ sức mạnh của mình, Triệu Văn Chiết không ngần ngại mời Liễu Giang Hà đến. Nghe thấy lời nói của Triệu Văn Chiết, Vương Trạch không khỏi tức giận, bác gái cả của anh bị bệnh nặng liên quan rắm gì đến tôi? Thầy của tôi là nhân vật như nào anh không biết hả? Anh cho rằng con chó con mèo nào thì thầy của tôi cũng sẽ giúp hết à hai? Sau khi bị Vương Trạch mắng một trận, sắc mặt Triệu Văn Chiết trở nên cứng ngắc, anh ta cắn răng nói tiếp, không cần lo chuyện tiền nong, cho dù thần y Liễu không đồng ý, tôi cũng sẽ cho anh 20 vạn phí nước trà. Không thành công, cũng có 20 vạn phí nước trà. Sau đó, đôi mắt của Vương Trạch sáng lên. Trong lòng anh ta rất vui mừng, số tiền này kiếm dễ dàng như vậy. Vương Trạch giả vờ khó xử nói, Triệu Văn Chiết, nể mặt hai chúng ta đã quen biết nhiều năm, tôi sẽ hỏi giúp anh. Cảm ơn chủ nhiệm Vương nhiều, nếu mời được thần y Liễu, tôi sẽ đưa thêm cho anh 10 vạn phí nước trà. Triệu Văn Chiết nói với vẻ cảm kích. Để giữ gìn danh tiếng và thể diện của mình, để tỏ ra mình là người đứng đầu trong nhà họ Triệu, lần này Triệu Văn Chiết thực sự không đếm xỉa gì cả. Phế vật Dương Tiêu này có thể mời được thần y Liễu. Thật là một câu chuyện hài hước. Ok, trên mặt Vương Trạch tràn đầy nụ cười. Chẳng phải chỉ một câu hỏi thử đơn giản thôi sao? Đối với anh ta đây là chuyện nhỏ. Đương nhiên, Vương Trạch biết tính tình thầy Liễu Giang Hà của mình, hơn một nửa là Liễu Giang Hà sẽ không nhận loại chuyện riêng này. Tuy nhiên, chỉ cần một câu nói đơn giản mà đã kiếm được hẳn 20 vạn, trong lòng Vương Trạch như nở hoa. Vương Trạch lập tức gọi điện cho Liễu Giang Hà, biết đó là huyện Thiên Sơn. Chắc chắn Liễu Giang Hà biết bà ngoại của Đường Mộc Tuyết bị bệnh nặng, ông ấy nói, thầy phải tới huyện Thiên Sơn chữa bệnh cho người ta ngay, con ở thành phố Trung Nguyên trông coi tốt tế thế đường. Vâng, thầy, Vương Trạch vui mừng khôn xiết. Vốn anh ta chỉ hỏi cho có, nhưng không ngờ Liễu Giang Hà lại đồng ý, điều này khiến Vương Trạch vô cùng ngạc nhiên. Với sự hiểu biết của mình về Liễu Giang Hà, ông ấy sẽ không bao giờ tiếp nhận công việc như thế này, lão gia hỏa này biến tính từ khi nào vậy? Chẳng lẽ thân thể lão gia hỏa này dần dần không chống đỡ nổi, địa vị của mình trong lòng ông ấy lại nâng cao, chuẩn bị rèn luyện mình trở thành người kế vị. Đúng vậy, chắc chắn là như thế, nhất định là như thế. Vương Trạch không hề hay biết, anh ta đã nghĩ quá nhiều, nguyên nhân khiến Liễu Giang Hà ra mặt là vì nể mặt Dương Tiêu. Vương Trạch lập tức gọi cho Triệu Văn Chiết, nói cho Triệu Văn Chiết biết Liễu Giang Hà đã lên đường. Chủ nhiệm Vương quá giỏi. Tôi sẽ lập tức chuyển 30 vạn tệ vào tài khoản của chủ nhiệm Vương ngay. Triệu Văn Chiết hào hứng nói. Vương Trạch tự cao, thâm thúy nói, chuyện này là chuyện nhỏ. Tôi là đại đệ tử của Liễu Giang Hà, tương lai tôi sẽ kế thừa y bát của thầy. Cả hai đều mừng thầm không thôi, Triệu Văn Chiết cho rằng Vương Trạch có rất nhiều quyền lực, có mặt mũi nói chuyện với Liễu Giang Hà, mà Vương Trạch lại tin rằng vị trí của mình trong lòng Liễu Giang Hà đã tăng lên rất nhiều. Bọn họ thậm chí còn không biết tất cả những điều này là công lao của Dương Tiêu. Triệu Văn Chiết lập tức chuyển 30 vạn vào tài khoản của Vương Trạch, mặt mày nở nụ cười, như thể đã nhìn thấy cảnh tượng nhà họ Triệu quỳ xuống liếm láp mình. Người ta sống đều là vì sĩ diện. Người tranh nhau hơi thở, Phật tranh nhau nén nhang, hôm nay anh ta nhất định phải có thể diện này. Hơn nữa, đây là bà ngoại của Đường Mộc Tuyết, mẹ ruột Triệu Cầm, cuối cùng chỉ phí thuốc men không phải gia đình bọn họ trả thì ai sẽ trả. Gọi cho Liễu Giang Hà xong Dương Tiêu lại gọi thêm một cuộc nữa. Không lâu sau đó, một giọng nói run run truyền đến từ đầu dây bên kia, ân nhân, là cậu sao? Ừ, là tôi, Dương Tiêu cười nhẹ. Nghe thấy giọng nói của Dương Tiêu, người ở đầu dây bên kia càng kích động hơn, ân nhân, thật sự là cậu. Trước đây tôi vẫn luôn liên lạc với cậu, nhưng không liên lạc được, mấy năm qua ân nhân đã đi đâu? Mấy năm qua tôi vẫn luôn ở thành phố Trung Nguyên. Mấy năm qua tôi không dùng số điện thoại này nhiều, cho nên ông không liên lạc được. Dương Tiêu nói ngắn gọn. Người mà Dương Tiêu liên lạc là Vạn Tứ Hải, người giàu nhất ở huyện Thiên Sơn. Vạn Tứ Hải như có thể một tay che trời toàn bộ huyện Thiên Sơn, trong mắt Vạn Tứ Hải một nhân vật nhỏ bé như Triệu Văn Chiết chẳng là gì. Vạn Tứ Hải kinh doanh lĩnh vực chế biến thực phẩm, giá trị con người hàng chục tỷ tệ, ngoài thành phố Trung Nguyên ra ông ta là người đứng đầu xử lý nhanh mọi chuyện ở tỉnh Hà Nam. Không khách khí mà nói, xuất thân của Vạn Tứ Hải cực kỳ mạnh,
không hề yếu hơn 10 gia tộc lớn đứng đầu ở thành phố Trung Nguyên, chỉ đứng sau tứ đại gia tộc ở Trung Nguyên. Xét cho cùng, ngoài tỉnh Hà Nam thực lực của doanh nhân giàu có lớn nhất đương nhiên không phải là làm màu. Vạn Tứ Hải run lên, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Ấn Nhân bây giờ cậu đang ở đâu? Tôi lập tức đi tìm cậu. 8 năm trước, Dương Tiêu vẫn chưa xuất ngũ, đang thực hiện nhiệm vụ ở châu Âu, trong khi Vạn Tứ tình cờ đi du lịch ở châu Âu. Khi đó, Vạn Tứ Hải đã đắc tội một cậu chủ trong một gia đình lớn ở châu Âu, cậu chủ này đã phái một số lượng lớn sát thủ đuổi giết Vạn Tứ Hải, muốn tống Vạn Tứ Hải vào chỗ chết. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Tiêu đã bước tới quét sạch tất cả các sát thủ, Vạn Tứ Hải đã chạy thoát được. Vạn Tứ Hải luôn ghi nhớ chuyện này trong lòng. Dương Tiêu chỉ biết Vạn Tứ Hải là một người đến từ Thiên Phủ Chi Quốc, ông ta sinh ra ở huyện Thiên Son, tỉnh Hà Nam. Dương Tiêu không bao giờ ngờ rằng, sau này kết hôn với Đường Mộc Tuyết, nhà mẹ đẻ của Triệu Cầm lại ở Thiên Sơn, đây là một sự trùng hợp tuyệt vời. Trước kia mỗi dịp Tết, Triệu Cầm không đưa Dương Tiêu về Thiên Sơn, Dương Tiêu cũng không nghĩ đến việc liên lạc với Vạn Tứ Hải. Lần này tình huống rất đặc biệt, bà ngoại của Đường Mộc Tuyết bị bệnh nặng, Dương Tiêu không thể không liên lạc với Vạn Tứ Hải. Vì Dương Tiêu muốn chuyển bà Triệu đến phòng chăm sóc đặc biệt. Muốn chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, không có nghĩa là có thể chuyển được ngay, ngay cả ở thành phố Trung Nguyên, tất cả những người có thể ở trong phòng chăm sóc đặc biệt đều là người không phú thì quý. Ở thành phố nhỏ tuyến 18 ở huyện Thiên Son, nơi chỉ có một số phòng chăm sóc đặc biệt, những phòng bệnh này chắc chắn được dành cho những người giàu có và quyền lực. Dương Tiêu quen Vạn Tứ Hải ở huyện Thiên Sơn, vì nghĩ cho sự an toàn của bà ngoại Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu quyết định liên lạc với Vạn Tứ Hải. Bây giờ tôi đang ở Bệnh viện Nhân dân số 1 của huyện Thiên Sơn. Mục đích tôi gọi cho ông là muốn nhờ ông chuyển một người lớn tuổi trong gia đình tôi từ phòng tổng hợp đến phòng chăm sóc đặc biệt. Dương Tiêu nói thẳng. Khi Vạn Tứ Hải nghe vậy, ông ta đã rất kinh ngạc nói, người lớn tuổi trong nhà ân nhân bị bệnh. Muốn chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt là chuyện nhỏ. Tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, có cần tôi cử bác sĩ riêng đến không? Không cần đâu, Dương Tiêu từ chối. Anh đã tìm Liễu Giang Hà, Vạn Tứ Hải không cần phải cử bác sĩ riêng đến đây. Vạn Tứ Hải trịnh trọng nói, vâng ân nhân, tôi lập tức liên lạc với viện trưởng của Bệnh viện Nhân dân số 1. Cúp máy xong, Dương Tiêu quay lại chỗ người nhà họ Triệu. Lúc này, Triệu Văn Chiết đang mặt mày hớn hở kể lại, vừa rồi tôi gọi một cuộc điện thoại, chủ nhiệm Vương Vương Trạch lập tức gọi ngay cho thần y Liễu. Thần y Liễu vừa nghe đến tên của tôi, không nói hai lời đã lập tức xuất phát từ thành phố Trung Nguyên đến, không tới mấy tiếng nữa thần y Liễu sẽ có mặt ở đây. Nghe anh ta nói vậy mọi người trong nhà họ Triệu đều vô cùng sửng sốt. Không hổ danh là Văn Chiết, không hổ danh là người đứng đầu nhà họ Triệu chúng ta, quá giỏi. Đúng vậy, chỉ cần Văn Chiết ra tay, không có gì là không thể. Bây giờ Văn Chiết rất có triển vọng. Triệu Thiết Can hài lòng nói, Văn Chiết cảm ơn cậu. Bác cả bác khách sáo rồi, chúng ta là người một nhà, những chuyện này là chuyện nhỏ, cháu cũng chỉ gọi một cuộc điện thoại thôi. Triệu Văn Chiết ra vẻ như đây là chuyện nhỏ. Triệu Thiết Can liếc nhìn Dương Tiêu, đều là hậu bối, sao lại có khoảng cách lớn như vậy? Bị Triệu Thiết Can khinh thường, Dương Tiêu dở khóc dở cười, đang êm đẹp sao lại nhắm vào mình. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Dương Tiêu gặp Triệu Thiết Can. Chậc chậc chậc, Triệu Văn Chiết nhìn Dương Tiêu, trên mặt ngập tràn vẻ diễu võ dương oai. Nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Triệu Văn Chiết, Dương Tiêu sờ mũi rất kinh ngạc, không phải mình mời Liễu Giang Hà sao? Sao bây giờ lại biến thành Triệu Văn Chiết rồi? Triệu Cầm tức giận nói, Dương Tiêu, rốt cuộc cậu có mời được thần y Liễu không? Ha, thần y Liễu đã đồng ý với con sẽ đến giúp, Dương Tiêu nói thật. Nghe vậy, Triệu Văn Chiết chế nhạo nói vớ va vớ vắn. Rõ ràng là tôi đích thân ra mặt, thần y Liễu mới đồng ý tới giúp. Chắc chắn là thần y Liễu nể mặt Văn Chiết nên mới giúp, sao thần y Liễu có thể chú ý tới một thằng phế vật như mày được? Đúng vậy, đây đều là công lao của Văn Chiết, liên quan gì đến thằng phế vật như mày? Ha ha, Dương Tiêu này không chỉ vô dụng mà còn không biết xấu hổ, mày còn dám tranh công lao với Văn Chiết. Đám người nhà họ Triệu nhao nhao chế nhạo, như thể Dương Tiêu càng che càng lộ muốn cướp mất công lao của Triệu Văn Chiết. Trong mắt của đám người nhà họ Triệu, bọn họ không tin một người vô dụng lại quen biết Liễu Giang Hà, một nhân vật lớn trong ngành y đáng kính và được kính trọng. Phải biết rằng, 5 năm qua, mỗi dịp Tết, gia đình Triệu Cầm đều về quê ngoại, không bao giờ đưa Dương Tiêu trở về, điều này đủ cho thấy,
chồng của Đường Mộc Tuyết là Dương Tiêu vô dụng như thế nào. Triệu Cầm tức giận nói, Dương Tiêu, cậu không mời được thì không mời được, giả vờ làm sói đuôi lớn làm gì. Bị một đám người cười nhạo khiến Triệu Cầm vô cùng xấu hổ. Đám người này chế nhạo Dương Tiêu, chẳng phải gián tiếp tát vào mặt bà ta sao? Đúng vậy, đồ vô dụng, Đường Kiến Quốc cũng phụ họa. Mặc dù Dương Tiêu quen biết Liễu Giang Hà, mà chân của Đường Kiến Quốc đã được Liễu Giang Hà chữa lành. Nhưng, trong mắt vợ chồng Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc, việc Dương Tiêu quen biết Liễu Giang Hà hoàn toàn là may mắn, lần trước chỉ là ngoài ý muốn, bọn họ cũng không tin Dương Tiêu có thể lay chuyển được Liễu Giang Hà. Bây giờ Dương Tiêu thừa nhận đã mời được Liễu Giang Hà trước mặt nhiều người như vậy, đây không phải là có ý làm bọn họ khó xử sao? Và lại, Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc đều biết Triệu Văn Chiết là người ở huyện Thiên Sơn, anh ta là người đứng đầu nhà họ Triệu, không phải là người mà phế vật Dương Tiêu có thể so được. Lúc này, Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc đều hối hận đã cho Dương Tiêu về cùng, mặt mũi này hoàn toàn bị ném sạch. Đường Mộc Tuyết đứng ở bên cạnh tức sôi máu. Vốn Dương Tiêu bị người nhà họ Triệu coi thường thì đã đành, bây giờ ngay cả cha mẹ cô cũng quát mắng Dương Tiêu, bọn họ để mặt mũi của Dương Tiêu ở đâu. Người khác không hiểu Dương Tiêu, nhưng Đường Mộc Tuyết biết rõ thực lực của Dương Tiêu. Dương Tiêu sẽ không nói dối, nếu Dương Tiêu đã nói anh mời được Liễu Giang Hà, thì chắc chắn Liễu Giang Hà sẽ tới. Cộp cộp cộp. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên mặc quần áo bình thường đi tới, trên mặt mang theo ý cười. Trong các người vị nào là người phụ trách nhà họ Triệu? Nghe thấy lời này, đám người nhà họ Triệu lập tức nhìn vào Triệu Văn Chiết, ngay cả Triệu Thiết Can lớn tuổi nhất cũng không nói gì. Trong lòng bọn họ, Triệu Văn Chiết chính là trụ cột tinh thần của họ, chỉ cần Triệu Văn Chiết ở đó, mọi sóng gió đều có thể giải quyết dễ dàng. Viện trưởng Ôn, đã lâu không gặp, nhìn thấy người tới Triệu Văn Chiết chào hỏi ngay. Người đàn ông trung niên là Ôn Bảo Tốn, là viện trưởng Bệnh viện Nhân dân số 1 của huyện Thiên Sơn. Vừa rồi Ôn Bảo Tốn nhận được điện thoại của Vạn Tứ Hải, ông ta lập tức đứng dậy đến đây để chuẩn bị chuyển bà Triệu vào phòng chăm sóc đặc biệt. Vạn Tứ Hải là ai? Ông ta là người giàu nhất ở huyện Thiên Sơn, trừ Trung Nguyên ra ông ta là người đứng đầu tỉnh Hà Nam. Ôn Bảo Tốn không thể đắc tội một ông lớn như vậy, ông ta chỉ có thể làm như Vạn Tứ Hải đã nói. Ôn Bảo Tốn nhìn thấy đó là Triệu Văn Chiết, ông ta bất ngờ nói, yo, hóa ra là Văn Chiết. Trong khoảng thời gian này lăn lộn không tệ nha. Vậy mà quen cả ông chủ Vạn. Triệu Văn Chiết nổi tiếng ở huyện nhỏ Thiên Sơn, lần trước trong một bữa tiệc Ôn Bảo Tốn gặp mặt Triệu Văn Chiết nên biết anh ta. Ông chủ Vạn, Triệu Văn Chiết sững sờ. Nhìn thấy vẻ sững sờ của Triệu Văn Chiết, Ôn Bảo Tốn hài hước nói, được rồi Văn Chiết, cậu không cần phải giả vò, vừa nãy Vạn Tứ Hải ông chủ Vạn đã đích thân gọi điện cho tôi, muốn chuyển bà Triệu đến phòng chăm sóc đặc biệt. Theo nguyên tắc, các người không có tư cách ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng ông chủ Vạn đã đích thân ra mặt, đương nhiên chuyện này không là vấn đề gì. Vạn Tứ Hải ông chủ Vạn, viện trưởng Ôn, ông không nhầm chứ? Triệu Văn Chiết càng kinh ngạc hơn. Là người ở huyện Thiên Sơn, làm sao Triệu Văn Trương lại không biết Vạn Tứ Hải người giàu nhất huyện Thiên Sơn? Điều khiến Triệu Văn Chiết hoang mang là Vạn Tứ Hải lại ra mặt chuyển bác gái cả của anh ta đến phòng chăm sóc đặc biệt. Quá để mắt đến bọn họ. Như đã biết. Hầu hết người nhà họ Triệu đều là người nông thôn, chỉ mình anh ta là người có triển vọng. Dù vậy, Vạn Tứ Hải cũng là người anh ta bám không tới. Ôn Bảo Tốn cười nói, Văn Chiết, người sáng mắt không nói chuyện mờ ám, ông chủ Vạn thật sự đã nói như vậy. Từ lâu đã thấy Văn Chiết cậu không phải người bình thường, bây giờ được ông chủ Vạn coi trọng, sau này chắc chắn sẽ bay lên trời. Vạn Tứ Hải có tầm ảnh hưởng sâu rộng ở huyện Thiên Sơn, nếu Triệu Văn Chiết thực sự được Vạn Tứ Hải đánh giá cao. Trong tương lai anh ta nhất định sẽ trở thành một ông lớn ở huyện Thiên Sơn. Ôn Bảo Tốn muốn suôn sẻ ở huyện Thiên Sơn thì phải nịnh bợ Triệu Văn Chiết. Vừa rồi Vạn Tứ Hải không nói ai đã bảo ông ta tới, theo cái nhìn của Ôn Bảo Tốn, Triệu Văn Chiết là người duy nhất có thể đứng ra nói chuyện. Đúng vậy, Văn Chiết, cậu khiêm tốn quá rồi, quen biết một ông lớn như Vạn Tứ Hải nhưng lại giấu giếm. Văn Chiết, cậu muốn khiêm tốn, nhưng thực lực không cho phép. Bây giờ viện trưởng Ôn đã nói như vậy thì chắc chắn không sai đâu. Đám người nhà họ Triệu nhao nhao cho rằng có thể khiến Vạn Tứ Hải ra mặt chắc chắn là Triệu Văn Chiết. Dù sao thì Triệu Văn Chiết là người đứng đầu trong nhà họ Triệu. Triệu Văn Chiết thực sự bối rồi, anh ta không hề quen biết một ông lớn như Vạn Tứ Hải. Phải biết rằng, anh ta làm thủy sản, mỗi năm kiếm được 3-40 vạn, mà Vạn Tứ Hải là người giàu nhất ở huyện Thiên Sơn,
một đại gia kinh doanh kiếm được hơn 1 tỷ tệ, bọn họ không hề liên quan gì đến nhau. Thế nhưng, trước tình cảnh như vậy, Vạn Tứ Hải không cho anh ta mặt mũi thì có thể cho ai? Chắc chắn là do Vạn Tứ Hải có ấn tượng tốt với anh ta, biết bà Triệu gặp khó, nên đã đặc biệt cho mình mặt mũi. Nghĩ đến đây, cả người Triệu Văn Chiết đều vui lên, chắc chắn là như vậy. Nếu Vạn Tứ Hải thực sự có ấn tượng tốt với mình, thì chắc chắn mình sắp bay lên trời rồi, sau này giá trị con người hàng trăm triệu tệ, thậm chí hàng tỷ tệ ở trong bàn tay. Triệu Thiết Căn phấn khích nói, Văn Chiết có triển vọng, Văn Chiết hoàn toàn có triển vọng. Đúng vậy, sau này có Vạn Tứ Hải giúp đỡ, chắc chắn Văn Chiết, cậu muốn khiêm tốn, nhưng thực lực không cho phép. Bây giờ viện trưởng Ôn đã nói như vậy thì chắc chắn không sai đâu. Đám người nhà họ Triệu nhao nhao cho rằng có thể khiến Vạn Tứ Hải ra mặt chắc chắn là Triệu Văn Chiết. Dù sao thì Triệu Văn Chiết là người đứng đầu trong nhà họ Triệu. Triệu Văn Chiết thực sự bối rối, anh ta không hề quen biết một ông lớn như Vạn Tứ Hải. Phải biết rằng, anh ta làm thủy sản, mỗi năm kiếm được 30-40 vạn, mà Vạn Tứ Hải là người giàu nhất ở huyện Thiên Sơn, một đại gia kinh doanh kiếm được hơn 1 tỷ tệ, bọn họ không hề liên quan gì đến nhau. Thế nhưng, trước tình cảnh như vậy, Vạn Tứ Hải không cho anh ta mặt mũi thì có thể cho ai? Chắc chắn là do Vạn Tứ Hải có ấn tượng tốt với anh ta, biết bà Triệu gặp khó, nên đã đặc biệt cho mình mặt mũi. Nghĩ đến đây, cả người Triệu Văn Chiết đều vui lên, chắc chắn là như vậy. Nếu Vạn Tứ Hải thực sự có ấn tượng tốt với mình, thì chắc chắn mình sắp bay lên trời rồi, sau này giá trị con người hàng trăm triệu tệ, thậm chí hàng tỷ tệ ở trong bàn tay. Triệu Thiết Căn phấn khích nói, Văn Chiết có triển vọng, Văn Chiết hoàn toàn có triển vọng. Đúng vậy, sau này có Vạn Tứ Hải giúp đỡ, chắc chắn không so sánh thì sẽ không có đau thương, Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc chỉ biết vì Dương Tiêu mà bọn họ bị mất hết mặt mũi, lúc này bọn họ chỉ muốn tìm một chỗ để chui vào. Trên mặt Đường Mộc Tuyết tràn đầy nghi ngờ, Triệu Văn Chiết thật sự quen biết Vạn Tứ Hải. Nhìn Triệu Văn Chiết không biết xấu hổ, Dương Tiêu sờ mũi, vẻ mặt không nói nên lời. Triệu Cầm này xứng đáng xuất thân từ nhà họ Triệu, người nhà họ Triệu này đơn giản như in từ một khuôn mẫu ra. Rõ ràng là anh tìm Vạn Tứ Hải, không liên quan gì đến Triệu Văn Chiết. Ôi, Mộc Tuyết, sao mặt mày xấu thế? Có phải là không khỏe không? Triệu Văn Chiết hỏi. Chậc chậc, gả cho một thằng vô dụng, mắt mặt, sắc mặt đẹp mới là lạ. Đám người nhà họ Triệu chế nhạo. Đường Mộc Tuyết biết Triệu Văn Chiết không phải quan tâm đến mình, mà là châm chọc mình, cô lạnh lùng hỏi, Triệu Văn Chiết, có phải chú suy nghĩ nhiều rồi không? Chú có chắc là mình quen biết Vạn Tứ Hải ông chủ Vạn không? Tốt nhất không cần giả vờ việc quá khả năng của mình. Với hiểu biết của cô về Triệu Văn Chiết, một người nhỏ nhoi như Triệu Văn Chiết sao có thể quen biết được ông lớn kinh doanh như Vạn Tứ Hải? Mặc dù sống ở thành phố Trung Nguyên đã lâu nhưng Đường Mộc Tuyết cũng đã từng nghe đến tên của Vạn Tứ Hải. Cho dù một doanh nhân như Vạn Tứ Hải biết Triệu Văn Chiết, ông ta cũng sẽ không vì bà ngoại cô mà chuyển bà đến phòng chăm sóc đặc biệt, trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Đường Mộc Tuyết là một người phụ nữ thông minh thanh khiết, cô nhìn dáng vẻ thờ ơ bình tĩnh của Dương Tiêu, trong lòng cô có suy đoán, chuyện này hơn một nửa là không phải do Triệu Văn Chiết làm mà là Dương Tiêu làm. Dương Tiêu đã từng là lưỡi dao sắc bén của đất nước, chắc chắn quen biết rất nhiều người, có lẽ Vạn Tứ Hải là một trong số những người đó. Dương Tiêu cười nhẹ, đúng vậy, chú có chắc là mình quen biết Vạn Tứ Hải, tôi nghĩ chú không nên nhấc một tảng đá lên tự đập vào chân mình. Ha, sao, không phải tôi thì chẳng lẽ là phế vật cậu à? Phế vật tiếng tăm lừng lẫy lại quen biết người giàu nhất huyện Thiên Sơn, ai sẽ tin chứ? Bị Đường Mộc Tuyết và Dương Tiêu chất vấn, Triệu Văn Chiết lộ vẻ tức giận, như thể chất vấn anh ta là một sự xúc phạm trá hình đối với anh ta. Mặc dù anh ta không quen biết Vạn Tứ Hải, nhưng trực giác nói cho Triệu Văn Chiết biết, tất cả những chuyện này hoàn toàn là do anh ta. Dù sao đi nữa thì anh ta cũng là một nhân vật nhỏ nổi tiếng ở huyện Thiên Sơn, trước đây anh ta đã từng gặp Vạn Tứ Hải, hơn nữa anh ta còn từng kính Vạn Tứ Hải rượu. Nhìn cảnh tượng này, không ai trong số người nhà họ Triệu ngoại trừ anh ta có thể làm được. Gia đình Đường Mộc Tuyết sống ở Trung Nguyên, cũng chỉ có Tết mới về một lần, càng không có khả năng quen biết Vạn Tứ Hải. Cho nên, sự thật chỉ có một. Lần này Vạn Tứ Hải ra mặt chuyển bác gái cả đến phòng chăm sóc đặc biệt, chắc chắn là vì nể mặt anh ta. Chắc chắn là Vạn Tứ Hải tán thưởng mình, Triệu Văn Chiết âm thầm nghĩ. Văn Chiết, đừng tức giận, đây hẳn là lần đầu tiên thằng phế vật này đến huyện Thiên Sơn. Cậu ta quen biết ông chủ Vạn mới là lạ. Đúng vậy.
Sao một thằng phế vật có thể quen biết được một ông lớn như Vạn Tứ Hải chứ? Đám người nhà họ Triệu nhìn Dương Tiêu với vẻ khinh bỉ, họ chỉ tin tưởng Triệu Văn Chiết, bởi vì Triệu Văn Chiết là người có triển vọng nhất trong nhà họ Triệu. Thân thể xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết run lên, cô vừa định phản bác lại vài câu thì bị Dương Tiêu trực tiếp ngăn lại. Mộc Tuyết, bỏ đi bỏ đi. Dương Tiêu cười bất lực. Đây là lần đầu tiên anh gặp mặt người nhà họ Triệu, Dương Tiêu cũng lười so đo với đám người này. Cho dù bây giờ mình gọi cho Vạn Tứ Hải thì e là cũng sẽ không có ai tin, xét cho cùng không ai trong số những người này từng gặp Vạn Tứ Hải ngoại trừ Triệu Văn Chiết. Triệu Văn Chiết ham mê hư vinh, cho dù anh ta nghe thấy giọng nói của Vạn Tứ Hải, anh ta cũng sẽ không thừa nhận, trừ khi Vạn Tứ Hải đến đây. Đường Mộc Tuyết tức giận dậm chân, cô thật sự không thích đám người nhà họ Triệu này. Tút tút. Ngay lúc này, điện thoại của Dương Tiêu đổ chuông, người gọi đến vừa hay là Vạn Tứ Hải. Dương Tiêu nhẹ nhàng nói với Đường Mộc Tuyết, anh đi nghe điện thoại. Anh đi đi, Đường Mộc Tuyết gật đầu. Nhìn Dương Tiêu rời đi, viện trưởng Ôn Bảo Tốn nói đùa, Văn Chiết lão đệ này, chúng ta chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt đi. Ha ha, được rồi, phiền viện trưởng Ôn. Nghe thấy Ôn Bảo Tốn gọi mình như vậy, Triệu Văn Chiết cười đắc thắng cười to nói. Người nhỏ nhoi như anh ta thường không có tư cách tiếp xúc với Ôn Bảo Tốn, bây giờ Ôn Bảo Tốn lại gọi anh ta là anh em, chuyện này không làm Triệu Văn Chiết đắc ý mới là lạ. Dương Tiêu đến một nơi vắng vẻ rồi mới nghe điện thoại của Vạn Tứ Hải, có chuyện gì sao? Ân nhân, muộn rồi, tôi không thể đến bệnh viện thăm đột xuất được, hay là tôi ở khách sạn Tử Hiên Các chờ ân nhân đến? Chúng ta đã nhiều năm không gặp nhau, hơn nữa tôi đã chuẩn bị cho ân nhân một số thuốc bổ, một chút tấm lòng mong ân nhân nhận. Vạn Tứ Hải chân thành nói. Dương Tiêu hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Xét cho cùng nhà ông bà ngoại của Đường Mộc Tuyết đều định cư ở huyện Thiên Sơn, không biết sau này sẽ gặp phải rắc rối gì. Vạn Tứ Hải là dân bản địa ở huyện Thiên Sơn, nếu sau này thực sự gặp phải rắc rối gì, mình cũng có thể nhờ Vạn Tứ Hải. Dương Tiêu biết một chút về Vạn Tứ Hải, người này có tính cách cởi mở, thích kết bạn, người khá là chân thực, không có lòng dạ xấu xa, điểm này giống với Kim Đại Trung. Dương Tiêu đồng ý đã khiến Vạn Tứ Hải vui mừng khôn xiết, vâng ân nhân, vậy Tứ Hải sẽ ở sảnh lớn của khách sạn để Vương Tử Hiên Các chờ ân nhân tới. Vạn Tứ Hải là người nhận ơn một giọt, trả ơn một dòng. Dương Tiêu đã từng cứu mạng ông ta biết kỹ năng của Dương Tiêu kinh khủng như thế nào. Trước mặt Dương Tiêu, Vạn Tứ Hải không dám nâng đỡ mình. Được, có lẽ tôi sẽ đến nhanh, Dương Tiêu nói xong thì cúp điện thoại. Quay trở lại bên cạnh Đường Mộc Tuyết. Dương Tiêu hỏi, Mộc Tuyết, bây giờ anh đi ra ngoài gặp một người bạn, em có muốn đi cùng anh không? Không cần đâu, em ở đây cùng bố mẹ chăm sóc bà ngoại thôi. Đường Mộc Tuyết nhẹ nhàng nói. Dương Tiêu nhẹ nhàng nói, được, khi nào trở về anh sẽ mang một ít cháo về cho mọi người. Thật sự đã không còn sớm, lăn lộn một ngày đã đến trạng vạng tối. Nhìn thấy Dương Tiêu rời đi, Triệu Văn Chiết khinh thường nói, đi gặp bạn bè. Buồn cười chết mắt. Thằng phế này, có thể quen biết loại bạn bè gì? Phế vật thì có thể quen biết được loại bạn bè gì chứ? E rằng cũng là phế vật. Tôi thấy thằng này mất hết mặt mũi, không có mặt mũi nào ở lại đây, nên chạy trồi chết. Đúng vậy, chắc chắn là như thế, ha 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 hét. Đám người nhà họ Triệu nhìn bóng lưng của Dương Tiêu với vẻ mặt châm chọc, bọn họ đều cho rằng Dương Tiêu không có mặt mũi nào ở lại đây nên mới rời đi. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Dương Tiêu lái ô tô đến khách sạn Tử Hiên Các lớn nhất ở huyện Thiên Sơn. Huyện Thiên Sơn thuộc một tỉnh nhỏ tuyến 18. Ngay cả khách sạn Tử Hiên Các lớn nhất cũng không có bãi đỗ xe, chỉ có thể đỗ xe bên ngoài. Kèm với trạng vạng tối nên có rất nhiều người đến ăn cơm, chỉ còn một chỗ đỗ xe. Dương Tiêu lái chiếc Maserati nhanh chóng đến vị trí đỗ xe. Kít! Đúng lúc này, một chiếc Porsche 918 màu trắng chạy tới. Trên xe có một phụ nữ mặc đồ màu trắng thoải mái. Người phụ nữ khoảng 22, 23 tuổi, toàn thân toát ra khí chất cao quý. Cô ta lập tức khóa chặt mắt nhìn Dương Tiêu hét lên, ai vậy, lấy xe ra chỗ khác cho tôi, nhanh chân lên. Nghe vậy, Dương Tiêu nhíu mày, không thèm quan tâm đến người phụ nữ mặc đồ trắng. Thấy Dương Tiêu không để ý đến mình, người phụ nữ mặc đồ trắng mở cửa xe dừng trước mặt Dương Tiêu mắng. Tôi bảo anh lái xe ra chỗ khác, anh bị điếc à? Bây giờ, tôi ra lệnh cho anh lái xe ra chỗ khác, nếu anh dám làm trái lệnh của tôi bảo đảm khiến anh ở huyện Thiên Sơn ăn không hết sách mang đi.
Nhìn người phụ nữ mặc đồ trắng trước mặt, Dương Tiêu cười khổ, mình chỉ qua gặp mặt Vạn Tứ Hải thôi, đột nhiên bị người ta mắng, chuyện này không khác gì họa trời giáng. Dương Tiêu vẫn là một quý ông, nếu ở đây có chỗ đỗ xe, anh nhường chỗ cho người phụ nữ mặc đồ trắng này cũng chẳng sao. Vấn đề là ở đây không có chỗ đỗ xe, mình nhường thì mình đi đâu mà đỗ xe. Anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lái xe ra chỗ khác, nếu không nghe, có tin hay không tôi cho người đập xe của anh. Nhìn thấy Dương Tiêu vẫn đứng ở đó, người phụ nữ mặc đồ trắng tức giận nói. Vừa rồi, bố cô ta đột nhiên bảo cô ta đến khách sạn Tử Hiên Các, nói ông ấy muốn cô ta gặp một người rất quan trọng. Người phụ nữ mặc đồ trắng lập tức lái xe tới, không ngờ trước khách sạn lại không có chỗ đỗ xe, thấy Dương Tiêu vừa mới đỗ xe, cô ta đã nảy sinh ý định để Dương Tiêu đỗ xe ra chỗ khác. Dương Tiêu nhìn kỹ người phụ nữ mặc đồ trắng, cô ta cao 1m70, da trắng như tuyết, gương mặt đẹp không tì vết. Cô ta ăn mặc theo phong cách độc đáo, trên người cô ta tỏa ra hương nước hoa cao cấp, cô ta mở cửa chiếc Porsche 918 trị giá hàng nghìn vạn. Điều mà Dương Tiêu không ngờ người phụ nữ mặc đồ trắng trước mặt lại vô học như vậy, quả thực khiến người ta thấy rất thất vọng. Nhìn thấy người phụ nữ mặc đồ trắng không di chuyển xe sẽ không chịu thua, Dương Tiêu hỏi, cô gái này, nếu tôi lái xe ra chỗ khác thì xe của tôi đỗ ở đâu? Một chiếc Maserati hỏng muốn đỗ đâu thì đỗ, liên quan đến tôi hả? Tôi đang vội, mau lái xe ra chỗ khác, người phụ nữ mặc đồ trắng khinh thường nói. Chiếc Porsche 918 của cô ta có giá 1.500 vạn, còn chiếc Maserati phía trước này căng lắm là 200 vạn. Trong mắt cô ta, chiếc Maserati 200 vạn và chiếc Porsche 1.500 vạn của cô ta, một chiếc trên trời và chiếc dưới lòng đất, đơn giản là không thể so sánh được. Dương Tiêu nói không nên lời, còn một câu nữa, khách sạn này là do nhà cô mở à? Không, sao hả, không phải nhà tôi mở đấy thì sao? Tôi nói cho anh biết, chỉ cần tôi gọi một cuộc điện, ông chủ Tử Hiên Các sẽ gật đầu cúi chào trước mặt tôi. Người phụ nữ mặc đồ trắng lộ vẻ ngạo mạn. Dương Tiêu sửng sốt, người phụ nữ đồ trắng này có lai lịch gì? Không lẽ là nữ doanh nhân truyền kỳ nào đó ở tỉnh Hà Nam? Không thể nào. Mặc dù mấy năm nay Dương Tiêu rất khiêm tốn, nhưng anh đã nghe nói qua hầu hết tất cả nữ truyền kỳ ở tỉnh Hà Nam. Hơn nữa, biển số xe của người phụ nữ trước mặt anh là dành riêng cho huyện Thiên Sơn, hơn một nửa là người phụ nữ này là nhân sĩ ở huyện Thiên Sơn. Chẳng lẽ người phụ nữ này là người tình của một đại gia nào đó? Nếu không thì sẽ không thể hung hăng càn quấy. Kiêu căng như vậy. Dương Tiêu nhẹ giọng nói, xin lỗi vị nữ sĩ này, tôi cũng đang vội. Cô có thể tìm chỗ đỗ xe khác. Chỗ đỗ xe này là mình đến đỗ trước, dựa vào đâu mà bảo mình nhường ra chỗ khác. Muốn giả vờ bị đụng xe đúng không? Tốt, không vấn đề. Người phụ nữ mặc đồ trắng cho rằng Dương Tiêu đang muốn lấy tiền. Cô ta xoay người bước vào Porsche, lấy ra một xấp tiền ném cho Dương Tiêu. Sau đó người phụ nữ mặc đồ trắng ngạo mạn nói, chỗ này tổng cộng là 5 vạn, cầm lấy tiền rồi biến khỏi mắt tôi, đừng có mà không biết điều. 5 vạn cho một chỗ đỗ xe. Dương Tiêu bị sốc trước hành vi của người phụ nữ mặc đồ trắng này. Nếu đổi thành người thường, thì sợ rằng đã trực tiếp cầm lấy 5 vạn lái xe rời đi. Nhưng, người phụ nữ mặc đồ trắng gặp phải người khó chơi, Dương Tiêu thật sự không thiếu tiền. Xin lỗi, không phải là chuyện tiền nong. Dương Tiêu lắc đầu. Nhìn thấy tình trạng này, người phụ nữ mặc đồ trắng lại đập cho Dương Tiêu 5 vạn, cho anh 10 vạn, tránh hay không tránh. Xin lỗi, tôi còn có việc, đi đây. Dương Tiêu không thèm quan tâm đến người phụ nữ này. Khốn kiếp, nhìn thấy Dương Tiêu thật sự định rời đi, mũi của người phụ nữ mặc đồ trắng sắp bốc khói. Đội trưởng đội bảo vệ ở gần đó nhìn thấy cảnh này lập tức tới chào hỏi, nhìn thấy rõ diện mạo của người phụ nữ mặc đồ trắng. Đội trưởng đội bảo an vô cùng kinh ngạc nói, cô Thiến, cô bị sao vậy? Anh ta giả vờ đụng xe. Người phụ nữ mặc đồ trắng tức giận chỉ vào Dương Tiêu. Đội trưởng đội bảo vệ sững sờ nói, giả vờ đụng. Nhóc con, ngay cả cô Thiến mà cậu cũng dám giả vờ bị đụng, cậu chán sống hả? Phiền anh nhìn cho rõ là tình trạng gì, rồi hãy nói tôi giả vờ đụng. Dương Tiêu thật sự không nói nên lời. Mình chỉ đỗ xe vào chỗ cuối cùng, sao lại trở thành giả vờ? Bị đụng rồi. Đội trưởng đội bảo vệ không phải kẻ ngốc, anh ta liếc nhìn xe của Dương Tiêu, biết Dương Tiêu có lẽ không phải là người đơn giản. Biển số là của tỉnh Ly, xe Maserati trị giá gần 200 vạn của Tổng Giám Đốc, kiểu người này ít nhiều gì cũng có thân phận. Cô Thiến,
rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đội trưởng đội bảo vệ hỏi. Nếu Dương Tiêu lái một chiếc xe bình thường, thì e rằng anh ta sẽ ném Dương Tiêu đi rồi. Bởi vì cô gái này có lai lịch rất lớn, gần như có thể một tay che trời ở huyện Thiên Sơn. Người phụ nữ mặc đồ trắng tức giận nói, tôi nhìn thấy chỗ đỗ xe trước, anh ta chủ động cướp. Anh nói xem tôi tức hay không tức. Thì ra là như thế này, đội trưởng đội bảo vệ chợt nhận ra. Tuy nhiên, quả thực hôm nay có rất nhiều người đến ăn ở khách sạn Tử Hiên Các, việc chật kín chỗ đỗ xe là điều dễ hiểu. Người phụ nữ mặc đồ trắng hung tợn nói, tôi mặc kệ, Tử Hiên các người nhất định phải cho tôi một lời giải thích, nếu không, tôi sẽ gọi điện thoại cho ông chủ của các người, tôi sẽ khiến các người ăn không hết sách mang đi. Cô ta vừa rút lời, đội trưởng đội bảo vệ đã vô cùng sợ hãi. Anh ta biết cô Thiến này có năng lực rất lớn, sẽ không nói đùa với anh ta. Nếu gọi một cuộc điện thoại, ông chủ đằng sau Tử Hiên các sẽ rất tức giận, chắc chắn ông ấy sẽ sa thải anh ta. Đội trưởng đội bảo vệ cắn răng, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía Dương Tiểu, không nghe thấy cô Thiến nói gì sao. Nhóc con, còn không mau lái xe ra chỗ khác. Nhanh lên, nếu anh lại chần chừ, chọc tức bổn tiểu thư sẽ đâm thẳng vào xe của anh. Người phụ nữ mặc đồ trắng tức giận nói. Dương Tiêu vô cùng không nói nên lời, anh nhìn người phụ nữ mặc đồ trắng nói, tôi không quan tâm cô là ai, cô nên tuân thủ nguyên tắc đến trước đến sau. Cho dù cô giàu có quyền lực thế nào đi nữa, cô cũng không thể kiêu căng ngang ngược như vậy. Vừa dứt lời, Dương Tiêu lại nhìn về phía đội trưởng đội bảo vệ, chỗ đỗ xe của khách sạn luôn tuân theo nguyên tắc đến trước đến đến. Tôi đỗ xe ở đây trước, cô ta không có tư cách để cho tôi đỗ xe ra chỗ khác, trừ phi tôi cản trở xe của cô ta đi ra. Đối với loại phụ nữ kiêu căng ngang ngược vô lý này, Dương Tiêu sẽ không chịu thua. Anh thật to gan, còn dám dạy tôi. Anh biết tôi là ai không? Nghe đến đây, toàn thân người phụ nữ mặc đồ trắng run lên. Dương Tiêu thản nhiên nói, tôi mặc kệ cô là ai, dù sao tôi sẽ không lái xe ra chỗ khác. Nói xong, Dương Tiêu nhìn đồng hồ, phớt lờ người phụ nữ mặc đồ trắng đi về phía sảnh lớn của khách sạn Đế Vương Tử Hiên Các. Đội trưởng đội bảo vệ sững sờ, anh ta thật sự không ngờ, Dương Tiêu lại cứng rắn như vậy trước mặt cô Thiền. Được, được lắm, không đỗ chỗ khác đúng không? Là anh ép tôi, đừng trách tôi tàn nhẫn. Khí quản của người phụ nữ mặc đồ trắng như muốn nổ tung. Cô ta lái chiếc Porsche 918 của mình, khi cô đạp ga, chiếc Porsche hung hăng đâm thẳng vào đuôi xe Maserati. Maserati bị tông nặng, bị chiếc Porsche tông bay tại chỗ, chiếc xe lăn liên tục trên mặt đất, kính vỡ rất nhiều, cuối cùng xe lật nhào trên mặt đất. Tông chiếc Maserati xong, người phụ nữ mặc đồ trắng đắc ý nói, đầu với tôi. Cũng không xem mình là cái thá gì. Nhìn thấy chiếc Maserati của Dương Tiêu bị hất tung, đội trưởng đội bảo vệ nuốt nước bọt một cách khó khăn, hai mắt đờ đẫn, cả người đều ngây ngốc. Ôi con mẹ nó, Maserati gần 200 vạn nói đâm là đâm, không hổ danh là cô Thiến tiếng tăm lừng lẫy ở huyện Thiên Sơn. Không biết tự lượng sức mình, nhìn chằm chằm vào chiếc Maserati bị ngã, người phụ nữ mặc đồ trắng cực kỳ khinh thường. Thật sự không biết, người phụ nữ này tên là Vạn Thiến. Cô ta là con gái của người đàn ông giàu nhất huyện Thiên Sơn Vạn Tứ Hải. Ở huyện Thiên Sơn, Vạn Thiến đi đến đâu thì giống như ngôi sao vây quanh mặt trăng đến đó, không ai dám không nể mặt cô ta. Cho dù là người đứng đầu huyện Thiên Sơn cũng không dám đắc tội cô ta, sợ cha cô ta là Vạn Tứ Hải gọi điện ngăn cản sự nghiệp của mình. Vừa rồi Vạn Thiến nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ cha cô ta là Vạn Tứ Hải nên vội vàng chạy đến. Vạn Thiến xuống xe, lạnh lùng nói. Đừng để tôi nhìn thấy anh ở Tử Hiên Các, nếu không, tôi sẽ đánh gãy răng chó của anh, lãng phí thời gian của tôi nhiều như vậy, đáng ghét. Cô ta không biết ông lớn trong miệng của cha cô ta chính là Dương Tiêu. Dương Tiêu không bao giờ ngờ rằng Vạn Thiến lại tức giận đến mức lái xe tông chiếc Maserati của mình. Bước vào Tử Hiên Các, Dương Tiêu hỏi một người phục vụ, xin chào, phòng đế vương đi như thế nào? Anh nói là phòng đế vương sao? Anh là khách của ông Vạn. Người phục vụ kinh ngạc nói, trong khách sạn Tử Hiên Các có rất nhiều loại phòng riêng, trong đó nổi tiếng nhất là phòng đế vương và phòng tướng tương. Mức tiêu thụ tối thiểu cho việc ăn uống trong phòng đế vương là 10 vạn, trong một thành phố nhỏ tuyến 18 ở huyện Thiên Sơn mà nói thì đây là mức giá cao ngất trời, đây là mức thu nhập của những người bình thường trong vài năm nay. Dương Tiêu gật đầu nói, đúng vậy, tôi họ Dương, là bạn của Vạn Tứ Hải. Hóa ra là anh Dương, mời anh đi theo tôi. Giọng điệu của người phục vụ đột nhiên rất cung kính.
vừa rồi nhìn thấy Dương Tiêu ăn mặc kém cỏi, người phục vụ còn tưởng Dương Tiêu đang có ý làm phiền. 20 phút trước, Vạn Tứ Hải người giàu nhất ở huyện Thiên Sơn đến nói rằng khi một người đàn ông tên Dương Tiêu đến thì phải phục vụ chu đáo. Điều mà người phục vụ không bao giờ ngờ tới ông lớn mà Vạn Tứ Hải nói vậy mà lại là Dương Tiêu trước mặt anh ta. Người phục vụ không khỏi cảm khái, người giàu thật sự khiêm tốn, nếu không phải mình hỏi rõ ràng thì sợ rằng mình đã đắc tội bạn của Vạn Tứ Hải rồi. Chưa đầy một phút, người phục vụ đã đưa Dương Tiêu tới cửa một phòng có kính, kính cẩn nói, anh Dương, đây là phòng đề vương, ông Vạn ở bên trong. Ừ, cảm ơn, Dương Tiêu lễ phép nói. Ngay sau đó Dương Tiêu gõ cửa. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Vạn Tứ Hải ở phòng đế vương lập tức đứng dậy mở cửa phòng, nhìn thấy Dương Tiêu đang đứng ở cửa, Vạn Tứ Hải nhiệt tình nắm lấy tay của Dương Tiêu nói, ân nhân, mau mau mau, vào trong ngồi đi. Không cần khách sáo như vậy đâu, Dương Tiêu có chút không tự nhiên. Vạn Tứ Hải phấn khích nói, chủ yếu là bởi vì cảm kích lòng biết ơn của ân nhân không thể diễn tả bằng lời, Tứ Hải tôi không giỏi ăn nói, ân nhân bỏ qua cho. Chê cười. Dương Tiêu bị Vạn Tứ Hải kéo ngồi vào ghế chính. Phòng đế vương rộng ít nhất 300 mét vuông, bên trong tích hợp ăn uống, giải trí, trang trí toát ra khí thế mạnh mẽ, như thể nó thực sự là một phòng dùng bữa của hoàng đế trong thời cổ đại. Dương Tiêu phần nào hiểu được tại sao nơi này lại có tên là đế vương, quả thực rất nổi tiếng, khí thế lớn. Vạn Tứ Hải nhanh chóng rót một tách trà nóng cho Dương Tiêu, ân nhân, đây là trà Mao Tiêm Tín Dương cao cấp nhất vừa được đưa vào thị trường năm nay. Ân nhân thử xem L. Ông Vạn, ông đừng khách sáo như vậy. Dương Tiêu thực sự không được tự nhiên. Nghe thấy Dương Tiêu gọi mình là ông Vạn, mặt Vạn Tứ Hải đỏ như máu gà. Nhiều năm trước, khi Dương Tiêu cứu ông ta ở châu Âu, Vạn Tứ Hải đã nói rằng nếu Dương Tiêu không để ý thì cứ gọi ông ta là ông Vạn. Sau đó, Vạn Tứ Hải mất liên lạc với Dương Tiêu. Sau khi trở về nước, Vạn Tứ Hải đã điều tra thân phận của Dương Tiêu. Với thân phận của Vạn Tứ Hải chỉ cần có tiền, ông ta vẫn có thể tìm ra một chút thông tin về thân phận của Dương Tiêu. Biết Dương Tiêu là đội trưởng của đội đặc chiến Đông Phương Thần Ưng, đệ nhất binh vương Thiên Phủ Chỉ Quốc, Vạn Tứ Hải biết mình với cao. Giống như Dương Tiêu là lưỡi dao sắc bén của đất nước, không biết đã quen biết bao nhiêu các cấp nhân vật, người như ông ta chỉ người nhà giàu ở huyện Thiên Sơn, có lẽ trong mắt Dương Tiêu ông ta chẳng là gì cả. Không ngờ, nhiều năm sau, Dương Tiêu lại thực sự gọi ông ta là ông Vạn, điều này khiến Vạn Tứ Hải cảm thấy thân thiết hơn. Phòng đế vương chỉ có anh và Vạn Tứ Hải, Dương Tiêu kinh ngạc nói, ông Vạn, đêm này chỉ có hai người chúng ta. Không, ân nhân, là ba người. Con gái của tôi ngưỡng mộ ân nhân vô bờ bến, chờ lát nữa con gái tôi Vạn Thiền sẽ đến gặp mặt ân nhân. Vạn Tứ Hải vui vẻ cười nói. Ông ta biết nhiều năm trước Dương Tiêu còn độc thân, vừa hay ông ta có một cô con gái xinh đẹp tuyệt trần. Nếu Dương Tiêu chưa kết hôn thì vừa hay có thể mai mối cho, nếu con gái ông ta có thể kết hôn với Dương Tiêu đó sẽ là một chuyện vui vẻ đối với Vạn Tứ Hải. Dương Tiêu gật đầu, cũng được, nếu không chỉ hai người già chúng ta cũng sẽ khá đơn điệu. Lý do vì sao nhiều năm trước Dương Tiêu cứu Vạn Tứ Hải là vì Dương Tiêu không quen nhìn vẻ ngoài kiêu ngạo và độc đoán của các quý tộc châu Âu. Ngoài ra, Vạn Tứ Hải là người ở Thiên Phủ Chi Quốc, Dương Tiêu nào có thể trơ mắt thấy chết không cứu. Mắt liên lạc với ân nhân đã nhiều năm, không biết bây giờ ân nhân có còn ở trong đội đặc chiến không? Vạn Tứ Hải tò mò hỏi. Dương Tiêu cười khổ, mấy năm trước tôi đã xuất ngũ, hiện tại thất nghiệp, chỉ có thể ăn bám vợ duy trì đường sống. Ân nhân, cậu hài hước thật đấy. Vạn Tứ Hải bật cười ha ha. Từ trong câu nói này, Vạn Tứ Hải rất tiếc nuối, ông ta có thể nghe ra được Dương Tiêu đã kết hôn. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng. Ngày nay những người đàn ông có năng lực nuôi một vài người tình bên ngoài là điều bình thường. Nếu Dương Tiêu để mắt đến con gái Vạn Thiến của ông ta, thì đó cũng là một vinh dự cho nhà họ Vạn ông ta. Làm người tình từng là lưỡi dao sắc bén của đát nước không phải muốn làm thì làm. Lạch cạch. Đột nhiên, cửa phòng đế vương bị đẩy ra, một bóng dáng xinh đẹp bước vào. Bóng dáng này vừa bước vào đã bực tức nói, bố, vừa rồi bố không biết, có một thằng khốn đã không nhường chỗ đỗ xe cho con. Điều này đã khiến con bị chậm trễ rất nhiều thời gian. Có vẻ như tên này cũng đang ăn ở Tử Hiên Các, hay là đợi lát nữa chúng ta đánh tên này một trận ra trò đi. Để cho anh ra biết vì sao con lại nổi tiếng như vậy. Nhìn thấy rõ người bước vào, sắc mặt Dương Tiêu cứng đờ. Đây không phải là người phụ nữ mặc đồ trắng kiêu ngạo và độc đoán vừa rồi sao? Anh, sao anh lại ở đây?
Vạn Thiền người phụ nữ mặc đồ trắng lúc này cũng chú ý tới Dương Tiêu. Ngược lại, Dương Tiêu càng ngỡ ngàng, không phải chứ? Cô là con gái của ông Vạn, Vạn Thiền. Này, hai người quen nhau, Vạn Tứ Hải ngạc nhiên hỏi khi nhìn thấy hai người họ như vậy. Ngay lập tức, trên mặt Vạn Tứ Hải nở một nụ cười, ông ta đứng dậy giới thiệu, ân nhân, đây là con gái tôi Vạn Thiến, Thiến Thiến, đây là Dương Tiêu ân nhân của bó, người đã cứu bố ở châu Âu nhiều năm trước, con mau qua đây chào hỏi ân nhân đi. Cái gì? Chào hỏi ân nhân? Nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu, Vạn Thiến như thể bị hứng chịu tiếng sét đánh, cô ta ngơ ngác tại chỗ. Nhìn chằm chằm Dương Tiêu, khuôn mặt xinh đẹp của Vạn Thiến vô cùng cứng nhắc, cô ta không ngờ rằng Dương Tiêu lại là ân nhân của bố mình. Thiến Thiến, con đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau qua chào hỏi ân nhân đi. Nhìn thấy con gái ngây ngốc tại chỗ, Vạn Tứ Hải tức giận khiển trách. Ngay sau đó trên mặt Vạn Tứ Hải tràn đầy nụ cười nói với Dương Tiêu, ân nhân, cậu không biết, từ nhỏ Thiến Thiền đã ngưỡng mộ cậu, coi cậu như thần tượng của mình. Vừa rồi tôi biết ân nhân ở huyện Thiên Sơn, tôi đã báo cho con bé đầu tiên. Ừ, Dương Tiêu thản nhiên cười nói. Anh thực sự không ngờ rằng người phụ nữ mặc đồ trắng cao ngạo và độc đoán lái chiếc Porsche 918 vừa rồi lại là con gái của Vạn Tứ Hải, Vạn Thiền. Bây giờ Dương Tiêu đã hiểu được tại sao vừa rồi Vạn Thiến lại ăn to nói lớn như vậy, cô ta không để mình vào mắt như thể không là gì. Cha cô ta là người giàu nhất huyện Thiên Sơn, là người xử lý chuyện nhanh nhất ở tỉnh Hà Nam ngoại trừ thành phố Trung Nguyên. Có một người cha quyền lực như vậy, e rằng ngay cả những công chức ở huyện Thiên Sơn và các vùng lân cận cũng sẽ nể phục Vạn Thiền khi nhìn thấy cô ta. Vạn Thiến run rẩy nhìn Vạn Tứ Hải với ánh mắt kinh hãi, bó, bó. Bố không nhận nhầm người đâu chứ. Vào lúc này, Vạn Thiền rất xấu hổ. Vạn Tứ Hải nói không sai, Dương Tiêu là thần tượng của Vạn Thiến, là người mà cô ta nằm mơ cũng muốn nhìn thấy. Vạn Thiến biết người cứu bố cô ta 8 năm trước ở châu Âu là Dương Tiêu, cô ta ngưỡng mộ quân nhân, càng tôn thờ lưỡi dao sắc bén của đất nước. Trong 8 năm qua, Vạn Thiến đã mơ ước được gặp vị cứu tỉnh đã cứu cha mình. Điều khiến Vạn Thiến xấu hổ là vừa rồi cô ta không chỉ kiêu ngạo với ân nhân của nhà họ Vạn, mà còn đâm vào xe của anh, điều này giống như mưa đã làm ngập miếu Long Vương. Hả, Thiến Thiền, tối nay con xảy ra chuyện gì? Vạn Tứ Hải nhìn Vạn Thiền. Dựa trên sự hiểu biết của mình về con gái, Vạn Tứ Hải cảm thấy rõ ràng con gái mình rất không bình thường. Sắc mặt Vạn Thiến tái nhợt, cô ta run rẩy nói, bố, con. Con gây họa. Gây họa gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vạn Tứ Hải cau mày. Dựa vào sự ảnh hưởng của mình ở huyện Thiên Sơn, cho dù Vạn Thiến có đâm một lỗ thủng ở huyện Thiên Sơn, ông ta cũng không bị sốc. Vạn Thiến nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu, áy náy nói, con đâm ngã xe của anh ấy. Vừa nói xong lời này, bên tai Vạn Tứ Hải như có một quả bom nổ, đồng tử của Vạn Tứ Hải co rút lại, không khỏi hít vào một hơi lạnh. Cái gì, con đâm vào xe của ân nhân? Vạn Tứ Hải sững sờ, khó khăn lắm ông ta mới gặp lại được Dương Tiêu. Nào ngờ con gái mình đã đâm vào xe của người ta, điều này khiến mặt Vạn Tứ Hải ngay lập tức xanh mét. Vẻ mặt Dương Tiêu thay đổi, cô đâm vào xe của tôi. Tôi không cố ý, Vạn Thiền sợ tới mức suýt khóc, hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu ngạo và độc đoán. Dương Tiêu nhận ra rằng Vạn Thiến không phải đang nói đùa, anh lao ra khỏi phòng đế vương đi ra bên ngoài Tử Hiên Các. Chiếc Maserati này là món quà đầu tiên anh tặng Đường Mộc Tuyết, nếu chiếc xe bị va quẹt. Hỏng hóc thì quả là một điều đáng tiếc. Thiên Thiên, con định làm bố đang sống sờ sờ tức chết à? Còn không mau đi nhìn xem. Vạn Tứ Hải tức giận run lên. Vạn Thiền nào dám do dự, đi theo Vạn Tứ Hải như đứa bé làm bậy, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Nghĩ đến việc đâm vào xe thần tượng của mình, Vạn Thiến chỉ muốn tìm một nơi để chui vào, thật xấu hổ, điều này thực sự đáng xấu hổ. Vừa mới ra khỏi Tử Hiên Các, đội trưởng đội bảo vệ nhìn thấy Dương Tiêu đã chế nhạo nói, cậu nhóc, vừa nãy đã nói rồi bảo cậu lái xe ra chỗ khác cậu không lái, bây giờ thì hay rồi nhỉ. Cô Thiền không phải người bình thường, bây giờ xe của cậu bị đâm bay rồi, thấy khủng khiếp không? Khi Dương Tiêu đi ra ngoài, anh thấy Maserati bị lật nhào, phần đuôi thủng nhiều lỗ, lớp sơn trên thân bị xước, kính chắn gió bị nứt. Nhìn thấy cảnh tượng này, tim của Dương Tiêu đang chảy. Máu dữ dội. Nếu để Đường Mộc Tuyết biết, không biết Đường Mộc Tuyết sẽ đau lòng như thế nào. Suy cho cùng, mọi thứ dù tốt đẹp đến đâu thì lần đầu tiên đối với chúng ta vẫn luôn là điều chân quý nhất. Cậu nhóc, ngốc à, chật chật,
đội trưởng đội bảo vệ trêu tức. Anh ta biết Vạn Thiến là con gái của người giàu nhất huyện Thiên Sơn, với sức mạnh của nhà họ Vạn, chiếc Maserati của Dương Tiêu bị đâm thì cũng chỉ có thể bị đâm trắng trợn như vậy. Hơn nữa, mọi chi phí bảo trì đều phải do Dương Tiêu chịu. Bởi vì Vạn Thiến là con gái của người giàu nhất quận Thiên Sơn. Nếu anh dám bắt Vạn Thiến bồi thường thì thực sự là chê sống lâu, một khi nhà họ Vạn kiểm tra đồng hồ nước thì thật sự là lành ít dữ nhiều. Dương Tiêu bước tới kiểm tra kỹ càng, anh thở phào nhẹ nhõm, bề ngoài xe bị hư hỏng nặng, các bộ phận quan trọng về cơ bản còn nguyên vẹn, có thể sửa chữa được. Ngay sau đó, Vạn Tứ Hải lo lắng dẫn Vạn Thiến ra khỏi Tử Hiên Các. Nhìn thấy Vạn Tứ Hải, đội trưởng đội bảo vệ bước tới với vẻ mặt nghiêm nghị, ông chủ Vạn, vừa rồi tên nhóc chướng mắt này đã đắc tội cô Thiến. Ông có muốn tôi tìm người hung hăng đánh tên nhóc này một trận cho hả giận không? Hung hăng đánh một trận, vẻ mặt của Vạn Tứ Hải lập tức trở nên u ám. Cảm thấy trên người Vạn Tứ Hải toát ra cơn ớn lạnh, đội trưởng đội bảo vệ trực tiếp vỗ ngực, nghiêm nghị nói, vâng, ông chủ Vạn, chỉ cần ông ra lệnh, tôi đảm bảo đánh đến mức cả bố mẹ cậu ta cũng không nhận ra, dám đắc tội cô Thiền, thật sự chán sống mài. Trong mắt của đội trưởng đội bảo vệ, chắc chắn Vạn Tứ Hải lao ra ngoài là vì tức giận cho của con gái mình. Nếu như lúc này lấy lòng Vạn Tứ Hải thì một khi được Vạn Tứ Hải tán thưởng, nhất định mình sẽ lên như diều gặp gió. Đánh đến mức bố mẹ cũng không nhận ra, được lắm. Một đội trưởng đội bảo vệ nhỏ nhoi mà lại dám vô lễ với ân nhân của tôi thấy cậu mới là người chán sống. Nhìn chằm chằm vào dáng vẻ chửi thề của đội trưởng đội bảo vệ, Vạn Tứ Hải nổi giận, ông ta đột nhiên giơ tay tát vào mặt đội trưởng đội bảo một cái. Đội trưởng đội bảo vệ làm sao có thể ngờ rằng Vạn Tứ Hải sẽ đánh mình, anh ta mắt cảnh giác bị Vạn Tứ Hải tát ngã ngồi bệt xuống đất. Cảm giác được trên mặt đau nóng, đội trưởng đội bảo vệ sững sờ tại chỗ. Ân nhân, đôi mắt đội trưởng đội bảo dần trở nên đờ đẫn. Vạn Tứ Hải xấu hổ đến mức hét vào mặt vệ sĩ, xách tên khốn nạn này xuống cho tôi, theo nhu cầu của cậu ta, đánh cậu ta đến mức bố mẹ cũng không nhận ra. Vâng, máy vệ sĩ xuống lại cùng xử lý. Đội trưởng đội bảo vệ nghe vậy thì hết hồn, ông chủ Vạn, là tôi có mắt nhưng không biết Thái Sơn, tôi sai rồi. Tôi thực sự không biết anh chàng này là ân nhân của ông. Tôi sai rồi, tôi thực sự biết sai rồi, xin ông hãy cho tôi thêm một cơ hội. Đáng tiếc Vạn Tứ Hải đang tức giận, lúc này anh ta còn ra gây chuyện, thực sự là cố tình làm xấu mặt. Vạn Tứ Hải bước lên nhìn thấy Maserati bị đâm không ra hình dạng gì, ông ta thực sự muốn đá Vạn Thiến một cái. Ông ta rất tôn trọng Dương Tiêu, vậy mà Vạn Thiến lại đâm vào xe của Dương Tiêu. Điều này như thể đã đâm thủng một lỗ hổng lớn trên trời. Ông ta quay đầu căm hận chỉ vào Vạn Thiến tức giận nói, con nhóc chết tiệt, con. Con muốn làm bố đang sống sờ sờ tức chết hả? Bố, Vạn Thiến sợ đến mức nước mắt suýt trào ra. Vạn Tứ Hải tức giận cả người run lên, con còn mặt mũi gọi bố là bố. Xem con đã làm gì, con không mau xin lỗi ân nhân. Vạn Thiến giống như một con chim sợ hãi, cô ta thậm chí không dám do dự. Cô ta lập tức nhìn Dương Tiêu cúi đầu, xin lỗi ân nhân, tôi thật sự không biết đó là xe của anh, tôi sai rồi, vô cùng xin lỗi. Dương Tiêu là thần tượng của cô ta, vừa rồi cô ta không chỉ kiêu ngạo ngang ngược trước mặt thần tượng, cuối cùng còn đâm vào xe của thần tượng, lúc này Vạn Thiền thật sự rất hối hận. Ân nhân, con gái tôi ngu dốt, cậu muốn đánh hay mắng đều được, không cần khách khí, bình thường tôi chiều chuộng nó sinh hư. Vạn Tứ Hải chỉ hận không thể rèn sắt thành thép. Dương Tiêu lắc đầu xua tay, thôi. Dù sao thì Vạn Tứ Hải cũng là người quen cũ của anh, bà ngoại của Đường Mộc Tuyết và họ hàng đều ở huyện Thiên Sơn, theo đức hạnh của nhà họ Triệu, không biết con thiêu thân sẽ gây ra chuyện gì, chỉ sợ sau này mình sẽ phiền Vạn Tứ Hải nhiều. Hơn nữa, Vạn Tứ Hải là một người tốt, anh cũng không tiện để Vạn Tứ Hải nổi giận trước mặt Vạn Thiền. Nhìn thấy chưa, ân nhân không thèm so đo với con, còn không mau cảm ơn ân nhân. Mặt mũi Vạn Tứ Hải đầy sương mù. Vạn Thiền xấu hổ nói, cảm ơn ân nhân. Không đánh không quen, không sao. Dương Tiêu cũng không muốn so đo quá nhiều với một cô gái. Vạn Tứ Hải liếc nhìn chiếc Maserati này, áy náy nói, ân nhân, thực sự xin lỗi, con gái tôi không hiểu chuyện đâm hỏng xe của cậu. Là thế này, trong cửa hàng 4S của bạn tôi có một chiếc Maserati mới toanh. Nếu ân nhân không chê tôi sẽ tặng cho ân nhân chiếc xe đó, cậu thấy sao? Không cần. Mặc dù bị va chạm nhưng cũng không phải là vấn đề lớn. Chiếc xe này là món quà đầu tiên tôi tặng cho vợ mình, vẫn nên sửa chữa thôi.
Nghe thấy những lời của Dương Tiêu, trong lòng Vạn Thiến càng không biết có mùi vị gì, cô ta thực sự không biết đây là món quà đầu tiên của Dương Tiêu đưa cho vợ mình. Đồng thời, trong lòng Vạn Thiến thấy mất mát, Dương Tiêu kết hôn sớm như vậy sao? Vạn Tứ Hải nghe xong thì biết chiếc xe này có ý nghĩa như thế nào với Dương Tiêu, Vạn Tứ Hải nghiêm nghị nói, ân nhân yên tâm, tôi hứa sẽ cho người sửa chiếc Maserati này. Trước khi sửa xong, Thiến Thiến còn cần phải làm tài xế cho ân nhân, gọi lúc nào thì đến lúc đó, nghe thấy chưa? Vâng, bố, Vạn Thiền gật đầu. Dương Tiêu từ chối, đừng như vậy. Không được, ân nhân, chuyện này cần phải làm theo lời tôi, tạm thời dạy cho con gái tôi một bài học. Vạn Tứ Hải nghiêm nghị nói. Dương Tiêu vẫn từ chối, nhưng Vạn Tứ Hải đã hạ quyết tâm, Dương Tiêu dở khóc dở cười đành miễn cưỡng nhận. Trở lại phòng đế vương trong Tử Hiên Các, đơn giản gọi mấy món. Trước khi rời đi, Vạn Tứ Hải cầm một phần quà lớn đưa cho Dương Tiêu, ân nhân, đây là hai cây nhân sâm rừng trăm năm tuổi, sau khi nấu thành canh cho người bệnh uống sẽ bổ, mong ân nhân nhận cho. Cảm ơn, lần này Dương Tiêu không từ chối. Nhân sâm rừng trăm năm hiếm thấy, cây nào cũng là báu vật quý hiếm, có tác dụng chữa bệnh ngoài sức tưởng tượng. 3 triệu bệnh nặng, Dương Tiêu không thể không cho gì, hai cây sâm rừng trăm tuổi này vừa hay phù hợp. Sau khi rời khỏi Tử Hiên Các, Vạn Thiên nhát quyết muốn đưa Dương Tiêu đi, Dương Tiêu có thể nhận ra Vạn Thiên muốn bù đắp lỗi lầm của mình, anh chỉ có thể đồng ý. Đưa Dương Tiêu đến bệnh viện nhân dân số 1 của huyện Thiên Sơn, gương mặt của Vạn Thiến đỏ bừng, ngượng ngùng nhìn Dương Tiêu, ân nhân, thực xin lỗi, hôm nay tôi quá thô lỗ. Không sao, cô về đi, tôi cũng không muốn quá phách lồi. Dương Tiêu cười nhẹ nói. Nếu không để Vạn Thiền rời đi, có lẽ Vạn Thiến sẽ thực sự trở thành tài xế của mình 2 ngày này. Vạn Thiền biết thân phận của Dương Tiêu, cô ta chỉ có thể bắt đắc dĩ nói, vậy thì. Ân nhân, tôi về trước, có chuyện gì thì liên hệ với tôi. Đi đi. Dương Tiêu xuống xe mang theo hộp quà. Chiếc Porsche 918 trị giá 1.500 vạn xuất hiện tại Bệnh viện Nhân dân số 1 của huyện Thiên Sơn, ngay lập tức đã gây xôn xao dư luận. Ôi đệch, Porsche 918, chiếc này ít nhất cũng hơn 1.000 vạn nhỉ, thần thánh ở phương nào đến Bệnh viện Nhân dân số 1 vậy? Người anh em, từ vùng khác đến phải không? Đây là xe chuyên dụng của Vạn Thiến, con gái của người giàu nhất huyện Thiên Sơn. Cái gì? Cô Thiền đến bệnh viện, không phải chứ? Những người nhìn thấy chiếc Porsche 918 đã bắt đầu bàn tán về nó, dù sao thì tên tuổi của Vạn Thiến đã rất nổi tiếng ở huyện Thiên Sơn. Trước tiên Dương Tiêu đi mua cháo dinh dưỡng ở gần đó, sau đó quay trở lại phòng chăm sóc đặc biệt, nhóm người nhà họ Triệu nhìn Triệu Văn Chiết với ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Văn Chiết thực sự có triển vọng, cùng cô Thiến có quan hệ tốt như vậy. Đúng vậy, có lẽ cô Thiến đã thích Văn Chiết. Sau này chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió. Triệu Văn Chiết đắc ý nói, đó là đương nhiên, cô Thiền có chút ngại ngùng, nếu không thì vừa nãy tôi đã mang cô Thiến qua cho mọi người xem. Vừa rồi Vạn Thiến chở Dương Tiêu đến cửa bệnh viện, nhưng lại khiến cho nhóm người nhà họ Triệu bị sốc. Người đầu tiên mà ai nghĩ đến cũng là Triệu Văn Chiết, dù sao thì Triệu Văn Chiết quen biết Vạn Tứ Hải người giàu nhất huyện Thiên Sơn. Hơn nữa Triệu Văn Chiết cũng được Vạn Tứ Hải đánh giá cao. Kiều thiên kim cành vàng lá ngọc như Vạn Thiến sẽ không tự dưng đến bệnh viện. Chắc chắn là vì một lý do nào đó hay là vì một người. Vì vậy, nhóm người nhà họ Triệu đã đoán có lẽ Vạn Thiến đến tìm Triệu Văn Chiết, người có triển vọng nhất trong nhà họ Triệu bọn họ. Được mọi người thổi phồng, Triệu Văn Chiết không biết xấu hổ thừa nhận rằng Vạn Thiến đến tìm anh ta. Theo cái nhìn của Triệu Văn Chiết, Vạn Tứ Hải ra mặt chuyển bà Triệu đến phòng chăm sóc đặc biệt, chắc chắn là nhìn chúng anh ta. Vì vậy, việc Vạn Thiến xuất hiện ở cổng bệnh viện càng khẳng định suy đoán này. Nghe được lời nói của Triệu Văn Chiết, Dương Tiêu hơi cứng họng, Triệu Văn Chiết này thật sự không hề biết xấu hổ một chút nào. Vừa rồi rõ ràng là Vạn Thiến tự đưa mình đến bệnh viện, sao bây giờ lại biến thành cô ta đến gặp Triệu Văn Chiết? Mộc Tuyết, đến ăn cơm đi. Dương Tiêu đi tới bên người đường Mộc Tuyết. Triệu Văn Chiết đang hừng hực gió xuân liếc nhìn Dương Tiêu, nhìn thấy Dương Tiêu cầm trong tay một hộp quà lớn. Không khỏi giễu cợt nói, yo, còn mang theo đồ vật. Lẽ nào là thuốc bổ cho bác gái cả? Đây là cái gì? Đường Mộc Tuyết tò mò hỏi. Dương Tiêu cười nói, đây đúng là thuốc bổ cho bà ngoại, 2 cây nhân sâm rừng. Vừa nói, Dương Tiêu vừa đi tới chỗ Triệu Thiết Căn, ông ngoại, 2 cây nhân sâm rừng này là thuốc bổ rất tốt. Khi nào bà ngoại tỉnh thì có thể đun sôi uống bồi bổ cơ thể. Ồ, nhân sâm rừng,
Triệu Văn Chiết chế nhạo. Triệu Thiết Căn trực tiếp mở hộp quà ra, nhìn thấy hai cây nhân sâm rừng nhỏ bé nằm trong hộp quà. Nhìn thấy hai cây nhân sâm rừng này, Triệu Thiết Căn tức giận trực tiếp ném hai cây nhân sâm rừng này vào thùng rác, đen mặt nói, cậu thật có lòng. Ha, ông ngoại, ông đây là... Dương Tiêu kinh ngạc nói. Triệu Thiết Căn tức giận nói, Dương Tiêu, cậu cố ý làm nhục thân già này của tôi đúng không? Đây là cái gì? Nhân sâm rừng, cùng là hậu bối, sao lại có khoảng cách lớn như vậy? Lúc này, Dương Tiêu mới để ý thấy trên băng ghế bên cạnh còn có hai cây nhân sâm rừng, chúng rất lớn, mỗi cây đều lớn gấp mấy lần cây của Dương Tiêu. Chậc chậc chậc, lại còn là nhân sâm rừng, cậu lừa ai? Như đã biết, anh mang theo hai cây nhân sâm rừng, mà Triệu Văn Chiết mới hai cây nhân sâm mua ở chợ, so với cây nhân sâm rừng trăm năm của Dương Tiêu độ tươi của hai cây nhân sâm núi mà Triệu Văn Chiết mua là hoàn toàn tươi hơn cây nhân sâm rừng trăm năm tuổi. Đúng vậy, biết nhân sâm rừng quý như thế nào không? Một phế vật như cậu, lừa ai hả? Bác cả nói đúng, đều là vãn bồi sao lại có khoảng cách lại lớn như vậy? Tôi nghĩ đây hoàn toàn không phải là nhân sâm rừng, mà là củ cải. Tôi cũng nghĩ như vậy. Cầm một củ cải khô ghê tởm đến lừa ai hả? Chỉ trong chốc lát đám người họ Triệu nhìn Dương Tiêu bằng ánh mắt vô cùng khinh thường. Triệu Cầm đột nhiên đứng lên, bà ta trừng mắt nhìn Dương Tiêu, phế vật cậu muốn làm gì? Còn chưa đủ xấu hổ hả? Như đã biết, giá của mỗi cây nhân sâm rừng vô cùng đắt đỏ, có thể lên tới hàng chục vạn, thậm chí hàng trăm vạn trong vài năm trở lại đây. Trong mắt nhà họ Triệu, Dương Tiêu chỉ là một cái phôi không ra hồn. Bọn họ không tin Dương Tiêu có thể mua được nhân sâm rừng quý giá. Mẹ, Đường Mộc Tuyết lập tức đứng lên. Nhà họ Triệu không quan tâm bọn họ nhắm vào Dương Tiêu, mẹ cô cũng nhắm vào Dương Tiêu để mặt mũi vào đâu. Đám người nhà họ Triệu nhìn Dương như đang xem một trò đùa, bọn họ cho rằng Dương Tiêu đã mua hai củ cải khô tới thật giả lẫn lộn. Dù sao thì một số thương nhân trục lợi sử dụng củ cải trông giống như nhân sâm rừng để kiếm lời. Bên cạnh đó, hầu hết đám người nhà họ Triệu có mặt tại hiện trường chưa từng nhìn thấy nhân sâm rừng thông thường, huống chí là phân biệt nhân sâm rừng thật giả. Dương Tiêu lắc đầu nói với Triệu Thiết Căn mặt không chút thay đổi, ông ngoại, đây thật sự là nhân sâm rừng. Thật sao, đừng có nói, đây còn là nhân rừng trăm năm tuổi tốt nhất. Triệu Văn Chiết chế nhạo. Nghe vậy, Dương Tiêu có chút kinh ngạc nhìn về phía Triệu Văn Chiết, sao chú biết đây là nhân sâm rừng trăm năm tuổi. Ha hét nghe thấy lời nói của Dương Tiêu. Triệu Văn Chiết bật cười tại chỗ, chỉ vào cây nhân sâm rừng trăm năm tuổi bị Triệu Thiết Căn ném vào thùng rác rồi cười điên cuồng, cái gì? Đây là cây nhân sâm rừng trăm năm tuổi, cậu đang đùa à, cậu biết nhân sâm rừng trăm năm tuổi quý hiếm như thế nào không? Cậu biết nhân sâm rừng trăm năm tuổi giá bao nhiêu không? Nhân sâm rừng trăm năm tuổi, thằng phế vật này cái gì cũng dám bốc phét đi. Đám người nhà họ Triệu càng nhìn Dương Tiêu càng chán ghét hơn. Tuy không biết giá cụ thể của nhân sâm rừng trăm năm tuổi, nhưng ít nhất bọn họ biết nhân sâm rừng là vô giá. Nhân sâm rừng trăm năm tuổi chính gốc, e rằng mỗi cây ít nhất cũng phải giá trên trời trên trăm vạn. Ở một thành phố nhỏ tuyến 18 ở huyện Thiên Sơn, đối với người nhà họ Triệu mà nói thì trên trăm vạn là một con số thiên văn. Dương Tiêu, mặt già này của tôi bị cậu làm mất mặt hết rồi, ánh mắt Triệu Cầm hung tợn, chỉ muốn tát chết Dương Tiêu. Bà ta sống ở thành phố Trung Nguyên. Ít nhiều gì cũng biết giá của nhân sâm rừng. Dương Tiêu nói đó là nhân sâm rừng trăm năm tuổi, rõ ràng đây không phải là làm cho nhà bọn họ xấu hổ sao. Gương mặt ngọc xinh đẹp hoàn mỹ của Đường Mộc Tuyết tràn ngập thần sắc chấn động, nhân sâm rừng trăm năm tuổi, mỗi một loại thực vật tốt như vậy đều tồn tại vô giá. Nếu cô không biết thân phận lưỡi dao sắc bén của Dương Tiêu, thì e rằng cô cũng không thể tin được. Tuy nhiên, kể từ khi biết thân phận thật của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết đã tin tưởng Dương Tiêu 100%. Triệu Thiết Căn lạnh lùng nói, cậu lấy hai củ cải khô đánh vào mặt ông già này. Lúc này, Triệu Thiết Căn chán ghét Dương Tiêu đến cực điểm, trong lòng ông ta Dương Tiêu lấy lòng mọi người, lừa bọn họ không biết nhận dạng dược liệu. Dương Tiêu, cậu biết không, mặc dù hai cây nhân sâm núi của tôi không phải là nhân sâm rừng, nhưng chúng cũng là dược liệu hàng đầu trên thị trường ở huyện Thiên Sơn. Giá của một cây nhân sâm núi này là 1 vạn. Hai cây là 2 vạn. Hai cây củ cải này của cậu nhiều nhát cũng chỉ 200 tệ, phải không? Triệu Văn Chiết bỏ đá xuống giếng. Đối mặt với tình cảnh trước mắt, Dương Tiêu thật sự không nói nên lời. Hai cây sâm rừng trăm tuổi của anh là do Vạn Tứ Hải tặng cho anh, chẳng lẽ Vạn Tứ Hải đã ra tay mà còn giả được?
Tôn Phú Quý khinh thường nói, sao? Không nói được chứ gì? Đây là không đánh đã tự khêu. Đúng vậy, có thể so sánh giữa củ cải 200 tệ và nhân sâm núi 2 vạn à. Văn Chiết xứng đáng là người có triển vọng nhất trong nhà họ Triệu của chúng ta, làm việc thật thà chân chất, không giống như người nào đó chỉ biết giở trò lừa bịp. Chẳng thế còn gì, nếu tôi là cậu ta, tôi đã không còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa rồi. Đám người nhà họ Triệu đều khinh thường, tôi một câu anh một cậu, đều không tin Dương Tiêu đưa nhân sâm rừng trăm năm tuổi. Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm xấu hổ, vô cùng xấu hổ, bọn họ càng ghét Dương Tiêu hơn. Hai người bọn họ biết, đám người nhà họ Triệu chế nhạo Dương Tiêu, cũng đã gián tiếp chế nhạo gia đình họ. Đúng lúc này, Triệu Liên vừa ra ngoài mua đồ ăn quay lại, bà ta nhìn Dương Tiêu tràn đầy nghi ngờ, vừa rồi tôi thấy cậu đi lại trong căng tin. Maserati của cậu đâu? Xảy ra chút trục trặc, đang sửa chữa. Dương Tiêu nói thật. Triệu Văn Chiết chế nhạo nói, sửa chữa. Thật hay giả? Không phải chiếc xe này đi thuê đâu chứ? Chắc chắn là đi thuê. Trước kia mỗi lần về quê bọn toàn đi tàu hỏa về. Lần này bất ngờ lái chiếc Maserati trị giá hàng trăm vạn, ai tin? Dù sao tôi cũng không tin, nhà bọn họ rất ham hư vinh, chắc chắn là đi thuê, bây giờ đã đến giờ trải. Bị đám người thân cười nhạo, Triệu Cầm tức giận mũi sắp bốc khói. Bà ta nhìn Triệu Liên, em gái, lần trước các người đến Trung Nguyên đã đi Maserati, em có thể làm chứng chiếc xe kia là của nhà chúng tôi. Chị cả, ai làm chứng cho các người? Có lẽ chiếc xe lần trước ở Trung Nguyên cũng là đi thuê, bây giờ các người về quê nên cũng đã thuê một chiếc y hệt. Vẻ mặt Triệu Liên chán ghét nói. Lần trước khi bọn họ đến thành phố Trung Nguyên, con trai quý giá của họ đã bị giam cầm và bị đánh đập dã man, điều này khiến Tôn Phú Quý và Triệu Liên tức điên lên. Ngoài ra, khó khăn lắm gia đình bọn họ mới tích góp được gần 10 vạn cũng đã bay mát, Triệu Liên càng ghét gia đình Triệu Cầm đến cực điểm. Lúc này gia đình Triệu Cầm xấu hổ, trong lòng bà ta mừng rỡ không thôi, làm sao có thể nói giúp Triệu Cầm. Nhìn thấy em gái khinh bỉ mình bằng mọi cách, Triệu Cầm tức giận trừng mắt nhìn Dương Tiêu, nhìn xem cái đổ phế vật cậu đã làm ra chuyện hay gì. Cút ngay, cho tôi không muốn nhìn thấy cậu, đổ phế vật cậu chỉ biết làm mất mặt bà già này, cút ngay cho tôi. Mẹ, Thanh giả tự Thanh, sao mẹ có thể đối xử với Dương Tiêu như thế này? Đường Mộc Tuyết tức giận sôi máu. Triệu Cầm chỉ cảm thấy mặt già này của mình bị Dương Tiêu làm mất mặt, bà ta chỉ vào Dương Tiêu mắng, Mộc Tuyết, con không cần bênh thằng phế vật này. Dương Tiêu, nếu cậu còn không cút, tin hay không bà đây cởi giày đánh chết cậu. Đường Mộc Tuyết tức giận thở hổn hển, nhưng cô bất lực, dù sao Triệu Cầm cũng là mẹ của cô. Đường Mộc Tuyết hiểu quá rõ Triệu Cầm, cô không muốn nhìn thấy Dương Tiêu bị đánh. Sau cùng Đường Mộc Tuyết kéo Dương Tiêu rời khỏi hiện trường, xin lỗi, mẹ em là người như vậy. Anh đừng để ý, cũng không còn sớm nữa, hay anh đến chỗ gần đây tìm khách sạn đi. Mộc Tuyết, còn em thì sao? Dương Tiêu không tức giận quan tâm nói. Đường Mộc Tuyết thở dài, em ở đây chờ thần y Liễu đến. Được rồi, Dương Tiêu chỉ có thể gật đầu. 9 giờ tối, Liễu Giang Hà đến Bệnh viện Nhân dân số 1 huyện Thiên Sơn. Triệu Văn Chiết lập tức tiền lên nghênh đón, thần y Liễu, cuối cùng ông cũng đến, gia đình chúng tôi chờ ông đã lâu. Thần y Liễu, đám người họ Triệu cung kính kêu lên. Liễu Giang Hà đi xe suốt quãng đường, mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần, ông ấy lịch sự gật đầu. Vừa mới tới phòng chăm sóc đặc biệt, đôi mắt già nua của Liễu Giang Hà đột nhiên bị thùng rác ở cửa khóa chặt. Người ông ấy run lên, đồng tử co rút lại, ông ấy thốt lên như tìm được bảo vật quý hiếm, đây. Đây là cây nhân sâm rừng trăm năm tuổi. Nhân sâm rừng trăm năm tuổi. Nghe vậy, đám người nhà họ Triệu đều bật cười. Triệu Văn Chiết hài hước nói, thần y Liễu, ông biết đùa thật đấy. Đây rõ ràng là hai củ cải khô, chỉ là chúng trông giống với nhân sâm rừng. Ở chỗ này của chúng tôi, giá trên thị trường của loại này chỉ là 200 tệ, lửa máy tên tép diêu thì còn được, muốn lửa một luyện dược sư như. Ông thì chắc chắn là không được. Đúng đúng đúng, thần y Liễu, đây là hai củ cải khô, ông không cần quan tâm. Đây là thứ mà Dương Tiêu mang tới, làm sao có thể là nhân sâm rừng trăm năm. Trong mắt bọn họ, Liễu Giang Hà bị vẻ ngoài của củ cải lừa gạt. Liễu Giang Hà bước tới. Nhặt hai cây nhân sâm rừng trong thùng rác ra, nhìn kỹ rồi khít mũi, vẻ kinh ngạc trên mặt không hề che giấu, phung phí của trời, phung phí của trời. Rốt cuộc ai đã đem loại nhân sâm rừng trăm năm tuổi cực phẩm này ném vào thùng rác hả? Giờ phút này,
Hiển nhiên Liễu Giang Hà rất tức giận, ông ấy rất muốn đem người đã vứt hai cây nhân sâm rừng trăm tuổi vào thùng rác này đánh một trận cho tơi bời. Đám người nhà họ Triệu đều không nhận ra đây là cây nhân sâm rừng trăm năm tuổi, nhưng Liễu Giang Hà đã hành nghề y nhiều năm, nhìn thoáng qua đã nhận ra đó là cây nhân sâm rừng trăm năm tuổi, sẽ không phải là giả. Cái gì? Nhân sâm rừng trăm năm tuổi cực phẩm. Nhìn thấy dáng vẻ uy nghiêm của Liễu Giang Hà, đám người nhà họ Triệu có mặt ở đây đều sững sờ tại chỗ. Phải biết rằng, Liễu Giang Hà là sự tồn tại tôn trọng y đức trong lĩnh vực y học. Không lẽ ông ấy đã nói mà còn có thể là giả? Trên trán Triệu Văn Chiết chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, nếu đây thật sự là một cây nhân sâm rừng trăm năm tuổi thì chẳng phải anh ta rất mát mặt sao? Nghĩ đến mình lấy hai cây nhân sâm rừng hai vạn ra khoe khoang trước mặt Dương Tiêu, Triệu Văn Chiết chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Tuy nhiên, điều khiến Triệu Văn Chiết không thể tin được là làm sao phế vật Dương Tiêu này lại có thể mua được loại nhân sâm rừng trăm năm tuổi này. Thiền y Liễu, ông không nhầm chứ? Triệu Văn Chiết kinh ngạc hỏi. Có đánh chết anh ta cũng không tin Dương Tiêu có thể có được nhân sâm rừng trăm năm tuổi, chắc chắn đây là giả. Đúng vậy, thần y Liễu, ông có nhầm lẫn gì không? Tôn Phú Quý cũng chất vấn. Thần y Liễu, đây là đồ mà phế vật mang đến, sao có thể là thật được? Tất cả người nhà họ Triệu đều lộ ra vẻ kinh ngạc, trong mắt họ Dương Tiêu thật sự rất vô dụng. Đường Mộc Tuyết cung kính nói, thần y Liễu, đây thực sự là nhân sâm rừng trăm năm tuổi đúng không? Thần y Liễu, đây thật sự là cây nhân sâm rừng trăm năm tuổi sao? Triệu Cầm cũng kích động. Nếu đây thực sự là cây nhân sâm rừng trăm năm tuổi, thì bọn họ sẽ càng nở mày nở mặt, những người vừa chế nhạo bọn họ đều sẽ phải mở mang tầm mắt. Liễu Giang Hà chính trọng nói, tôi hành nghề y nhiều năm như vậy, không có khả năng nhận nhầm, hơn nữa, trong tế thế đường mà tôi mở cũng có nhân sâm rừng trăm năm tuổi. Chỉ là cây nhân sâm rừng trăm năm tuổi mà tôi cất giữ nhiều năm không tốt như cây này. Hồi đó tôi phải mất 150 vạn mới có được nó. Xôn xao, 150 vạn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghe thấy con số này, đám người nhà họ Triệu có mặt tại hiện trường không khỏi hít một hơi lạnh. Như đã biết, hầu hết người nhà họ Triệu đều là những người bình thường, thậm chí bọn họ không dám nghĩ đến mức giá cao ngất trời 150 vạn. Nếu nhân sâm rừng trăm năm tuổi này là thật, thậm chí còn tốt hơn cả nhân sâm rừng trăm năm tuổi mà Liễu Giang Hà cắt giữ, thì chẳng phải cái này có giá 200-300 vạn sao? Không phải chứ, đám người nhà họ Triệu đều ngắn ra. Bọn họ thật sự không thể tin được một thằng phế vật như Dương Tiêu lại thực sự lấy ra hai cây sâm rừng trăm tuổi năm vô giá để bồi bổ thân thể cho bà Triệu. Tuy nhiên, Liễu Giang Hà nổi tiếng tận bên ngoài, là một bác sĩ thiên tài nổi tiếng lừng lẫy khắp tỉnh Hà Nam, là một chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực y tế của Thiên Phủ Chi Quốc, không ai dám nghi ngờ, chất vấn những gì Liễu Giang Hà nói. Do đó, sự thật chỉ có một, đó là hai cây nhân sâm rừng trăm năm tuổi này đều là thật. Dương Tiêu không nói dối bọn họ, đây quả thực là cây nhân sâm rừng trăm năm tuổi. Trong phút chốc, trong lòng đám người nhà họ Triệu đều dấy lên sóng gió, bọn họ không thể tin được tất cả những gì trước mắt này. Đặc biệt là ông Triệu Triệu Thiết Căn, nghĩ đến thái độ khinh thường của mình đối với Dương Tiêu trước đó ông ta đỏ mặt, quá xấu hổ. Người ta lấy cây nhân sâm rừng trăm năm tuổi trị giá hàng trăm vạn, muốn bồi bổ cho cơ thể của vợ mình. Mình không những khinh thường mà còn ném hai cây nhân sâm rừng trăm năm tuổi này vào thùng rác. Chuyện này thực sự quá đáng. Nếu không có sự xuất hiện của thần y Liễu Giang Hà, e rằng ông ta còn chưa hay biết gì, hôm nay sẽ bỏ lỡ hai cây nhân sâm rừng trăm năm tuổi. Đường Mộc Tuyết nghiêm nghị nói, Dương Tiêu chưa từng nói dối, vừa nãy mọi người hiểu lầm anh ấy. Nghe thấy lời nói của Đường Mộc Tuyết, sắc mặt đám người nhà họ Triệu vô cùng khó coi. Một thằng ăn bám vợ lại tặng cây nhân sâm rừng trăm năm tuổi trị giá hàng trăm vạn khiến cả nhà họ Triệu đều hoang mang. Đây là của Dương Tài Ba đưa, Liễu Giang Hà kinh ngạc hỏi. Trong lòng Liễu Giang Hà, Dương Tiêu mới thực sự là bác sĩ Tài Ba, ở trước mặt Dương Tiêu ông ấy chẳng là gì cả. Đường Mộc Tuyết gật đầu, thần y Liễu, đây là do Dương Tiêu đưa, nhưng bị bọn họ coi như củ cải. Vớ vẩn, Dương Tài Ba đích thân đưa sao có thể là giả? Liễu Giang Hà tức giận hét lên. Những người khác không biết thực lực của Dương Tiêu, nhưng Liễu Giang Hà thì biết tất cả. Với thủ đoạn của Dương Tiêu, không cần phải đưa đồ giả. Lúc này Liễu Giang Hà cảm thấy không có ấn tượng tốt với đám người hợm hĩnh nhà họ Triệu. Tuy nhiên ông ấy được Dương Tiêu mời đến, bà ngoại của Đường Mộc Tuyết nằm ở bên trong, tự nhiên Liễu Giang Hà cũng không muốn nói nhiều về việc nhà của người khác.
Lúc này, vẻ mặt khó coi nhất chính là Triệu Văn Chiết. Anh ta không ngần ngại mua hai cây nhân sâm núi 2 vạn, sẵn sàng khoe khoang trước mặt nhà họ Triệu, nhưng không ngờ cuối cùng ánh đèn sân khấu lại bị Dương Tiêu giật lấy. Không so sánh thì sẽ không có đau thương, nghĩ đến việc mình cầm nhân sâm núi 2 vạn chế nhạo nhân sâm rừng 100 năm tuổi của Dương Tiêu là giả, Triệu Văn Chiết như hứng chịu 10.000 điểm sát thương. Mẹ nó, thật sự quá xấu hổ. Hai mắt Triệu Văn Chiết đỏ ngầu, nắm chặt tay, không cam lòng hỏi, thần y Liễu, sao ông có thể chắc chắn hai cây nhân sâm rừng 100 năm tuổi này là thật? Rất đơn giản, hình dáng cây nhân sâm rừng 100 năm tương đối già. Một khi đào lên sẽ nhanh chóng khô héo. Tuy nhiên, hương thơm dược liệu nồng đậm bên trong sẽ không giảm sau khi khô. Không tin thì có thể ngửi thử. Liễu Giang Hà nghiêm nghị nói. Triệu Văn Chiết không thể tin được, cầm một cây lên ngửi, mùi thuốc nồng đậm rất sảng khoái. Đám người nhà họ Triệu cũng ngửi thử, sau khi ngửi xong, bọn họ đều cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Thật, đây chắc chắn là nhân sâm rừng 100 năm tuổi. Lần này, tất cả mọi người không hề nghi ngờ, tin rằng đây thực sự là cây nhân sâm rừng 100 năm tuổi. Ông Triệu Triệu Thiết Căn run rẩy nói, thần y Liễu, hai cây nhân sâm rừng 100 năm tuổi này có giá ít nhất cũng phải 300 vạn phải không? Như loại sâm rừng 100 năm thượng hạng này, ít nhất cũng phải 500 vạn, hơn nữa có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Liễu Giang Hà nói thẳng, cái gì? Ít nhất là 500 vạn, lại còn có tiền nhưng chưa chắc đã mua được. Lời này vừa rơi xuống, đám người nhà họ Triệu đều được mở mang tầm mắt, sững sờ. Ít nhất 500 vạn, sao có thể, vẻ mặt Triệu Văn Chiết kinh ngạc. Nghĩ đến việc mình cầm cây nhân sâm núi 2 vạn để chế nhạo cây nhân sâm rừng 100 năm tuổi ít nhất 500 vạn của Dương Tiêu, anh ta suýt nôn ra một ngụm máu giả ngay tại chỗ. Triệu Thiết Căn xấu hổ nói, là ông già này có mắt không tròng, là ông già này có mắt không tròng. Dương Tiêu đã đưa cho ông ta hai cây nhân sâm rừng 100 năm tuổi ít nhất là 500 vạn. Nhưng ông ta đã ném nó đi như rác, điều này là quá không tử tế. Không ngờ chúng ta đều nhìn nhầm, Triệu Liên cúi gằm mặt xuống như sắp gãy. Đám người nhà họ Triệu đều đỏ mặt, xấu hổ không thôi. Đường Mộc Tuyết thở phào nhẹ nhõm, cô biết Dương Tiêu sẽ không lấy đồ giả đến thật giả lẫn lộn. Bây giờ sự thật được phơi bày ra ánh sáng, hoàn toàn rửa sạch nhục nhã cho Dương Tiêu. Triệu Cầm đột nhiên bật cười, nhà chúng tôi không thiếu tiền. Chắc chắn Dương Tiêu là đã dốc hết tiền mua đồ ăn trong 2 tháng mua nhân sâm rừng 100 năm tuổi bồi bổ cơ thể cho mẹ. Đứa nhỏ này thật sự dám giấu tôi lấy tiền mua đồ ăn mua nhân sâm, xem tôi về sẽ dạy dỗ nó. Nhìn chằm chằm dáng vẻ kiêu hãnh của Triệu Cầm, đám người nọ đều không nói nên lời. Làm ơn đi bà chị, vừa nãy hình như chị là người mắng nặng nhất thì phải. Suýt nữa đã cởi giày đánh Dương Tiêu, thái độ này thay đổi cũng quá nhanh nhỉ. Đúng đúng đúng. Lúc về nhất định phải dạy dỗ nó. Tiêu mất tiền mua đồ ăn, thật sự đáng giận, Đường Kiến Quốc hưng phấn nói. Tuy rằng không biết Dương Tiêu lấy được nhân sâm rừng 100 năm tuổi ở đâu, nhưng Dương Tiêu là người của nhà bọn họ, chỉ cần nhân sâm rừng 100 năm tuổi này là thật, bọn họ sẽ được nở mày nở mặt. Đường Mộc Tuyết đang rồi bời, vừa nãy bố mẹ cô đối xử lạnh nhạt với Dương Tiêu cô vẫn nhớ rất rõ. Tuy nhiên, đối với bố mẹ ham mê hư vinh Đường Mộc Tuyết thật sự không có cách nào. Cô chỉ có thể đứng nhìn, không nói gì. Nhìn dáng vẻ vợ chồng Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc, vẻ mặt của đám người nhà họ Triệu không được đẹp. Triệu Thiết Căn cầm hai cây nhân sâm rừng 100 năm tuổi kích động nói, thần y Liễu, cảm ơn ông nhiều. Nếu không có ông thì hôm nay ông già này thật sự đã hiểu làm thằng nhóc Dương. Thần y Liễu, đã làm phiền ông vì bác gái cả của tôi mà đến tận nơi để khám. Triệu Văn Chiết đổi chủ đề với vẻ mặt u ám. Liễu Giang Hà cũng không muốn lãng phí thời gian, ông ấy gật đầu nói, ừ. Lúc này, đám người nhà họ Triệu mới chú ý đến Liễu Giang Hà là do Triệu Văn Chiết mời đến, chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt cũng là nhờ Triệu Văn Chiết được Vạn Tứ Hải coi trọng. Trong mắt người nhà họ Triệu, Triệu Văn Chiết là người có triển vọng nhất trong nhà họ Triệu, có lẽ Dương Tiêu đã lấy trộm hai cây nhân sâm rừng 100 năm tuổi ở đâu đó cũng nên. Hừ, có gì mà đáng tự hào. Chẳng phải người có triển vọng nhất vẫn là Văn Chiết đó thôi. Đúng vậy, thần y Liễu và phòng chăm sóc đặc biệt đều do Văn Chiết đảm nhiệm. Ai biết cây nhân sâm rừng 100 năm tuổi này được lấy ở đâu? Đám người nhà họ Triệu nhìn dáng vẻ đắc ý của Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc, họ bắt đầu mỉa mai nói móc. Hai cây nhân sâm rừng 100 năm tuổi đã được đích thân Liễu Giang Hà xác nhận là thật hay giả, khiến Ôn Bảo Tốn viện trưởng Bệnh viện Nhân dân số 1 huyện Thiên Sơn bị sốc.
Ôn Bảo Tốn nhìn một nữ y tá, cô nói xem đều là thật sao? Viện trưởng, tất cả đều là sự thật. Hai cây nhân sâm rừng trăm năm tuổi kia là do cháu rể tên Dương Tiêu đưa tới. Nữ y tá nghiêm túc nói. Vẻ mặt của Ôn Bảo Tốn tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhưng ông ta đã nghe nói nhà họ Triệu có một thằng cháu rể vô dụng. Lúc đó Ôn Bảo Tốn cũng không quan tâm, hiện tại Dương Tiêu đã mang đến hai cây nhân sâm rừng trăm năm tuổi, điều này khiến Ôn Bảo Tốn hoàn toàn không thể bình tĩnh được. Ôn Bảo Tốn ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ người khiến Vạn Tứ Hải ra mặt không phải Triệu Văn Chiết mà là cháu rể Dương Tiêu này? Theo hiểu biết của ông ta, Triệu Văn Chiết này là một người nhỏ nhoi ở huyện Thiên Sơn. Ngược lại, người cháu rể tên Dương Tiêu này đột nhiên đưa ra hai cây nhân sâm rừng vô giá, cho người ta cảm giác rất thần bí. Không được, tôi phải liên lạc với Vạn Tứ Hải xem thế nào. Ôn Bảo Tốn cảm thấy có gì đó không ổn. Là viện trưởng của Bệnh viện Nhân dân số 1 huyện Thiên Sơn, Ôn Bảo Tốn đã có thể leo lên vị trí này, bẩm sinh đã có khứu giác nhạy bén. Cuộc gọi cho Vạn Tứ Hải nhanh chóng được kết nối, Ôn Bảo Tốn nịnh nọt nói, ông chủ Vạn đã ngủ chưa? Nửa đêm nửa hôm gọi điện có làm phiền đến ông không? Viện trưởng Ôn, có chuyện gì quan trọng sao? Bà Triệu đã xảy ra chuyện gì à? Nhớ lấy, nếu bà Triệu có vấn đề gì thì phải cấp cứu kịp thời, Vạn Tứ Hải tôi sẽ lo toàn bộ chi phí. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trịnh trọng của Vạn Tứ Hải. Trước hết, Dương Tiêu là ân nhân của ông ta. Thứ hai, bà Triệu là bà ngoại của vợ Dương Tiêu. Cuối cùng, con gái ông là Vạn Thiến đã đâm vào xe của Dương Tiêu. Dù nhìn theo góc độ nào thì ông ta cũng phải xoay sở mọi thứ để khiến Dương Tiêu hài lòng. Ôn Bảo Tốn cung kính cười nói, ông chủ Vạn không cần lo lắng về chuyện này đâu. Bệnh viện của chúng tôi nhất định sẽ làm. Tôi chỉ muốn hỏi một chút, lần này ông chủ Vạn ra mặt có phải là nể mặt Triệu Văn Chiết không? Triệu Văn Chiết, Vạn Tứ Hải suy nghĩ một lúc, không biết đây là người nào. Ôn Bảo Tốn nghe vậy thì biết mình đã gặp rắc rối nhầm lẫn. Ngay từ đầu ông ta vẫn luôn cho rằng chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt là do Vạn Tứ Hải nể mặt Triệu Văn Chiết. Trên trán Ôn Bảo Tốn đột nhiên tuôn ra mồ hôi lạnh, nếu Vạn Tứ Hải biết mình đã nhận nhầm người, một khi Vạn Tứ Hải làm khó, nhất định ông ta sẽ ăn không hết sách mang đi. Không, không phải sao, Ôn Bảo Tốn lo lắng nói. Vạn Tứ Hải nói thẳng, Triệu Văn Chiết là ai? Tôi chưa từng nghe nói qua. Lần này tôi nhìn sắc mặt ân nhân Dương Tiêu của tôi, hãy nhớ rằng. Không ai được phép lơ, là ân nhân của tôi, không ai được phép xúc phạm. Vâng, Ôn Bảo Tốn nghiêm nghị nói. Sau khi cúp điện thoại, Ôn Bảo Tốn hoàn toàn sững sờ, không ngờ mình đã thực sự nhận nhầm người. Không được, không được, nếu Dương Tiêu nổi giận, Vạn Tứ Hải biết, chức vị viện trưởng bệnh viện của mình sẽ kết thúc. Ngày mai mình phải đến tận nơi xin lỗi, tranh thủ có được sự tha thứ của cậu Dương. Sắc mặt Ôn Bảo Tốn trầm trọng chưa từng có. Liễu Giang Hà xứng đáng là một bác sĩ thiên tài, ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, sau khi kết thúc đã là rạng sáng. Liễu Giang Hà đã ngồi xe máy tiếng đồng hồ, trải qua hoạt động không ngừng nghỉ, sau đó Liễu Giang Hà trực tiếp về khách sạn nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, khi ánh sáng mặt trời đầu tiên của buổi sáng rơi xuống trái đất, Dương Tiêu mở mắt. Đường Mộc Tuyết trông cả đêm, Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết đổi ca. Đến gần trưa, Đường Mộc Tuyết thức dậy, tìm Dương Tiêu nói. Lát nữa mời thần y Liễu đến Tử Hiên Các ăn cơm, chúng ta cùng đi nhé, giờ để bố em trông. Ừ, được, Dương Tiêu gật đầu. Liễu Giang Hà đã lớn tuổi, mình phiền ông ấy đi từ xa tới, mời ông ấy một bữa để tỏ lòng biết ơn là nên làm. Chẳng bao lâu, hai người đã đến Tử Hiên Các, Triệu Văn Chiết đã đặc biệt đặt phòng tướng tương nổi tiếng số 2 trong khách sạn Tử Hiên Các. Lúc này, người nhà họ Triệu đã ngồi sẵn trong phòng tướng tương, Liễu Giang Hà đang ngồi trên ghế chính. Đám người nọ đang xì xào bàn tán. Văn Chiết xứng đáng là người đứng đầu trong nhà họ Triệu của chúng ta. Đây là phòng tướng tương phòng riêng đứng thứ 2 trong Tử Hiên Các. Sang trọng nhất là phòng đế vương và Tử Hiên Các là khách sạn số 1 ở huyện Thiên Sơn. Nghe nói mức tiêu thụ tối thiểu của phòng tướng tương là 5 vạn cho một lần. Đúng vậy, Văn Chiết có triển vọng, nếu không có Văn Chiết, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội ăn ở một nơi cao cấp như vậy trong đời. Mọi người trong nhà họ Triệu đều biết rất rõ Tử Hiên Các có phòng đế vương và phòng tướng tương là xa hoa nhất, những phòng riêng này, càng cao cấp thân phận và địa vị càng nổi bật. Triệu Văn Chiết cầm lấy ly rượu, nhìn Liễu Giang Hà đầy cảm kích, thần y Liễu, lần này cảm ơn ông đã cho tôi thể diện, ông đã vất vả từ xa đến huyện Thiên Sơn. Tôi kính ông một ly. Cho cậu thể diện, nghe đến đây, Liễu Giang Hà ngẩn ra.
Rõ ràng ông ấy là được Dương Tiêu mời đến, ông ấy cho Triệu Văn Chiết này mặt mũi khi nào? Lạch cạch. Đột nhiên, cánh cửa được mở ra, bước vào là bóng dáng của Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết. Dương Tài Ba, nhìn thấy Dương Tiêu đến, Liễu Giang Hà nhanh chóng đứng dậy cười nói. Nhìn thấy hành động của Liễu Giang Hà, tất cả người nhà họ Triệu có mặt tại trong phòng gần như choáng váng. Đây là tình huống gì? Sao lại cảm thấy như hai người này quen biết nhau? Dương Tiêu cười nhẹ, cảm ơn thần y Lĩa đã ra tay giúp đỡ, không cần khách sáo, ông mau ngồi đi. Được, Dương Tài Ba cùng ngồi đi. Liễu Giang Hà vui vẻ cười nói. Dương Tiêu kéo một chỗ ngồi cho Đường Mộc Tuyết trước, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh Đường Mộc Tuyết. Còn Triệu Văn Chiết đang cầm ly rượu đứng ngây ra tại chỗ, cảnh tượng vô cùng xấu hổ. Triệu Văn Chiết không ngờ rằng Liễu Giang Hà sẽ không cho anh ta mặt mũi, mặc kệ anh ta, thay vào đó là nói chuyện cười vui vẻ với Dương Tiêu. Nhưng ly rượu đã được nâng lên, Triệu Văn Chiết lại cung kính với vẻ mặt ngượng ngùng, thần y Liễu, tôi kính ông một ly. Xin lỗi, ông già này đã không uống rượu nữa rồi. Liễu Giang Hà cười thân thiện. Vừa nói ra lời này, Triệu Văn Chiết dường như hứng chịu 10.000 điểm sát thương, sắc mặt vô cùng xấu xí. Giờ phút này, trong đầu Triệu Văn Chiết có vô số dấu chấm hỏi, ông già Liễu Giang Hà này có ý gì? Vậy mà không cho mình mặt mũi. Nhưng, lần này Liễu Giang Hà ra mặt không phải là vì mặt mũi của mình sao? Tuy nhiên, sau khi nghĩ lại Triệu Văn Chiết cũng yên tâm, mặc dù Liễu Giang Hà đến chữa trị cho bà Triệu là vì mình, nhưng chuyên gia thường có sở thích riêng, anh ta cũng không dễ dàng đòi hỏi. Cuối cùng Triệu Văn Chiết cố nặn ra một nụ cười nâng ly, không sao đâu thần y Liễu, dù như thế nào thì Văn Chiết cũng cảm ơn lần này thần y Liễu đã ra tay giúp đỡ bác gái cả tôi. Tôi sẽ uống cạn ly này. Vừa dứt lời, Triệu Văn Chiết đã uống cạn một ly. Liễu Giang Hà nhìn về phía Triệu Văn Chiết, ông ấy cau mày nói thẳng, tôi nghĩ cậu đã hiểu lầm gì rồi. Sở dĩ tôi ra tay là bởi vì Dương Tài Ba. Cái gì, Dương Tài Ba? Khi nghe thấy lời nói của Liễu Giang Hà, người nhà họ Triệu có mặt tại đây đều cảm thấy bối rồi. Dương Tài Ba. Dương Tài Ba nào, không phải là thần y Liễu là do Văn Chiết mời sao? Đúng vậy, đang yên đang lành sao đột nhiên lại trở thành Dương Tài Ba. Điều này thật sự phản khoa học. Hình như ở đây chỉ có phê vật Dương Tiêu chồng của Đường Mộc Tuyết là họ Dương phải không? Đột nhiên, đám người nhà họ Triệu có mặt tại ở đây đều khóa chặt ánh mắt nhìn Dương Tiêu. Dương Tài Ba. Chẳng lẽ Dương Tài Ba mà thần y Liễu nói là Dương Tiêu? Triệu Văn Chiết ngần người nhìn Dương Tiếu. Dương Tiêu sờ mũi thản nhiên nói, Tài Ba hay không Tài Ba cũng không sao, ý chính là tôi mời thần y Liễu đến. Thật hay giả, mọi người có mặt ở đây đều nghi ngờ. Liễu Giang Hà nở nụ cười ấm áp, đúng vậy. Hôm qua chính là Dương Tài Ba gọi điện thoại cho ông già này, biết được bà ngoại của vợ Dương Tài Ba bệnh nặng. Tôi đã đi một mạch đến Thiên Sơn huyện không ngừng. Không phải chứ, những lời này vừa nói ra, không kém gì một tiếng sấm vang dội, mọi người ở đây đều bối rối. Liễu Giang Hà là do phế vật Dương Tiêu này mời. Sao có thể thế được? Rõ ràng là do Triệu Văn Chiết người đứng đầu nhà họ Triệu mời, như thế nào lại đột nhiên trở thành Dương Tiêu? Nghe vậy, Triệu Văn Chiết như bị hứng chịu 10.000 điểm sát thương, dối dám nói, thần y Liễu, ông không đùa tôi chứ? Trong này có hiểu lầm gì à? Tôi và cậu không quen biết nhau, tại sao tôi phải cho cậu mặt mũi? Trên mặt Liễu Giang Hà lộ ra vẻ kiêu ngạo. Ông ấy là thần y ở thành phố Trung Nguyên, một chuyên gia y tế nổi tiếng ở Thiên Phủ Chi Quốc, còn Triệu Văn Chiết chỉ là một nhân vật nhỏ bé ở một thành phố tuyến 18. Dựa vào đâu mà mình lại phải cho cậu ta mặt mũi? Triệu Văn Chiết càng lộn xộn hơn, không, không phải. Thần y Liễu, rõ ràng tôi đã gọi điện cho học trò lớn của ông là Vương Trạch. Vương Trạch chủ nhiệm Vương còn đích thân nói với tôi rằng ông đã đồng ý. Đúng vậy, thần y Liễu, chuyện này chúng tôi đều rốt cuộc chuyện này là sao? Người nhà họ Triệu vội vàng hỏi. Cuối cùng Liễu Giang Hà cũng hiểu được đám người nhà họ Triệu này đã hoàn toàn hiểu lầm. Nhìn thấy ánh mắt tò mò của mọi người, Liễu Giang Hà nghiêm mặt nói, chuyện này rất đơn giản, Dương Tài Ba liên lạc với tôi đã đồng ý luôn, sau đó học trò Vương Trạch không chịu thua kém của tôi lại liên lạc với tôi. Tôi biết được người muốn khám là cùng một người nên tôi đã nói sẽ ra tay giúp đỡ, mọi người đã hiểu chưa? Thì ra là như vậy, người nhà họ Triệu biết được sự thật thì khá lộn xộn. Còn Triệu Văn Chiết biết sự thật của vấn đề như thể đã bị tổn thương nặng nề, sắc mặt của anh ta đột nhiên trở nên tái nhợt. Sao mọi thứ có thể trở nên như thế này?
có cần máu chó như vậy không? Nghĩ đến dáng vẻ diễu võ dương oai hôm qua của mình, Triệu Văn Chiết như trở thành con husky. Tôn Phú Quý sững sờ nói, sao thằng phế vật này có thể mời được thần y Liễu chứ? Đúng vậy, không phải chứ, Triệu Liên không muốn thừa nhận tất cả những điều này. Trong mắt người nhà họ Triệu, gia đình Triệu Cầm chính là một trò cười, bọn họ khó có thể chấp nhận sự thật này. Khi mọi chuyện đã ra hết manh mối, Triệu Cầm hào hứng nói, nghe thấy chưa? Tôi đã nói rồi, Dương Tiêu quen biết thần y Liễu, chân của Đường Kiến Quốc là được thần y Liễu chữa lành. Sở dĩ lần này thần y Liễu ra mặt đều là vì Dương Tiêu đúng không thần y Liễu? Trước sự chất vấn thẳng thắn của Triệu Cầm, Liễu Giang Hà chỉ có thể gật đầu. Âu trong phút chốc, cả phòng tướng tương đều tràn đầy tiếng kinh hô. Xảy ra chuyện gì, không phải Dương Tiêu này là phế vật khét tiếng sao? Không phải Dương Tiêu vẫn luôn ăn bám vợ sao? Làm sao có thể quen biết được thần y Liễu? Không biết, tôi chỉ biết cậu ta là phế vật, mỗi năm Triệu Cầm về quê đều không cho cậu ta về cùng, là vì sợ làm mất mặt mày. Trong chốc lát, tất cả ánh mắt của người nhà họ Triệu đều nhìn Dương Tiêu như thể họ đang nhìn một con quái vật. Ông Triệu, Triệu Thiết Căn càng xấu hổ hơn, hóa ra thần y Liễu là do Dương Tiêu mời đến, ông ta lại luôn cho rằng đó là Triệu Văn Chiết. Nhìn nhà họ Triệu hỗn loạn, Đường Mộc Tuyết khẽ mỉm cười, trong lòng thở ra một hơi khó chịu. Rõ ràng là do Dương Tiêu làm, dựa vào đâu mà Triệu Văn Chiết tranh công lao của Dương Tiêu hết lần này đến lần khác. Bây giờ sự thật đã trở nên rõ ràng, Đường Mộc Tuyết cũng được nở mày nở mặt. Mà Triệu Văn Chiết thì vô cùng xấu hổ, anh ta rất muốn tìm một chỗ chui vào tránh tình huống xấu hổ này. Vốn anh ta tưởng rằng tất cả đều là nể mặt mình, nhưng ai có thể ngờ rằng vậy mà lại là nể mặt phế vật. Con mẹ nó muốn lật bàn mài. Lạch cạch. Đúng lúc này, cửa phòng tướng tương bị đẩy ra, Ôn bảo. Tốn ăn mặc chỉnh tề bước vào. Viện trưởng Ôn, sao ông lại đến đây? Nhìn thấy người đến Triệu Văn Chiết vội vàng đứng dậy chào hỏi. Viện trưởng Ôn, trong nháy mắt mọi người trong nhà họ Triệu đều nhận ra người nọ. Tất cả mọi người đều rất khó hiểu, tại sao Ôn bảo Tốn lại đến đây vào lúc này? Chẳng lẽ bệnh tình của bà Triệu đã tái phát? Ôn bảo Tốn trực tiếp bỏ qua Triệu Văn Chiết đi thẳng đến chỗ Dương Tiêu nói, cậu Dương, thực sự xin lỗi, hôm qua tôi nhận nhầm người. Tôi cứ tưởng Vạn Tứ Hải ông chủ Vạn ra mặt là vì nể mặt Triệu Văn Chiết, không ngờ ông chủ Vạn là nể mặt cậu. Tôi có mắt không thấy thái son, xin lỗi, vô cùng xin lỗi. Cái gì? Nghe thấy những lời của Ôn bảo Tốn, tất cả người nhà họ Triệu đều sửng sốt. Không phải vì nể mặt Triệu Văn Chiết mà truyền bà Triệu đến phòng chăm sóc đặc biệt. Mà là vì nể mặt Dương Tiêu. Ngay khi vừa dứt lời này, như thể có tiếng sấm sét nổ tung, tất cả người nhà họ Triệu lại sững sờ một lần nữa, Triệu Văn Chiết như bị bắn bay ra ngoài. Trong phút chốc, đám người nhà họ Triệu như sắp vỡ vụn ra. Tôn Phú Quý cùng Triệu Liên trợn tròn mắt, Triệu Thiết Căn trợn tròn mắt, Triệu Cầm cũng trợn tròn mắt, đôi mắt đẹp của Đường Mộc Tuyết cũng dần dần ngây người. Cú sốc đến quá nhanh, gần như không được chuẩn bị trước. Viện trưởng Ôn, ông không nhầm chứ? Giọng điệu Triệu Văn Chiết run lên. Vào lúc này, Triệu Văn Chiết như, hứng chịu 10.000 điểm sát thương, anh ta đã suy sụp đến mức suýt nôn ra máu. Trong lòng anh ta không ngừng gào thét, rõ ràng là mình làm, tại sao lại trở thành công lao của Dương Tiêu? Triệu Liên vội hỏi, đúng vậy, viện trưởng Ôn, ông có nhầm lẫn gì không? Không phải ông chủ Vạn nẻ mặt Văn Chiết sao? Viện trưởng Ôn, ông không đùa tôi chứ? Ông Triệu, Triệu Thiết Căn nhìn Ôn Bảo Tốn hỏi. Ôn Bảo Tốn khinh thường nhìn Triệu Văn Chiết nói, lúc trước quả thực là tôi nhận nhầm, nhưng bây giờ là thật, tôi đã liên hệ với ông chủ Vạn để xác minh việc này. Một người nhỏ bé như cậu sao có thể được ông chủ Vạn đánh giá cao? Bị Ôn Bảo Tốn chế giễu, sắc mặt của Triệu Văn Chiết trắng xanh. Ôn Bảo Tốn hoàn toàn không để Triệu Văn Chiết vào mắt, dù sao ông ta cũng là viện trưởng Bệnh viện Nhân dân số 1 huyện Thiên Sơn. Trong tay còn nắm quyền, còn thiếu chút tiền này sao? Người nhỏ bé như Triệu Văn Chiết hoàn toàn không thể hòa nhập vào vòng bạn bè của ông ta. Thực sự xin lỗi, cậu Dương, mong cậu bỏ qua cho. Thái độ của Ôn Bảo Tốn thành thật xin lỗi. Về phần nhà họ Triệu, Ôn Bảo Tốn có chút hiểu rõ, Dương Tiêu có thân phận là người ở rể, có lẽ ngày hôm qua đã nhận được rất nhiều ánh mắt của nhà họ Triệu. Dương Tiêu đứng lên, nở nụ cười lễ phép nói, viện trưởng Ôn, không sao đâu. Ông có thể chuyển bà ngoại của Mộc Tuyết đến phòng chăm sóc đặc biệt, tôi đã rất cảm kích rồi. Không, cậu Dương, đây đều là những việc tôi nên làm.
thái độ của Ôn Bảo Tốn rất khiêm tốn. Ông ta biết rất rõ, nhìn toàn bộ huyện Thiên Sơn, có ít người có thể được Vạn Tứ Hải nể mặt, hơn nữa ngay cả mặt của người đứng đầu huyện Thiên Sơn cũng chưa chắc được Vạn Tứ Hải nể mặt. Tuy nhiên, một ông lớn như Vạn Tứ Hải lại thực sự ra mặt cho người ở dễ, điều này đã thể hiện đầy đủ sự phi thường của Dương Tiêu. Dương Tiêu biết Ôn Bảo Tốn đến xin lỗi là vì sợ Vạn Tứ Hải biết chuyện, anh cười nhẹ nói, viện trưởng Ôn, ông khách sáo quá rồi, ông yên tâm, tôi sẽ nói rõ cho Vạn Tứ Hải biết, tất cả đều là chuyện nhỏ. Vậy thì phiền cậu Dương rồi, Ôn Bảo Tốn không khỏi thỏ, phào nhẹ nhõm khi thấy Dương Tiêu nói chuyện tốt như vậy. Ông ta biết nếu Vạn Tứ Hải biết mình không làm tốt mọi việc, nhận nhầm người, có thể ông ta sẽ không thể bảo vệ vị trí này của mình. Dương Tiêu cười nhẹ, viện trưởng Ôn, vừa hay giờ này là giờ ăn trưa, hay ông ngồi xuống cùng ăn đi. Cảm ơn cậu Dương, trong nhà còn có chuyện, lát nữa còn phải về nhà. Cậu Dương, cậu tiếp tục ăn cơm đi, cậu yên tâm, tôi sẽ chịu mọi chi phí của bà Triệu ở bệnh viện, bao gồm bữa ăn này, cậu muốn ăn gì thì ăn, tôi sẽ thanh toán. Ôn Bảo Tốn hào phóng nói. Để bày tỏ lời xin lỗi, Ôn Bảo Tốn không tiếc gì cả. Cái gì? Tiền viện phí của bà Triệu sẽ do Ôn Bảo Tốn trả. Bữa ăn này của bọn họ cũng do ông ta thanh toán. Ngay khi Ôn Bảo Tốn nói ra lời này, tất cả người nhà họ Triệu có mặt trong phòng tướng tương đều sửng sốt. Như đã biết, tất cả các lần nhập viện của bà Triệu tốn ít nhất mấy vạn, chưa kể chi phí cho thần y liễu. Chi phí cho một bữa ăn ở phòng tướng tương này là 5 vạn, những thứ linh tinh cộng lại cũng phải ít nhất mấy chục vạn. Đám người họ Triệu không ai ngờ rằng Ôn Bảo Tốn lại thật sự nể mặt Dương Tiêu như vậy, ít nhất là mấy chục vạn nói lấy ra là lấy ra ngay. Suy cho cùng, đám người nhà họ Triệu đang chật vật mưu sinh, mấy chục vạn là một con số khổng lồ. Dương Tiêu vội vàng xua tay nói, viện trưởng Ôn, không cần đâu, thật sự không cần. Cậu Dương, nên mà, chuyện này là nên làm như vậy, đây là chút tấm lòng của Ôn Bảo Tốn tôi, nếu cậu Dương nể mặt tôi thì hãy nhận lấy tấm lòng này của tôi đi. Ôn Bảo Tốn nghiêm nghị nói. Dương Tiêu giờ khóc giờ cười, Ôn Bảo Tốn đã nói như vậy, anh thực sự không thể khiến Ôn Bảo Tốn khó xử. Ôn Bảo Tốn cũng rất biết điều, tấm lòng của ông ta đặt đúng chỗ, vì vậy ông ta chào Dương Tiêu và Liễu Giang Hà rồi rời khỏi khách sạn Tử Hiên Các. Liễu Giang Hà chứng kiến cảnh này, ông ấy vuốt râu nhìn Dương Tiêu với sự kính trọng hơn. Ông ấy biết Vạn Tứ Hải này, người có thể khiến Vạn Tứ Hải mặt, nhất định không phải là người bình thường. Từ lâu Liễu Giang Hà đã nhìn ra Dương Tiêu không phải người thường, bây giờ xem ra đã khẳng định được suy đoán của mình. Quạt! Cùng với Ôn Bảo Tốn rời đi, cả phòng như nổ tung. Triệu Liên kinh ngạc nhìn Dương Tiêu, sao? Cậu biết Vạn Tứ Hải? Không, không phải cậu chưa từng đến huyện Thiên Sơn sao? Đúng vậy, Dương Tiêu này đã ở nhà họ Đường 5 năm, Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc đã 5 năm không mang Dương Tiêu về. Sao cậu ta có thể quen biết ông chủ Vạn? Chuyện này phản khoa học. Đúng vậy, một thằng ăn bám vợ mà lại quen được ông chủ Vạn, thật sự phản khoa học. Ánh mắt của đám người nhà họ Triệu nhìn Dương Tiêu tràn đầy nghi ngờ, 5 năm trước bọn họ đã nghe nói Dương Tiêu là phế vật. Giờ đây, lời nhận xét của Liễu Giang Hà và lời xin lỗi trực tiếp của Ôn Bảo Tốn đã khiến người nhà họ Triệu nổi lên sóng gió trong lòng. Trong chốc lát, mọi người trong nhà họ Triệu đều không tin, tam quan của bọn họ sắp bị lật đổ. Ông Triệu, Triệu Thiết Căn nhìn Dương Tiêu như nhìn quái vật, nghĩ đến thái độ của mình lúc trước đối với Dương Ý Tiêu, Triệu Thiết Căn đỏ mặt không thôi. Thì có vẻ như mình thực sự không biết gì về thực lực của Dương Tiêu chồng cháu gái mình. Sắc mặt Triệu Liên và Tôn Phú Quý cứng ngắc, ngày hôm qua bọn họ chế nhạo dữ dội nhất, bây giờ vợ chồng bọn họ có vẻ mặt đau đớn nhất. Tuy nhiên, người xấu hổ nhất lúc này chính là Triệu Văn Chiết. Cả người Triệu Văn Chiết đều phát điên, rõ ràng là công lao của mình. Sao có thể trong nháy mắt đã trở thành của Dương Tiêu? Lúc này, Triệu Văn Chiết thật sự muốn tát chết Dương Tiêu, anh ta chỉ cảm thấy Dương Tiêu đã lấy đi tất cả hào quang của nhân vật chính của mình. Dương Tiêu sờ mũi, anh thật sự không ngờ Ôn Bảo Tốn lại có thể tới xin lỗi anh vào lúc này. Gương mặt ngọc xinh đẹp hoàn mỹ của Đường Mộc Tuyết tràn đầy vẻ tự hào. Như thể nói, ây, nhìn thấy chưa? Đây là người đàn ông của tôi. Không phải người đàn ông như Triệu Văn Chiết chỉ biết lòe lòe thiên hạ. Triệu Cầm lập tức nói, ai nói Dương Tiêu là phế vật. Chỉ là Dương Tiêu thích khiêm tốn thôi, trước đây chúng tôi vẫn luôn không đưa cậu ta về thôi, tránh mũi ngọn của một số người. Mặc dù Triệu Cầm chán ghét Dương Tiêu từ tận đáy lòng, nhưng bây giờ Dương Tiêu có thể diện, bà ta cũng dán ý tiếp có thể diện.
Cho dù Dương Tiêu có làm thế nào đi nữa, chỉ cần bà ta được thể diện là đủ rồi. Mẹ, nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của mẹ mình, Đường Mộc Tuyết thấy rất xấu hổ.